đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 1427, Trung Nguyên Linh Căng. Thiện ác à thiện ác, ngươi đúng là nực cười, sao lại dám khiêu chiến thủy tổ? Trong lòng thiện ác đầy hối hận. Nửa ngày sau, hàng tuyệt đón hy tuyền tiên tử, thường nguyệt nhi. Hình hồng tuyền chủ động chiêu đãi bọn họ, nói chuyện quá khứ của Ngọc Thanh Thánh Tông, ba nàng đều cảm khái vạn phần. Hàng tuyệt thì rời khỏi, không quấy rầy bọn họ ôn chuyện, nếu thường Nguyệt Nhi muốn ra ngoài chơi, trong đàn tràng có phân thân đưa nàng ra. Vũ trụ tinh thần ngoài đàn tràng thứ ba đã cực kỳ phong phú, các loại hệ thống, văn minh tu luyện đều có, nếu nhàm chán, thường Nguyệt Nhi có thể đi du ngoạn, không có nỗi lo tới tính mạng, dẫu sao nơi này cũng là phạm vi quản hạt của Lưu Bị. Nghĩ đến vũ trụ tinh thần, hàng tuyệt liền nhớ tới Hồng quân lúc trước bái sư Lưu Bị. Hồng quân đã rời khỏi mấy ngàn vạn năm, từ đó mất đi tin tức. Hàng Tuyệt ngồi trên Tam Thập Lục Phẩm Luân Hồi Diệt Thế Hắc Liên, bắt đầu suy tính Hồng Quân, phát hiện Hồng Quân không ở Hỗn Độn, mà là đến Siêu Thoát Đại Đạo Giới, giảng đạo ngàn vạn năm, tự nghĩ ra đạo thống, rõ ràng là đang đi lại con đường của đạo tổ. Đối với hành vi của Hồng Quân, Hàng Tuyệt tất nhiên sẽ không can thiệp, từ xưa tới nay, đạo tổ cũng chưa từng tính kế hắn, còn ngầm đồng ý giao thiên đạo cho hắn, hai người đều có lợi, không cần thiết phải kết thù, cho dù Hàng Tuyệt đã vượt qua đạo tổ Hàng tuyệt nhìn một lúc, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hàng hoang. Hàng hoang ở siêu thoát đại đạo giới, lại đang cướp đoạt một quy tắc tối cao. Vừa thành công. Đây là muốn gom đủ quy tắc tối cao của các giới à. Có chút thú vị. Hàng tuyệt có thể nhìn thấy sâu trong linh hồn hàng hoang đã mở hồng môn giới, cảnh tượng và khí tức quen thuộc đó khiến hàng tuyệt hoài niệm. Tầng lớp này hồng mông này đã đủ cho hàng hoang phát triển vô số năm. Hàng tuyệt thì không ở lại chung nguyên giới, hắn trừ phải không ngừng nâng cao cảnh giới ra, ngay cả thể chất cũng phải không ngừng thuế biến, bỏ xa sáng tạo đạo giả khác, hình thành ưu thế độc đoán. Đối với hàng hoang, hàng tuyệt không muốn ước thúc, cứ để mặt hắn muốn làm gì thì làm. Cho dù có chết, hàng tuyệt cũng có thể phục sinh. Hắn đã sớm thu lấy một dòng phân hồn của hàng hoang để tiện phục sinh, hắn tin hàng hoang cũng có thủ đoạn. Có điều nếu chọc giận sáng tạo đạo giả, cũng chỉ có phân hồn trong đàn tràng mới có thể giúp hắn phục sinh. Hàng tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Thiện ác cũng điều chỉnh tốt tâm thái, lại đã tọa, ánh mắt nhìn về phía hàng tuyệt của hắn đã trở nên kiên định. Thủy tổ, ngài chờ đi, ta nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Thiện ác thầm thề trong lòng, hắn không thể mất mặt nữa. Tạo hóa đế đình, trong đại điện thông thiên. Hàng Linh ngồi trên ghế cao, tư thái uy nghi, nhìn xuống tám người trên điện hàng nghiệp hàng giao hàng bá thần đều có mặt còn có năm vị đại đạo thánh nhân khác tổ tiên hàng hoang của ta quá mạnh căn bản là không cướp được hay là chúng ta đi tìm quy tắc tối cao của vô thức đại đạo giới đi hàng giao đề nghị vẻ mặt bất đắc dĩ hàng nghiệp hừ một tiếng lại không phản bác sự cường đại của hàng hoang đã sắp tạo thành ám ảnh tâm lý cho hắn quả thật là không cần thiết phải liều tới cùng Hàng bá thần cười nói, ta thấy quy tắc tối cao đó trừ mang tới phiền phức ra thì không có tác dụng gì. Hàng Linh nói, chuyến này không phải muốn các ngươi nhất định phải đoạt được quy tắc tối cao, chỉ là để các ngươi ma hợp, thuận tiện cảm nhận thực lực đỉnh điểm của hỗn độn, trải qua trận chiến này, điều các ngươi phải làm chính là thu hồi ngạo mạn trong lòng. Tiếp theo đại kế của tạo hóa đế đình là chiêu nạp người tu hành, nhất là tự tại thánh nhân, càng nhiều càng tốt. Hàng Giao, ngươi dẫn năm vị đạo đế tới âm phủ trẫm muốn thành lập thế lực ở âm phủ bất kể các ngươi dùng phương thức gì cũng phải đứng vững ở đó hàng giao lập tức chấp tay lĩnh mệnh sau đó dẫn theo năm vị đại đạo thánh nhân rời đi hàng nghiệp và hàng bá thần cũng chuẩn bị rời đi nhưng bị hàng linh gọi lại đợi sáu người hàng giao biến mất hàng linh mới mở miệng nói trẫm chuẩn bị mở đại đạo giới của chúng ta ở âm phủ ý các ngươi thế nào hàng nghiệp ngẩn người hỏi ở âm phủ em mờ dương cách biệt nhưng âm phủ khó xuất hiện thánh nhân cho nên bị dương gian xem nhẹ trẫm cảm thấy âm phủ có thể làm được âm phủ của các đại đạo giới là tương liên trẫm cảm thấy trong đây cất dấu huyền diệu việc mời chào tự tại giao cho thủ hạ của các ngươi các ngươi thì thay thân phận khác lẻn vào âm phủ không thể nói với hàng giao hàng linh phân phó nàng nâng tay phải nhẹ nhàng vẫy một cái hai đạo hư ảnh đế binh dừng ở trên người hàng bá thần Hàng nghiệp ngay sau đó thì bao phủ đem hóa thành dung mạo của đế binh. Hàng nghiệp ngắm nghía bản thân, tấm tắc lấy làm lạ. Hàng bá thần tò mò hỏi: Bệ hạ, chúng ta tới âm phủ làm việc thế nào? Hàng linh mặt không đổi sắc nói: Tìm kiếm một kiện bảo vật tên là trung nguyên linh căn. Trung nguyên linh căn giấu ở trong hoàng tuyền, cụ thể là ở đâu thì trẫm cũng không biết, nhưng trẫm thôi diễn biết được. Có được trung nguyên chi lực sẽ có tạo hóa vô thượng. 500 vạn năm sau, ở khu vực bên trì Trung Nguyên giới trong lĩnh vực trống xuất hiện dao động kịch liệt, cũng may phụ cận không có sinh linh, không ai phát hiện. Sinh linh trong Trung Nguyên giới vẫn chưa có năng lực nhận biết tình huống ngoài Trung Nguyên giới. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những điều này tất nhiên là tu vi của hàng tuyệt lại có tiến bộ. Lúc trước tới thích thiên một chuyến, mang tới cho hàng tuyệt không ít gợi ý, tiến độ tu hành không ngờ còn nhanh hơn lúc trước. Hàng tuyệt mở mắt, lộ ra vẻ hài lòng sáng tạo đạo giả hậu kỳ, vẫn rất xa xôi, nhưng không tính là xa không thể với. Phải biết rằng hiện giờ hắn vẫn chưa tròn một ức tuổi, một ức tuổi sao có thể chứng sáng tạo đạo giả, càng đừng nói đạt tới sáng tạo đạo giả trung kỳ. Hắn nhìn về phía thiện ác ở bên cạnh, thiện ác vẫn đang tu luyện. Tiểu tử này từ sau khi bị kích thích, trạng thái tu hành rõ ràng nghiêm túc hơn, cũng khiến hàng tuyệt rất hài lòng. Lần hỗn độn thịnh hội tới sắp bắt đầu, có nên để hắn tham dự không hàn tuyệt cân nhắc do dự một lát vẫn quyết định từ bỏ ý tưởng này để tiểu tử này ở lại đây đi không cần thiết phải để tất cả con cháu xuất sắc đều đại phóng dị thải hàn tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện trong những năm này sinh động là tạo hóa đế đình thế lực mệnh hàng hoang bận dung hợp quy tắc tối cao gần đây cũng không có tin tức đã không có hàng hoang hỗn độn thích thiên cũng càng náo nhiệt hơn mây đen bao phủ trên đầu bọn họ tản đi, bọn họ mới dám lớn mật làm việc. Lúc trước khi hàng tuyệt tu luyện cảm thấy có thứ gì đó có liên quan tới mình bị người ta dẫn dắt, bởi vì ảnh hưởng không lớn, cho nên hắn cũng không để ý. giờ mới rảnh để suy tính. ơ, à, hàng tuyệt bỗng nhiên ồ lên một tiếng, hắn phát hiện một chuyện lạ. em mờ phủ của trung nguyên giới không ngờ tương dung với âm phủ của các đại đạo giới, hình thành vị diện độc lập. nhìn qua âm phủ lớn hơn bất kỳ giới diện nào bởi vì các đại đạo giới vẫn chưa dung hợp cùng một chỗ đã có người thông qua âm phủ của hỗn độn lẻn vào trung nguyên giới đúng là kỳ quái trong trung nguyên giới vẫn chưa có sinh linh mở âm phủ chẳng lẽ âm phủ tự thành quy tắc năm đó cái hậu thổ nương nương mở ra chỉ là luân hồi dẫn thiên đạo vào âm phủ lẻn vào âm phủ của trung nguyên giới chính là hàng nghiệp hàng bá thần chẳng trách không ảnh hưởng lớn tới cảm giác của hàng tuyệt nếu là khí tức không rõ, với bản năng của hắn thế tất sẽ sinh ra phản cảm, một tia phản cảm của sáng tạo đạo giả cũng đủ để nghiền nát đại đạo thánh nhân rồi. Thì ra ở âm phủ của Trung Nguyên giới sinh ra linh căng từ Trung Nguyên chi lực biến thành, trước mắt chỉ có hai gốc, một gốc trong đó bị hàng nghiệp, hàng bá thần cướp đi. Cái gọi là Trung Nguyên linh căng chỉ là Trung Nguyên chi lực lắng động biến thành, không tính là gì. Đương nhiên, của lực lượng này đối với đại đạo chí thượng mà nói tuyệt đối là cao thâm mạch trắc, mạnh như hàng hoang cũng trầm mê trong đó. Chỉ là sao hai tiểu tử này lại tìm thấy Trung Nguyên Linh Căng? Hàng tuyệt tiếp tục suy tính, phát hiện ngọn nguồn của nhân quả này không ngờ là Hàng Linh. Hàng Linh không ngờ có thể tính được Trung Nguyên Linh Căng, không hổ là huyết mạch thân nhân, chỉ không biết Hàng Linh có đoán được Trung Nguyên Linh Căng có liên quan tới hắn không? Sau khi nắm rõ, Hàng tuyệt không để ý nữa, hắn duỗi lưng, thả lỏng thân thể. Thiện ác mở mắt, nói, thủy tổ, ngài tỉnh rồi à. Ngữ khí của hắn rất cung kính, khác với trước kia, khiến hàng tuyệt có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ lúc trước chèn ép quá mạnh. Vừa hay giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi một tay. Hàng tuyệt nhẹ giọng cười nói, không đợi thiện ác trả lời liền bắt đầu giảng đạo, đạo âm vừa ra, thiện ác lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hàng tuyệt lưu lại một đạo phân thân để giảng đạo, bản tôn thì đi bái phỏng các đạo lữ. Ngàn năm sau. Hàng Tuyệt giảng xong, Thiện Ác tỉnh lại, vẫn chưa tận hứng. Thiện Ác cảm khái vạn phần, thủy tổ không hổ là thủy tổ, ngài giảng đạo còn hơn ta tu đạo ngàn vạn năm, hơn nữa khiến ta có cảm ngộ sâu hơn đối với con đường tu hành tương lai. Hàng Tuyệt nói, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn phải bảo trì một tấm lòng khiêm tốn cẩn thận, ta nói với ngươi một chút về cho khứ của ta nhé. Thiện Ác vừa nghe vậy, lập tức nổi hứng thú, ngồi xuống trước mặt Hàng Tuyệt tư thái kiển chân chờ đợi. Hàng tuyệt kể từ lúc mình còn nhỏ, những quá khứ này hắn đã kể rất nhiều lần, cho hậu bối khác nhau nghe, nhưng mỗi lần nói ra lại không thấy phiền, đồng thời đây cũng là nói cho bản thân hắn nghe. Vĩnh viễn không quên lúc trước mình là đi tới thế nào. Lúc trước hệ thống đã cho hắn nhìn thấy những người trước kia nắm giữ hệ thống là chết như thế nào, có người cũng cẩn thận như hắn, chỉ là sau khi cảm thấy đã vô địch thì bắt đầu thả lỏng, vẫn vạn kiếp bất phục. Rất nhanh, thiện ác nghe tới nhập thần, giống như thay vào thân phận của hàng tuyệt, đi đối mặt với những hiểm ác đó. Tuy thủy tổ cẩn thận tới quá đáng, thậm chí có chút nhát gan, bất cận nhân tình, nhưng khi người bên cạnh thực sự gặp phải kiếp nạn, hắn đều sẽ ra tay. Thiện ác cảm thấy đây là người mà hắn muốn trở muốn thành. Đợi hàng tuyệt nói xong, thiện ác cung kính nói, thủy tổ, ta hiểu dụng ý của ngài rồi. Hàng tuyệt cười nói, hiện tại ngươi nguyền rủa một người, tên là Hàng Phân Tuyệt, hắn trông thế này. Hắn vung tay lên, ảo cảnh xuất hiện, một đạo thân ảnh giống hắn xuất hiện trong đó. Hàng Phân Tuyệt chính là phân hồn mà hắn ngàn năm trước ném đến hỗn độn thế gian, dưới sự cố ý áp chế của hắn, Hàng Phân Tuyệt chỉ có tu vi đại đạo chí thượng, nhưng mất đi ký ức, không nhận ra thiện ác. Thiện ác ngẩn người, hắn không ngốc, nhìn một cái là biết đối phương có quan hệ với thủy tổ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động lực lượng của trớ chú nguyên tinh nguyền rủa hàng phân tuyệt. Ước chừng quá mấy ngày, hàng phân tuyệt mới cảm thấy không khỏe. Lực lượng nguyên rủa phát tác. Hàng tuyệt nhíu mày. Sao còn có chậm lại? Chẳng lẽ là bởi vì hàng phân tuyệt quá mạnh? Lại trôi qua mấy ngày, sắc mặt thiện ác trắng bệt, thân thể bắt đầu run rẩy. Hàng phân tuyệt bắt đầu phản vệ hắn. Hàng tuyệt lập tức xuất thủ, thu hồi đạo phân hồn hàng phân tuyệt này, Ký ức cù vào trong đầu hắn. Hàng phân tuyệt không tính được là thiện ác, chỉ có thể thuận theo lực lượng nguyên rũ mà phản vệ. Hàng tuyệt nhìn về phía thiện ác với vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đúng là có thể giống như ách vận thư. Xem ra trớ chú nguyên tinh là bị ảnh hưởng của ách vận thư. Ách vận thư sẽ tiêu hao thọ mệnh bản nguyên, vậy thiện ác thì sao? Thủy tổ! Tu vi của ta hạ xuống rồi. Thiện ác sợ hãi nói, ngữ khí tràn ngập bất an nguyền rủa tiêu hao tu vi. Hàng tuyệt suy tư, như vậy thì còn nói được. Hắn trấn an nói, không sao, tu luyện lại là được, ngươi mới tổn thất bao nhiêu, cho ngươi ra ngoài lịch luyện, nếu kết thù, ngươi sẽ mất đi bao nhiêu tu vi. Thiện ác cảm thấy có lý, sắc mặt theo đó dịu đi. Hàng tuyệt nhìn chầm chầm thiện ác, lộ ra nụ cười. Tiểu tử này chính là vũ khí bí mật của hắn. Rất không tồi. Hàng tuyệt hỏi, sau này ngươi dùng nguyền rủa để hành sự, có thể nghĩ tên mới không? Tựa như hắc ám cấm chủ, không ai biết thân phận thực sự của hắn. Mắt thiện ác sáng lên, nghĩ nghĩ một chút, nói, vậy ta gọi là ách vận cấm chủ, được không? Cũng được, tách ra với hắc ám cấm chủ, nhưng từ cái tên lại khiến người ta cảm thấy ngươi có liên quan tới hắc ám cấm chủ, đến lúc đó hắc ám cấm chủ có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực. Đúng vậy, thủy tổ yên tâm, ta sớm muộn gì cũng vượt qua hắc ám cấm chủ. Ta rất chờ mong ngày đó. Nhưng ngày đó không thể tới. Hàng tuyệt lầm bầm trong lòng, số tiểu tử nói muốn vượt qua ta, không thể đâu. Thiện ác lại nói, vừa rồi ta lại nhìn thấy đạo thân ảnh thần bí đó, hắn hình như muốn giúp ta cùng nguyền rủa. Thế à, đã xảy ra chuyện gì? Hàng tuyệt hỏi. Đối với vị tồn tại nhân quả thần bí đó, hắn quả thật rất nghi hoặc. Hắn dựa vào hệ thống có thể tính được sáng tạo đạo giả, nhưng một số tồn tại nào đó chính là chính là, tỷ như đạo tổ. Đây mới là chỗ thú vị của sự tồn tại. Có đôi khi, một số chuyện nào đó là không thể dựa theo độ mạnh yếu của tu vi để định nghĩa. Thiện ác vò đầu nói, hắn là ở chỗ đó nhìn chầm chầm ta nguyền rủa, còn vương tay ra, ngoài ra thì không còn chuyện gì khác phát sinh. Hàng tuyệt hiếp mắt, tồn tại thần bí đó rõ ràng là đã cuốn lấy thiện ác chẳng lẽ tồn tại thần bí có liên quan tới thiện ác? Nếu là như vậy, sau này nên đề phòng thêm một chút. Sau này cứ cách một đoạn thời gian sẽ làm một lần tinh lọc tuyệt đối với thiện ác. Hàng tuyệt và thiện ác lại hàng huyên vài câu, sau đó thì tiếp tục tu luyện. Năm tháng trôi qua. Khi hàng tuyệt đang trùng kích một ức tuổi, hỗn độn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện giờ anh hùng hỗn độn xuất hiện lớp lớp, quần hùng cắt cứ một phương, càng lúc càng phấn khích. Quy danh của tạo hóa đế đình rất cao, tốc độ quật khởi cực nhanh, khiến vô số cự bá vạn cổ cảm thấy rung động. Một ngày này, tạo hóa đế đình, trong thông thiên đại điện. Tà thiên đế dẫn dắt một đám thần tướng đi tới, hàng nghiệp, hàng bá thần đứng ở phía trước, thủ hộ trước đài cao của hàng linh. Tà thiên đế nhìn hàng linh, cảm khái nói, trẫm biết, đế đại danh đỉnh đỉnh nhất định là người quen của trẫm, chỉ là trẫm không ngờ lại là ngươi, năm đó ngươi ở trong mắt trẫm nhìn thì là không hề có giả tâm vẻ mặt hàng linh đạm mạc khẽ cười nói thiên đế bệ hạ ngươi và gia phụ của trẫm chính là bạn cũ có bất kỳ chuyện gì trẫm đều đồng ý với ngươi hai vị đều tự xưng bệ hạ không khí có chút vi diệu tà thiên đế vuốt râu cười nói trẫm muốn xin tạo hóa đế đình giao ra một người người này chính là phản đồ của thiên đình phản bội thì cũng thôi hắn còn sát hại không ít thiên binh ý đồ muốn tạo hóa đế đình che chở. Hàng nghiệp nhíu mày, nói, tạo hóa đế đình ta tuyên bố nhận tiên thần, không hỏi xuất xứ, há có thể cho ngươi ngoại lệ, hôm nay giao ra người đó, ngày sau lại có thế lực khác đến đòi người thì sao? Tà thiên đế bất đắc dĩ cười nói, chuyện này liên quan trọng đại, trẫm không thể không tìm ngươi, nếu ngươi không muốn, vậy. Trẫm đồng ý. Hàng linh cắt ngang. Hàng nghiệp sửng sốt, hàng bá thần cũng muốn nói lại thôi. Tà Thiên Đế cũng không ngờ Hàng Linh lại đáp ứng nhanh như vậy. Hàng Linh nói, Trẫm không cần thiết phải quá cứng nhắc, nếu có người cảm thấy Trẫm làm không tốt, có thể rời khỏi, nhưng tương ứng, sẽ có được cừu hận của tạo hóa đế đình, người Trẫm quan tâm không nhiều lắm, cho nên nhân quả liên quan rất ít, gia nhập tạo hóa đế đình, tỷ lệ bị từ bỏ là rất nhỏ, nhưng phản bội tạo hóa đế đình thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Lời nói của nàng rất khí phách, rất quyết đoán, cũng tràn ngập sát khí, khiến các thần tướng ở phía sau tà thiên đế nhíu mày. Tà thiên đế nhìn nàng ta, nói, đa tạ đế, từ nay về sau, nếu tạo hóa đế đình có việc, tùy thời phái người tới báo cho trẫm, trẫm nhất định toàn lực ủng hộ. Hàng Linh cười nói, vậy thì tốt, từ nay về sau, thiên đình là bằng hữu vĩnh viễn của tạo hóa đế đình, cùng chung hoạn nạn. Nàng, nàng liếc về phía hàng nghiệp, hàng bá thần, hai người lập tức lĩnh mệnh. Tà thiên đế thầm kinh hải, Hàng Nghiệp và Hàng Bá Thần đã giết ra uy danh, đều là nhân vật hung dữ, nhất là Hàng Nghiệp, đã động sát tâm thì căn bản là không thu được, sát nghiệp hắn tạo thành đã đạt tới mức khiến người ta giận sôi. Hai hung nhân này đối mặt với Hàng Linh lại tất cung tất kính như vậy, thậm chí có chút khẩn trương. Hàng Linh cười nói, bệ hạ, vất vả lắm mới đến một chuyến, không bằng đi tham quan Trung Nguyên Linh Căng của tạo hóa đế đình đi, vật này chính là không tầm thường. Trung Nguyên Linh Căng đó là vật gì? Tà thiên đế cũng nổi hứng thú. Tay phải hàng linh vung lên, trong phút chốc, cảnh tượng trong thông thiên đại điện biến ảo, mặt đất biến thành mặt hồ, vô số hoa sen hiện lên, lớn nhỏ khác nhau, màu sắc khác nhau, đẹp như mộng cảnh. Tà thiên đế đưa mắt nhìn, bỗng nhiên thấy một đóa linh thảo màu đỏ, đỏ như máu tươi, lá cỏ và rễ cỏ vạn vẹo giống như một người. Ơ! Ờ, tà thiên đế nhớ mày, trong lòng sinh ra tò mò hắn đi tới xem, sau đó phát ra tiếng kinh hô. Sao có thể? Các thần tướng kinh ngạc, không rõ vì sao tà thiên đế lại kinh hô. Tà thiên đế quay đầu nhìn về phía hàng linh, nhíu mày. Hàng linh cười nói, linh căn này sẽ hóa hình, một khi hóa hình, hắn sẽ có năng lực thay đổi tất cả, nếu bệ hạ có lòng, đợi hắn sinh ra linh trí, trẫm sẽ đưa tới thiên đình, bồi dưỡng ba ngàn vạn năm dưới tay bệ hạ, thuận tiện kiến công lập nghiệp cho thiên đình. Tà thiên đế nhíu mày hỏi, vật này từ đâu mà đến? Từ âm phủ. Em mờ phủ. Có liên quan tới hắn không? Có lẽ có. Nhưng. Bệ hạ, ngươi thực sự không động lòng sao? Được rồi, giao cho trẫm, trẫm cũng có thể yên tâm. Tà thiên đế lại nhìn về phía trung nguyên linh căng, mày vẫn nhíu chặt. Hàng tuyệt vừa bế quan hơn 200 vạn năm, liền có người điên cuồng báo mộng. Tà thiên đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tà thiên đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Tà thiên đế báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàng tuyệt nhíu mày, chẳng lẽ tà thiên đế gặp phải nguy hiểm? Hắn suy tính một phen, phát hiện tà thiên đế đang ở trong lăng tiêu bảo điện, không hề có không nguy hiểm gì. Hắn do dự một lát, đồng ý báo mộng. Mộng cảnh vẫn là rừng cây nhỏ ngoài ngọc thanh thánh tông năm đó. Tà thiên đế nhìn thấy hàng tuyệt, lập tức bắt đầu nói ra chuyện Trung Nguyên Linh Căng. Bộ dạng của Trung Nguyên Linh Căng giống hệt hắn, trẫm lo lắng. Tà Thiên Đế thở dài nói, vẻ mặt ưu sầu. Hàng tuyệt dở khóc dở cười, Trung Nguyên Linh Căng hóa thân thành bộ dạng của hắn. Kể ra, đây là pháp lực của hắn, hóa thành bộ dạng của hắn cũng là rất bình thường. Hắn cười nói, ta biết rồi, Linh Nhi chắc sẽ không tính kế ta, có điều đối phương trông giống ta, quả thật không phải chuyện tốt trẫm chính là lo lắng như vậy, dẫu sao nhi tử của trẫm có rất nhiều đứa đã ruồng bỏ trẫm. Tà thiên đế lắc đầu nói. Hai người hàng huyên một lúc, liền kết thúc báo mộng. Hàng tuyệt mở mắt, bắt đầu tính Trung Nguyên Linh căn. Trung Nguyên Linh căn đã sinh ra linh trí, chỉ là oán khí của hắn quá nặng, sát tâm đã được dưỡng thành. Chẳng lẽ có liên quan tới âm phủ? Hàng năm ở trong âm phủ, Trung Nguyên Linh căn hấp thu quá nhiều oán niệm của âm hồn. Nếu như vậy, sau này nhất định thành họa lớn. Không được. Không thể để hắn trông giống ta. Tâm thần hàng tuyệt khẽ động, Trung Nguyên Linh căn liền thay đổi bộ dạng, tuy rất giống hắn, nhưng ít ra không phải giống hoàn toàn. Hắn không trực tiếp xóa đi Trung Nguyên Linh căn, cũng muốn nhìn xem hàng linh muốn làm gì. Hắn rảnh rỗi không có gì làm, liền muốn tính thử tương lai của Trung Nguyên Linh căn. Ta muốn biết trạng thái cường thịnh nhất của Trung Nguyên Linh căn là bộ dạng gì cần khấu trừ một ngàn vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Sáng tạo đạo giả. Không thể nào. Hàng tuyệt nhíu mày, lập tức lựa chọn tiếp tục. Ý thức của hắn tiến vào ảo tượng diễn hóa. Hắn phát hiện mình đi tới bên trên trung nguyên giới, phía trước không xa chính là hỗn độn, hai phương đại đạo giới sắp va chạm với nhau. Ha ha ha, hỗn độn, hồng mông, các ngươi đã chuẩn bị nên đón đại đạo giới của ta chưa? Đây là trung nguyên một tiếng cười cuồng giả vang lên, hàng tuyệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử diện mạo tương tự với hắn đang đứng trên trung nguyên giới, cười to càng rỡ. Sao trung nguyên linh căng lại đứng trên trung nguyên giới của lão tử? Hàng tuyệt đầy hoang mang nhìn về phía nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen nhìn hỗn độn phía trước, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Lúc này, trong hỗn độn truyền đến một cổ khí thế bá đạo tuyệt luân, khí tức này đối với hàng tuyệt mà nói là rất xa lạ. Hừ, Trung Nguyên Ma Thần, ngươi cho rằng ngươi có được y bác của thần uy thiên thánh thì có thể hoành hành vô kỵ. Một tiếng quát lạnh truyền đến, hàng tuyệt chăm chú nhìn tới, người đến là một đại đạo thần linh, quanh người có phù văn đại đạo vấn viết, cũng có ấn ký tuế nguyệt từ lòng bàn chân hắn dâng lên, giống như khí diễm, thân thể bị thần quan che lấp lộ ra vô cùng hùng tráng, cực kỳ khí phách. Hắn đội đế quan giống như đầu kỳ lân, hai mắt phát ra huyết quang, giống như chiến thần từ luyện ngục giết ra. Trung Nguyên Linh căn bể nghệ nhìn đại đạo thần linh này, vẻ mặt khinh miệt, nói, ngươi là cái thá gì, gọi chí phạt thần tôn đến đây, còn cả 12 thần phạt nữa, cứ tới đây, ta sẽ giết hết, hỗn độn, hồng mông, thậm chí đại đạo giới khác đều quy phụ Trung Nguyên giới, ai ngăn cản người đó chết. Cùng vọng, càng rỡ, đại đạo thần linh phẫn nộ quát, một thân khí thế theo hàng tuyệt thấy thì đã đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn đại đạo chí thượng viên mãn của hỗn độn, hàng tuyệt đã từng gặp hết rồi, hắn từng thử nhìn lén những đại năng nấp trong bóng tối, ghi nhớ lại hết khí tức và diện mạo, chỉ độc chưa từng thấy vị này. Xem ra đây là một vị hậu bối, thời gian hiện tại cách thời của hàng tuyệt rất xa. Đại đạo thần linh bỗng nhiên đẩy xong trưởng gã, một thân đại đạo chi lực dùng thế ngập trời trút ra, toàn bộ hỗn độn phát ra vô số cầu vòng ánh sáng, thuận theo phương hướng đại đạo thần linh đẩy xong trưởng ra mà giết tới, trường hợp vô cùng đồ sộ, cùng cuộn tuyệt luân, giống như một phương đại đạo giới ép về phía Trung Nguyên Linh căn. Ha ha ha! Trung Nguyên Linh căn cười to càng rỡ, đối mặt với lực lượng khủng bố của hỗn độn đại đạo, hắn vẫn không sợ hãi, thậm chí còn có chút chờ mong. Ảo tượng diễn hóa cứ vậy như vậy. Hàng tuyệt mở mắt, mặt lộ vẻ bất mãn. Mỗi lần đều là như vậy, chưa tới kịch chính đã kết thúc xem ra trận chiến này là cực hạn của trung nguyên linh trăng rồi hoặc bại trận hoặc từ đó mà xuống dốc chật chật có thể cường đại đến khiêu chiến hỗn độn trung nguyên linh trăng cũng coi như là công thành danh toại rồi ít nhất thì vô số năm sau vẫn sẽ ghi nhớ uy phong lần này của hắn tạm thời cứ mặc kệ những hậu bối này ai nấy đều có tương lai không tồi hắn không cần thiết phải tham gia nếu đi tới lạc lối tự có số mệnh giải quyết nghĩ xong hàng tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện tiếp theo có thể nên đón một ức tuổi từng năm trôi qua vạn năm như một ngày trăm vạn năm nhanh chóng trôi qua đối với hàng tuyệt mà nói chỉ tương đương với đánh một kiểm tra được ngươi đã tròn một ức tuổi nhân sinh lại tiến thêm một bước ngươi có những lựa chọn sau đây một lập tức hấp thu hỗn độn có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến một khối hồng mông toái phiến một khối sáng tạo linh thạch một cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng môn toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối trung nguyên linh thạch, một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống. Ngươi đạt được một lần cơ hội của tạo hóa thiên tuyển. Vẽ mặt hàng tuyệt chấn động, lập tức lựa chọn một thứ hai. Ngươi lựa chọn âm thầm tu luyện, đạt được một khối đại đạo toái phiến, một khối hồng môn toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch một khối trung nguyên linh thạch một lần cơ hội thăng cấp công năng hệ thống trung nguyên linh thạch vật tiến hóa của thiên đạo linh thạch có thể giúp pháp bảo pháp bảo pháp bảo được thăng cấp bất kể là mạnh thế nào đều phải phụ thuộc vào ngươi vĩnh viễn bị ngươi điều khiển trong mắt hàng tuyệt hiện lên vẻ vui mừng thứ tốt thiên đạo linh thạch của hắn không dám cho ách vận thư dùng sợ ách vận thư phản vệ hiện tại thì tốt rồi hắn lập tức truyền tống đến đàn tràng chủ, lấy ra ách vận thư và trung nguyên linh thạch. Ngoại hình của trung nguyên linh thạch và thiên đạo linh thạch rất giống nhau, chỉ là màu đỏ hơn. Hàng tuyệt lập tức dung hợp với ách vận thư. Có dùng trung nguyên linh thạch để thăng cấp ách vận thư không? Có. Bắt đầu thăng cấp. Ách vận thư và trung nguyên linh thạch trong tay hàng tuyệt đồng thời biến mất, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong. Tiếp theo, hắn chờ ở đây chờ ách vận thư thăng cấp thành công, đến lúc đó còn có thể thí nghiệm một chút ách vận thư thăng cấp thành cực trí chí bảo là khủng bố cỡ nào. Đúng lúc này. Đệ cửu hỗn độn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Đệ cửu hỗn độn. Sao lại vào lúc mấu chốt này? Hàng tuyệt không thể không cẩn thận, hỏi thầm trong lòng, sau khi ta nhận có nỗi lo tới tính mạng không? Cần khấu trừ 10 ức tức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không, Hàng Tuyệt thở vào nhẹ nhõm, đối mặt với sáng tạo đạo giả, không thể không cẩn thận. Hắn yên lặng lựa chọn nhận báo mộng. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống, hắn lại nhìn thấy đệ cửu hỗn độn, vẫn thần bí như vậy, không nhìn rõ hình dáng. Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói, "Hàng Tuyệt, ta muốn hỏi ngươi về một tồn tại." "Ồ, còn có tồn tại mà ngài không biết à?" Hàng Tuyệt cười hỏi, không thể biểu hiện ra vẻ khẩn trương nếu không rất dễ dàng có sơ hở. Có điều hắn quả thật không có áp lực, hắn đã dùng diệu duyên thư thay đổi thân phận hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ, nghe đồng ngươi cũng từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa phải không? Hàng tuyệt nhíu mày nói, đúng vậy, nói một cách chuẩn xác, rất nhiều người tu hành của thiên đạo đều từng bị nguyền rủa. Trước kia ta cho rằng hắc ám cấm chủ là thế lực ngầm của hỗn độn, ngay cả ngài cũng bị hắn nguyền rủa. Đệ cửu hỗn độn nói, vậy thì tất nhiên là không, chỉ thấy ta tính được nhân quả của hắn, sẽ dẫn phát đại kiếp. Nghiêm trọng vậy à, hắn là ai? Ngài nên kêu gọi sáng tạo đạo giả khác cùng cùng nhau hắn, ta đã chứng sáng tạo đạo giả, lại không tính ra được thân phận thực sự của hắn, đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ hắn cũng là sáng tạo đạo giả? Hàng tuyệt nhíu mày, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Đệ cửu hỗn độn nói, hắc ám cấm chủ dùng một quyển sách để nguyền rủa trong thiên đạo có người tu hành nào dùng sách làm pháp bảo không? Hàng tuyệt trầm ngâm nói, thiên đạo quả thật có rất nhiều người tu hành dùng sách làm pháp bảo, nhưng phạm vi quá nhiều, hơn nữa tu vi đều rất yếu, mạnh nhất cũng chỉ có Phục Hy, hắn có Hà Đồ Lạc Thư, chính là đệ tử của đạo tổ. Đệ cửu hỗn độn nói, tu vi của hắc ám cấm chủ chắc không mạnh, chỉ là có được cực trí đạo bảo, chắc ngươi cũng biết sự cường đại của cực trí đạo bảo, có lẽ không uy hiếp được cực trí đạo bảo, đến lúc đó có thể che chắn, khiến sáng tạo đạo giả cũng không thể phát hiện, đàn tràng của ngươi chắc chính là sáng tạo đạo giả, cho nên khi thế của ngươi còn yếu, người khác cũng không thể tìm thấy ngươi. Hàng tuyệt lắc đầu nói, tiền bối, đây là ngài đang hoài nghi ta à. Ta ở trong đàn tràng nguyền rủ ngài. Nhưng ngài có thể báo mộng cho ta, chứng tỏ nhân quả đàn tràng của ta không mạnh như vậy. Đệ cửu hỗn độn trầm mặt. Đệ cửu hỗn độn sinh ra hào cảm đối với ngươi, trước mắt độ hảo cảm là một sao. Cái quỷ gì thế? Còn có thể sinh ra hảo cảm. Chẳng lẽ đúng là thăm dò? Trong lòng hàng tuyệt cảm thấy kinh ngạc, lại không dám kinh thường, độ hảo cảm một sao vẫn không tính là gì. Đệ cửu hỗn độn nói, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, tuần tra hắc ám cấm chủ, một khi tra được, ta sẽ tặng ngươi một cơ duyên, một cơ duyên có thể khiến sáng tạo đạo giả có được kỳ ngộ tiến lên trên thêm ngữ khí của hắn rất bình thản, lại lộ ra vẻ tự tin nồng đậm. Cơ duyên khiến sáng tạo đạo giả trở nên mạnh hơn, không phải là sáng tạo chúa tể sao? Trên mặt hàng tuyệt lộ ra vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm nói, còn có thể trở nên mạnh hơn ư, ta cho rằng sự cường đại của ngài chỉ là vì đi trước, khai sáng đại đạo giới đầu tiên, thì ra còn có phương pháp tu hành. Đệ cửu hỗn độn nói, ta đợi ngươi điều tra rõ thân phận của hắc ám cấm chủ. Dứt lời, mộng cảnh vỡ vụn Hàng tuyệt mở mắt đối với nhiệm vụ mà đệ cửu hỗn độn dặn dò hắn tất nhiên không để ở trong lòng có điều phải cân nhắc một điểm đệ cửu hỗn độn là đối xử bình đẳng với sáng tạo đạo giả khác hay là chỉ dặn dò hắn nếu là cái sau vậy không phải là chuyện tốt chứng tỏ đệ cửu hỗn độn đang khảo nghiệm hắn ơ ờ, nghĩ những cái này làm gì Ta muốn biết đệ cửu hỗn độn có thực sự hy vọng ta tìm thấy thân phận chân thật của hắc ám cấm chủ hay không? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có. Hàng tuyệt triệt để thả lỏng. Vậy thì tốt. Kỳ thật hắn không sợ đệ cửu hỗn độn, dẫu sao có cũng đàn tràng, chỉ là sợ ảnh hưởng đến người mà mình để ý. Cho dù có thỉnh thần đạo, tốc độ kêu gọi cũng không thể nhanh bằng tốc độ truyền bá sát ý của đệ cửu hỗn độn. Hàng tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện, di dời sự chú ý. Nữ nhi hàng linh của ngươi tham ngộ trung nguyên chi lực, đạo hạnh tăng trưởng. Hàng hoang con ngươi dung hợp quy tắc tối cao, pháp lực thuế biến. Đồ đệ đạo chí tôn của ngươi bị người tu hành siêu thoát tập kích. Đồ đệ của ngươi. Hàng thác con ngươi bị bạn tốt chí phạt thần tôn cũng tập kích bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt triệu song toàn của ngươi có được truyền thừa của đại năng thần bí, đạo hạnh tăng mạnh. Đệ đệ hàng mệnh của ngươi tiến vào vòng xoáy tuyết nguyệt. Bạn tốt thanh thiên huyền cơ của ngươi bị hàng nghiệp con cháu của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Từ bưu kiện cho thấy, giới bạn bè của hàng tuyệt cũng bắt đầu kết thù kết oán, đây cũng là bình thường, muốn đứng trên tuyệt đỉnh, sau khi đạt tới cảnh giới nào đó, khẳng định sẽ muốn đi lên trên nữa, nhưng cơ duyên có hạn, tranh đấu là khó tránh khỏi, dần già, tất nhiên sẽ kết thù. Hàng tuyệt cũng không cảm thấy tất cả bạn tốt, tất cả đệ tử của mình vĩnh viễn có thể tương thân tương ái, chỉ cần không kết tử cừu là tốt rồi. Nếu hắn cường hành ra mặt, rất dễ thiên vị một bên, khiến một bên khác quán hận chất chứa, ân oán rất khó giải quyết được một cách công bằng. Có điều như vậy cũng rất thú vị. Bất tri bất giác, tâm thái của hàng tuyệt cũng đang chuyển biến. Chuyện từng lo lắng, coi trọng, hiện giờ đã cảm thấy không còn quan trọng, chính là bởi vì hắn đủ cường đại. Các đệ tử rất khó quản, nhưng người thân thì phải quản, hàng tuyệt không cho phép con cái kết thù kết oán nếu cách mấy đời thậm chí là nhiều hơn, vậy cũng không sao. Sau khi hàng tuyệt xem xong bưu kiện bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thần du thiên ngoại, du lịch hỗn độn cùng với đại đạo giới khác. Ước chừng qua 30 vạn năm, Ách vận thư cuối cùng cũng thăng cấp thành công. Ách vận thư từ cực trí đạo bảo thăng cấp thành cực trí chí bảo. Trong mắt hàng tuyệt hiện ra một hàng nhắc nhở như vậy, ách vận thư theo đó xuất hiện. Hắc quan khủng bố phát ra, khiến nhiệt độ trong đạo quán giảm xuống đến băng điểm, khí tức âm hàng khiến linh hồn khó chịu. Sáng tạo đạo giả còn như vậy, đổi lại là đại đạo thánh nhân tầm thường, sợ rằng nháy mắt đã hình thần câu diệt. Đáng sợ quá! Hàng tuyệt vuốt ve ách vận thư, cảm khái vạn phần. Bảo bối, ngươi từng nhỏ yếu như vậy, ta cuối cùng cũng bồi dưỡng ngươi mạnh lên được rồi. Hàng tuyệt ngắm nghía ách vận thư một lúc, sau khi xác định ách vận thư sẽ không phản vệ mình mới cất đi, tạm thời không nguyền rủa đệ cửu hỗn độn. Qua một đoạn thời gian nữa sẽ lại quấy rối tâm thái của hắn. Hàng tuyệt trở lại đạo quán, trong đàn tràng thứ ba, thiện ác không tu luyện, mà là đang thí luyện mô phỏng, vẻ mặt ngây ngô, chắc lại đang ngược đãi ai đó. Tiểu tử này thích đánh với người cảnh giới yếu hơn mình, số lượng đối chiến cũng rất giống hàng tuyệt, lấy một địch nhiều. Hàng tuyệt rảnh rỗi không có gì làm, cũng bắt đầu thí luyện mô phỏng. Khiêu chiến thích thiên vô lượng đại diệt tôn, một hơi khiêu chiến 5 vạn. Giá trị của thích thiên vô lượng đại diệt tôn là 2.000 vạn ức năm, mạnh hơn hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Có điều hàng tuyệt cũng nay đã hơn xưa, Đối chiến với 5 vạn thích thiên vô lượng đại diệt tôn lộ ra thoải mái có thừa. Dẫu sao hắn cũng cao hơn thích thiên vô lượng đại diệt tôn một cảnh giới nhỏ. Hắn tiếp tục đề cao số lượng. Mấy ngàn vạn năm không thí luyện mô phỏng, thực lực của hắn một mực đang tăng trưởng. Cuối cùng số lượng hắn khiêu chiến đứng ở 20 vạn thích thiên vô lượng đại diệt tôn, đối với điều này, hắn đã rất hài lòng. Hắn mở mắt, phát hiện thiện ác vẫn đang thí luyện mô phỏng, hắn cũng không quấy rầy tiếp tục tu luyện. Tạo hóa đế đình, trong thông thiên đại điện. Hàng Linh nhìn xuống một thiếu niên áo đen trên điện, thiếu niên quỳ gối, nhìn thì khoảng 15-16 tuổi, vẻ mặt rất giống nàng, tuấn lãng thanh tú, nhưng ánh mắt bỗng dưng âm lãnh, giống như độc xà. Ngươi chính là Trung Nguyên Linh căn biến thành, ban thưởng cho ngươi tên là Trung Nguyên đi. Hàng Linh mở miệng nói. Thiếu niên áo đen trả lời, ta nghe nói lợi hại nhất trong hỗn độn chính là hỗn độn ma thần, vậy ta gọi là Trung Nguyên Ma Thần đi, sau này tranh phong với Hồng Mông Ma Thần, người thấy thế nào? Mẫu thân. Hàng Linh nói, Trung Nguyên Ma Thần à, cũng được, ngươi không cần gọi trẫm là mẫu thân, gọi trẫm là bệ hạ. Trung Nguyên Ma Thần nhíu mày, tuy có chút không vui, nhưng vẫn đáp ứng. Trẫm lại sẽ tự mình dạy dỗ ngươi vạn năm, sau đó đưa ngươi tới thiên đình lịch luyện. Hàng Linh tiếp tục nói. Trung Nguyên Ma Thần hỏi, ta có thể cảm nhận được nơi ta thuộc về, bệ hạ, ngài tìm thấy ta từ đâu. Ta muốn trở về, ở đó, ta có thể biến thành mạnh hơn, mạnh tới vượt trên chúng sinh hỗn độn. Hàng Linh nhíu mày, nói, lời trẫm nói, ngươi không nghe rõ à. Trung Nguyên ma thần cúi đầu. Hàng Linh nói, trẫm sáng tạo ra ngươi, nếu không có trẫm, ngươi há có thể hóa hình, nếu bị tồn tại khác tìm thấy, có thể trực tiếp luyện hóa ngươi, trẫm sẽ an bài tất cả của ngươi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Trung Nguyên Ma Thần đáp, thanh âm có chút run rẩy. Hàng Linh nói, hiện tại tấn công trẫm, để trẫm xem lực lượng sinh ra đã có của ngươi mạnh thế nào. Dùng hết sức, nếu có thể đã thương được đến trẫm, trẫm sẽ dẫn ngươi tới nơi ngươi muốn tới. Nghe vậy, Trung Nguyên Ma Thần kinh hỉ ngẩng đầu hỏi, thật ư? Thật. Bệ hạ, ta rất mạnh, ngài phải cẩn thận đến đây đi. Trung Nguyên Ma Thần đứng dậy, trong cơ thể bốc ra từng dòng hồng khí, khiến cho trên người hắn ngưng tụ ra một hư ảnh. Nhìn đạo hư ảnh đó, Hàng Linh cảm thấy hoảng hốt. Quả nhiên, phụ thân, đây là lực lượng của ngài. Sau khi Trung Nguyên Ma Thần ngưng tụ ra pháp tướng, đột nhiên giết tới Hàng Linh. Thông thiên đại điện lâm vào rung chuyển. Mấy hơi thở sau. Trung Nguyên Ma Thần nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi, chung quanh bị mấy ngàn bao vây, trong không trung còn có một đế binh dơ thần binh chỉ về phía hắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi, thân thể run rẩy. Hắn bị thua quá nhanh. Tại sao lại như vậy? Cổ lực lượng này của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi vẫn chưa thể nắm giữ, nhục thân và tu vi của ngươi quá yếu, vẫn phải tu luyện cho tốt, đừng làm nhục cổ lực lượng này. Thanh âm của hàng linh vang lên. Trung nguyên ma thần cắn răng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Bệ hạ, thần phạt hàng hoang tới bái phỏng, có gặp không? Đạo thanh âm này như sấm rền, không biết từ đâu truyền đến. Hàng Linh híp mắt nói, để hắn tiến vào, không được vô lễ. Trung Nguyên ma thần đứng dậy, nghe thấy tên của hàng hoang, trong mắt hiện lên dị sắc. Hắn sinh ra đã được một đoạn thời gian, dù chưa từng rời khỏi tạo hóa đế đình, nhưng từ trong miệng người tu hành của tạo hóa đế đình có thể nói là thường xuyên nghe nói tới tên của hàng hoang. Hỗn độn đệ nhất thánh, vạn cổ tuyệt đỉnh, thần phạt mạnh nhất, vân vân. Rất nhiều danh đầu đều rơi xuống trên đầu hàng hoang, những chiến tích đó của hắn lưu danh vạn cổ, vĩnh truyền bất hủ. Mỗi khi Trung Nguyên Ma Thần nghe thấy những truyền thuyết đó của Hàng Hoang, tâm trí đều hướng về. Hôm nay có thể nhìn thấy chân thân của Hàng Hoang, hắn há có thể không hưng phấn. Rất nhanh, một đạo cầu vòng tím bay nhanh đến, mà trên cầu vòng tím đó có một người đạp bước mà đến, tư thái khí phách, bộ bộ sinh phong, chiến giáp màu tím từ hồng mông tử khí ngưng tụ thành bám vào một thần phách, giống như hỗn độn ma thần, theo sát đằng sau. Trung Nguyên ma thần nhìn về phía hàng hoang, bị khí phách của hắn chấn nhiếp. Hắn khó có thể tưởng tượng được, thế gian này không ngờ lại có cường giả như vậy, chỉ là khí thế này đã đủ để khiến người ta sợ hãi rồi. Trung Nguyên Ma Thần ít ngồi đáy giếng cảm thấy ngây dại. Hàng hoang không đếm xỉa tới Trung Nguyên Ma Thần, đi tới trên điện, hắn nhìn Hàng Linh, cười nói, tứ muội, không ngờ ngươi cũng có hôm nay, ta còn hiếu kỳ không biết đế có thể hàng phục con cháu thiên kiêu của hàng gia ta là người thế nào. Hàng Linh đứng dậy, cười nói, nhị ca nói đùa rồi, ngươi nhất định đoán được, nếu không với tính tình của ngươi thì đã xông vào rồi, sao phải kiên nhẫn chờ đợi. Hàng hoang cười cười gật đầu, càng nhìn hàng linh càng hài lòng. Hắn liếc chung nguyên ma thần một cái, nói, tứ muội bảo hắn đi xuống đi. Hàng linh cười nói, nhị ca, ngươi không cảm thấy hắn giống ai sao? Hàng hoang vừa nghe vậy, mặt lộ vẻ bất ngờ. Chung nguyên ma thần thì trở nên khẩn trương. Thì ra là thế, vậy để hắn ở đây nghe đi, cũng coi như tăng thêm kiến thức. Hàng hoang khẽ cười nói, Ánh mắt lại dừng ở trên người Hàn Linh. Khi Hàn Linh mỉm cười, đã không còn khí phách lúc trước, rất có tư thái của muội muội. Hàn Hoang rất hài lòng với thái độ của nàng, nói: "Ta dung hợp quy tắc tối cao của bốn phương đại đạo giới hỗn độn, Thích Thiên, Siêu Thoát, Vô Thức, thực lực đã đạt tới mức không tiền khoáng hậu, ta lại dùng bốn quy tắc tối cao bồi dưỡng ra một thần binh, thần binh này ẩn chứa lực lượng của bốn quy tắc tối cao, nhưng ta còn có việc khác cần hoàn thành, nghĩ đi nghĩ lại." trong các huynh đệ tỷ muội chỉ độc có ngươi là có thế lực lớn nhất. Cũng có địa bàn của mình, cho nên muốn giao cho ngươi. Thần binh. Hàng Linh cười bất đắc dĩ, nàng giao trung nguyên ma thần cho tà thiên đế bồi dưỡng, hàng hoang lại giao thần binh của hắn cho nàng, thế này là sao? Hàng hoang nhìn ra ý kháng cự của Hàng Linh, nói, tạo hóa đế đình đang trong quá trình gây dựng, có thần binh này, chinh chiến sẽ thoải mái hơn, đợi tạo hóa đế đình trở thành thế lực bá chủ chân chính, ta lại mang nó đi. Hàng Linh cười nói, kỳ thật tạo hóa đế đình cũng có thần binh như vậy, chính là vị này, tên là Trung Nguyên Ma Thần, ta tính để tà thiên đế dẫn dắt. Hàng Hoang ngẩn người, ánh mắt dừng ở trên người Trung Nguyên Ma Thần, nói, Trung Nguyên Ma Thần. Như thế nào là Trung Nguyên? Trung Nguyên Ma Thần lập tức trả lời, vượt trên hỗn độn, trên hồng mông chính là Trung Nguyên. Không thể. Hàng Hoang quát, mặt lộ vẻ không vui, nói, hồng mông ma thần chính là ma thần mạnh nhất cũng là tư chất mạnh nhất ngươi đã thấy hồng mông ma thần chưa trung nguyên ma thần bỗng nhiên ý thức được hàng hoang tự xưng là hồng mông ma thần chúng sinh hồng mông đều không tin hắn gân cổ nói dù chưa gặp nhưng tất là như vậy ha ha thế à hàng hoang lạnh lùng nói khí thế cũng bố bùng nổ ép cho trung nguyên ma thần ngã xuống đất trên mặt trung nguyên ma thần lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía hàng hoang với vẻ không thể tin nổi cường đại quá không thua gì bệ hạ sao có thể đây chính là hồng mông ma thần sao nhị ca hắn tương đương với hài tử ta việc gì phải bắt nạt hậu bối thanh âm của hàng linh nhẹ nhàng vang lên khí thế cuồn cuộn của hàng hoang lập tức tản đi không còn sót lại chút gì hàng hoang kinh ngạc nhìn về phía hàng linh tuy hắn không sử dụng toàn lực cũng không nghiêm túc nhưng không ngờ Hàng Linh lại dễ dàng loại bỏ khí thế của hắn như vậy. Không tồi. Xem ra hắn đúng là xem nhẹ vị muội muội này của mình, nàng có thể có hôm nay, tuyệt không đơn thuần là dựa vào ba vị tuyệt đại thiên kiêu của hàng gia là hàng nghiệp, hàng giao, hàng bá thần. Cũng đúng. Tam muội bầu bạn bên cạnh phụ thân lâu nhất, hiện giờ ra ngoài lan bạc, tất nhiên có thực lực tuyệt cường. Nghĩ tới đây, trong mắt hàng hoang phát ra chiến ý hắn đột nhiên muốn khiêu chiến Hàng Linh. Hàng Linh đọc hiểu ý tứ của hắn, nhưng không khẩn trương, cũng không tức giận, chỉ cười cười. Hàng Linh cười nói, nhị ca đã muốn để thần binh ở đây, vậy muội muội sẽ thu lấy. Nghe vậy, Hàng Hoang mỉm cười, nói, vậy cảm ơn tứ muội. Hàng Linh đã đáp ứng, thân là nhị ca, Hàng Hoang tất nhiên không thể làm khó. Sau này có rảnh thì trở về, chúng ta luận bàn trong thí luyện mô phỏng, thế nào? hàng hoang cười hỏi hàng linh cười cười gật đầu hàng hoang phất tay một thanh trường thương màu đen tử khí lượng lờ từ trên trời hạ xuống xuyên thủng mặt đất của thông thiên đại điện cán thương rung rung phát ra tiếng vang vù vù khiến trung nguyên ma thần run rẩy đây là thần binh gì khủng bố quá trung nguyên ma thần bị dọa sợ rồi hắn lại bị hàng hoang phá tan nhận thức ánh mắt của hàng linh dừng ở trên trường thương màu đen thương này dài đến trăm trượng đầu thương chiếm một phần ba giống như hai con kỳ lân uốn quanh lưỡi đau lặng lẽ trải rộng thần văn bảy màu từ quy tắc tối cao hình thành Hàng linh có thể cảm thấy trong thương này ẩn chứa sinh cơ cường đại cũng có linh trí thương này không tầm thường hàn linh vẫy tay hút hắt thương vào trong tay tử khí cuồng bạo bùng nổ cán thương rung rung muốn dãy ra khỏi tay nàng nhưng ánh mắt nàng nghiêm lại không ngờ cường hành trấn áp nó khiến nó phải nghe theo không tồi. Hàng hoang thầm cảm thán, hắn biết rõ sự lợi hại của thương này, lực lượng đó đã có thể so với đại đạo chí thượng viên mãn, một tay trấn áp, khiến nó không thể dãy ra. Chẳng lẽ hàng linh đã có lực lượng địch nổi hắn? Không thể. Tư chất của hắn tuyệt luân, lại có nhiều đại cơ duyên như vậy, sao có thể không bằng hàng linh? Có điều nghĩ đến hàng tuyệt, ánh mắt hàng hoang lại có chút phức tạp. Hắn không nhìn thấu được phụ thân của mình xem ra phải về thăm lão nhân gia thuận tiện luận bàn một chút hàng hoang nghĩ như vậy thương này tên là hồng mông thần thương siêu việt đại đạo chí bảo đã là cực trí đạo bảo hơn nữa thành tựu của nó tuyệt không chỉ có vậy còn có thể không ngừng trở nên mạnh hơn thậm chí siêu việt cực trí đạo bảo tứ muội ngươi phải sử dụng cho tốt hàng hoang bỏ lại lời này rồi nhanh chóng rời đi hắn vừa đi không khí áp lực trong điện lập tức biến mất Trung Nguyên Ma Thần nhìn về phía hồng mông thần thương, mắt nóng rực. Hàng Linh cười hỏi, muốn à? Trung Nguyên Ma Thần ra sức gật đầu. Nghĩ hay nhỉ, cút xuống đi. Hàng Linh hậm hực nói, Trung Nguyên Ma Thần xấu hổ, không thể không lui ra. Hàng Linh nhìn hồng mông thần thương, bắt đầu châm trước nên cho ai dưới tay. Hàng nghiệp có phá giới thần nguyên cung, chính là phụ thân nàng ban tặng, không thua gì hồng mông thần thương. Cho hàng giao. Vậy hàng bá thần thì sao? Hàng Linh không ngờ có chút khổ não. Về phần trung nguyên ma thần, tất nhiên không thể cho được, kẻ này có phản tâm, nàng bồi dưỡng trung nguyên ma thần, chỉ muốn lợi dụng một phen, không thật sự coi như con ruột. Hồng mông thần thương rung rung, dường như đang cầu xin Hàng Linh. 500 vạn năm vội vàng trôi qua. Hàng tuyệt mở mắt, theo thói quen cảm nhận tu vi của bản thân, hài lòng với sự trưởng thành của mình. Lập tức, hắn truyền âm cho hàng hoang ở đạo quán đạo quán hàng hoang từ mấy chục vạn năm trước đã trở về muốn bái phỏng hàng tuyệt hàng tuyệt đang bế quan chỉ có thể chờ ở bên ngoài đối với điều này hàng tuyệt cũng rất hài lòng tuy tiểu tử này đã cường đại nhưng không buông thả đối mặt với hắn nên có lễ tiết thì vẫn phải có hàng hoang nhanh chóng vào quán hành lễ với hàng tuyệt cũng khiến thiện ác đang tu luyện ở bên cạnh bừng tỉnh hàng hoang cũng chú ý thấy thiện ác thầm cảm thấy tò mò, phụ thân lại bồi dưỡng một hạt giống nữa à. Có điều khí tức và tu vi này quá yếu, còn có ánh mắt đó nữa, không ngờ vừa nhìn thấy đã sợ rồi, chưa chiến đấu đã sợ, không có cái tâm của cường giả. Hàng hoang thầm kinh thường. Hàng tuyệt cười nói, hoang nhi, bao nhiêu năm rồi mới trở lại, gần một ức năm rồi nhỉ. Ta còn tưởng ngươi quên cả cha mẹ rồi. Hàng hoang hổ thẹn nói, con bận khiến bản thân trở nên mạnh hơn, không tận hiếu đạo, xin phụ thân trách phạt. Ồ, trách phạt thế nào? Hàng tuyệt tự cười mà như không phải cười hỏi, sao hắn lại không nhìn ra cổ chiến ý cố nén đó của hàng hoang? Xú tiểu tử, không ngờ muốn khiêu chiến lão tử. Cẩn thận lão tử đánh nát đạo tâm của ngươi. Ánh mắt hàng hoang sáng quắc, nói, không bằng ngài giáo huấn ta một phen trong thí luyện mô phỏng đi. Hàng tuyệt cười ha ha thiện ác dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn về phía hàng hoang khiến hàng hoang thấy mà rất khó chịu từ sau khi luận bàn với hàng tuyệt hắn không sinh ra được tâm tư như vậy nữa cảm thấy hàng tuyệt chính là tồn tại cường đại nhất hàng tuyệt cười nói vậy đến đây đi ánh mắt hắn nghiêm lại hai người lập tức tiến vào thí luyện mô phỏng trong thí luyện mô phỏng chính là một mảng hư không hai cha con đứng cách nhau trăm trượng cự ly như vậy đối với tu vi của bọn họ mà nói thì giống như là sát nhau. Hàng hoa nhìn hàng tuyệt, lập tức CT tê máu nóng cuồn cuộn. Phụ thân, ngài có biết ta mong đợi một màn này đã bao lâu không? Mặc dù ta tung hoành vô địch hỗn độn, nhưng Thủy Trung biết ngài vẫn mạnh hơn, ngài mới là đỉnh phong mà ta muốn vượt qua, chí phạt thần tôn không phải là đối thủ của ta, thích thiên, siêu thoát, vô thức đều không có tồn tại địch nổi ta, hiện tại ta nên khiêu chiến ngài không phải phản bội ngài, ta chỉ là muốn theo đuổi mạnh nhất. Ánh mắt hàng hoang sáng quắc nói, hồng mông tử khí từ trong cơ thể bùng nổ, giống như cột lửa bốc lên. Bốn quy tắc tối cao của hỗn độn, vô thức, siêu thoát, thích thiên hình thành bốn con tử long vấn viếp quanh người, long lân trên thân rồng không ngờ là từng mãn đại đạo chi lân. Hàng tuyệt miễn cười. Hàng hoang lập tức tấn công, song trưởng đánh ra, thần uy đại thiên trưởng cùng bạo tuyệt luân giết tới, thế không thể đỡ đánh lên hàng tuyệt. Nhưng mà, chí bảo trên người hàng tuyệt phát ra cường quan, thoải mái chống đỡ. Hàng hoang biến sắc, tiếp tục tấn công. Nhưng bất kể hắn thi triển thần thông gì, thủ đoạn gì, tập kích từ phương hướng nào, đều không đã thương được tới hàng tuyệt. Sao có thể? Hàng hoang từng ảo tưởng vô số tình huống quyết đấu với phụ thân, từng nghĩ mình sẽ bại, nhưng không ngờ lại ngay cả pháp bảo phòng ngự của phụ thân cũng không phá được không thể nào bốn phương đại đạo giới lấy đâu ra chí bảo phòng ngự cường đại như vậy quả thực chưa từng nghe nói hàng hoang cắn răng trầm giọng nói phụ thân ngài đúng là khiến con bất ngờ một khi đã như vậy ta sẽ đánh thật ầm uhm. hắn bắt đầu điều động chung nguyên chi lực Hàng tuyệt rõ ràng cảm thấy chung nguyên chi lực trong cơ thể mình bị hút ra tuy rất mỏng manh nhưng loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu bởi vì người mượn lực lượng của hắn ở ngay trước mắt. Đã vậy, vi phụ sẽ cho ngươi cảm nhận lực lượng chưa từng có. Hàng tuyệt bắt đầu mở vang, trung nguyên chi lực thao thao bất tuyệt từ trong cơ thể hàng hoang bùng nổ, khiến hắn kinh hỉ, trung động. Đây là vẻ vui mừng của hàng hoang lộ rõ trên mặt, chẳng lẽ là áp lực của phụ thân mang tới cho hắn quá lớn, khiến hắn siêu việt cực hạn. Cảm nhận được một thân lực lượng cuồn cuộn chưa từng có, trên mặt hàng hoang lại hiện lên thần sắc bướng bỉnh bất tuân kiêu ngạo tự phụ hắn bể nghẽ nhìn hàng tuyệt cười to nói phụ thân cảm nhận được không đây là sự cường đại của ta là ta một ước năm qua vào sinh ra tử mới có được nếu giống như ngài một mực khổ tu sợ rằng ta rất khó có thể đạt tới hồng mông ma thần vì chiến mà sinh tuyệt không phải hỗn độn ma thần có thể so sánh nhìn nhi tử đang mừng rỡ như điên hàng tuyệt cười nói hồng mông ma thần quả thật lợi hại hơn hỗn độn ma thần, bất kể là tư chất hay là thực lực. Trung nguyên chi lực vẫn đang tăng vọt, hàng hoang trầm mê trong loại trở nên mạnh hơn tới cực hạn này, hắn cười nói, phụ thân, ngài cuối cùng cũng phải thừa nhận, vậy ngài cảm thấy ta đã vượt qua ngài. Hàng tuyệt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hỏi, ngươi thực sự cho rằng hỗn độn ma thần có thể sinh ra hồng mông ma thần. Hàng hoang động dung, kinh ngạc hỏi, ngài vẻ mặt hàng tuyệt biến thành vô cùng đáng sợ, lạnh lùng nói, Hoang Nhi, hôm nay vi phụ sẽ cho ngươi cảm nhận một chút lực lượng chân chính trên đại đạo chí thượng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, hy vọng đạo tâm của ngươi có thể vững chắc, đây là con đường mà ngươi phải đi qua nếu muốn trở nên mạnh nhất. Một đạo trung nguyên thiên tỳ xuất hiện ở đỉnh đầu hàng tuyệt, nhanh chóng phóng to, biến thành vô biên vô hạn. Hàng hoa ngẩng đầu nhìn, thần niệm này phóng to vô hạn, lại không theo kịp tốc độ biến to của Trung Nguyên Thiên Tỳ. Rất nhanh, hắn cảm thấy Trung Nguyên Thiên Tỳ đã vượt quá kích thước của hỗn độn, vẫn đang to hơn, giống như toàn bộ không gian của thí luyện mô phỏng bị một phân thành hai từ trên xuống dưới. Trên mặt hàng hoang lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây là vĩ lực gì? ầm ầm. Trung Nguyên Thiên Tỳ mang theo uy thế khủng bố hàng lâm, hàng hoang theo bản năng muốn di chuyển để tránh né, nhưng phát hiện mình không thể nhảy ra khỏi Trung Nguyên Thiên Tỳ, chỉ có thể xê dịch qua lại dưới Trung Nguyên Thiên Tỳ. Vì sao lại như vậy? Không thể vô cùng lớn vô hạn được. Không thể không có điểm cuối. Chẳng lẽ là quy tắc không gian? Nếu là quy tắc không gian, vậy là quy tắc như thế nào? Quy tắc tối cao. Hàng hoang triệt để hoãn rồi, hoảng loạn chưa từng có. Hắn chưa bao giờ bị bức đến hoàn cảnh như vậy kẻ địch cường đại khiến hắn tuyệt vọng chiến bại ở ngay trước mắt đúng lúc này trung nguyên chi lực trong cơ thể hàng hoang lại tăng vọt lần này trung nguyên chi lực quá cường đại khiến cho bên ngoài thân thể hắn rách ra tỏa ra từng luồng hồng quang linh hồn của hắn cũng sắp nhảy ra lực lượng mà ngay cả hồng mông ma thần cũng không thừa nhận được ta không tin không phá được ấn này vẻ mặt hàng hoang biến thành dữ tợn gầm lên một tiếng đánh một quyền về phía trước trung nguyên chi lực mang theo quy tắc tối cao biến thành bốn con tử long quấn lên, cường thế tuyệt luân, giống như ngay cả tuế nguyệt, hỗn độn cũng thể xuyên thủng, khiến thời gian đảo dòng, khiến bất hủ tan thành mây khói. ầm, uhm. Một kích này đánh lên trung nguyên thiên tỳ vô biên vô hạn, lại lộ ra yếu ớt nhỏ bé. Trong vẻ mặt tuyệt vọng của hàng hoang, lực lượng thần bí của hắn bị trung nguyên thiên tỳ nghiền nát, không còn sót lại chút gì. Không. Hàng hoang giận dữ hết, Trung Nguyên Thiên Tỳ theo đó hạ xuống. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, hàng tuyệt và thiện ác đập vào mắt hắn. Khí luyện mô phỏng kết thúc. Hắn thua rồi. Thua thảm hại, vô cùng chật vật. Hắn há miệng thở dốc, Trung Nguyên Thiên Tỳ lúc trước vẫn sờ sờ trước mắt, khiến hắn run rẩy. Hai mắt hắn tràn ngập tia máu, hai tay cũng đang run rẩy. Thiện ác nhìn về phía vị tổ tiên này với vẻ đồng tình, thầm nghĩ, vẫn quá trẻ tuổi, theo lý mà nói thì không thể như vậy, vị tổ tiên này chắc phải biết rõ sự lợi hại của thủy tổ hơn ta mới đúng. Sau khi hàng hoang thảm bại, cũng giống như thiện ác ngay ra một lúc, mãi lâu sau vẫn không thể hồi thần, hàng tuyệt không an ủi, vừa hay cho hàng hoang một cảnh báo, để tránh tiểu tử này lại bị lạc trên trung nguyên chi lực. Về chuyện mình là trung nguyên ma thần vẫn không thể nói với hàng hoang, cho dù hắn có thể tín nhiệm hàng hoang, cũng không thể bảo đảm đệ cửu hỗn độn có thể đọc được ký ức của hàng hoang hay không. Trước khi vô địch tuyệt đối, vẫn phải cẩn thận. Hàng tuyệt dùng mắt ra hiệu cho thiện ác lui ra, thiện ác cung kính hành lễ, rời khỏi đạo quán. Vừa đi ra, hắn liền bị hình hồng tuyền, thanh loan nhi cùng với đệ tử khác bao vây, hỏi tình huống bên trong. Thiện ác không giấu giếm, biết được hàng hoang khiêu chiến hàng tuyệt rồi thảm bại, tất cả mọi người không cảm thấy bất ngờ hàng tuyệt là vô địch, tư chất của hàng hoang có mạnh tới mấy, há có thể vượt quá được cha hắn. Hình hồng tuyền u oán nói, số tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất rộng, chờ hắn đi ra, ta phải giáo huấn hắn một trận. Thanh Loan Nhi đang nghe chuyện trên TV audio CV lắc đầu nói, tỷ tỷ, đừng làm như vậy, chuyện giữa cha con cứ để cha con họ xông ra lý, Hoang Nhi đã một mình đảm đương một phía, có mặt mũi và suy nghĩ của mình, chúng ta không nên nhúng tay vào hình hồng tuyền thở dài một tiếng nói hắn rời khỏi đã sắp một ức năm rồi lâu quá chúng ta mỗi ngày đều tu luyện cũng không có cảm nhận gì nhưng đối với hắn mà nói quá nhiều kinh lịch đủ để khiến hắn thay đổi khi còn trẻ nàng cũng trải qua nhiều trắc trở biết rõ kinh lịch có thể thay đổi tâm tính của một người thanh loan nhi cười nói đừng quá lo lắng phu quân chắc chắn đã tính được rồi ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu toàn bộ hỗn độn có lẽ tất cả biến hóa của Hoa Nhi đều ở trong mắt hắn. Nghe vậy, hình hồng tuyền mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nói chung nàng cũng không quản được hàng hoang, cứ giao cho hàng tuyệt đi. Trong đạo quán, hàng hoang cuối cùng cũng hồi thần, quỳ lạy trước mặt hàng tuyệt, trục trè hỏi, phụ thân, lời ngài nói lúc trước là có ý gì, ngài cũng là hồng mông ma thần. Hàng tuyệt cười nói, hỗn độn chỉ có thể dung một vị hồng mông ma thần, cho nên ngươi mới ở trong bụng dựng dục mấy trăm vạn năm. Hàng hoang động dung, trung giọng hỏi, vậy ngài? Đúng vậy, ta nhường huyết mạch của hồng mông ma thần cho ngươi, bản thân thì đổi thành huyết mạch hỗn độn ma thần. Hàng tuyệt nhìn hắn, nghiêm túc nói. Hàng hoang ngồi bệt xuống, trong lòng đầy hối hận. Hắn không ngờ phụ thân lại vì mình nhiều như vậy, không ngờ mình còn muốn khiêu chiến phụ thân. Đổi lại là hắn, hắn có thể truyền huyết mạch cho nhi tử của mình không? hàng hoang để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy không làm được. điểm này hắn không thể bằng được phụ thân. phụ thân, ta. khóc mắt hàng hoang đỏ lên, tất cả ngôn ngữ đều trong lòng, không thể diễn tả. hàng tuyệt ý vị thâm trường nói, hoang nhi, ngươi đã rất mạnh, chuyện ngươi phải làm là lắng động bản thân, ngươi thực sự cho rằng ở trong hỗn độn ngươi là mạnh nhất ư? trừ ta ra còn có không ít tồn tại siêu việt ngươi một cảnh giới lớn, nhưng bọn họ không chỉ là cảnh giới tu vi cao, sớm đã không để ý tới danh lợi, cho nên mới cho ngươi cơ hội giành lấy cái danh vô địch. Những gì ngươi có thể nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ là biểu tượng. Hàng hoang càng hổ thẹn hơn, sau khi có được bốn cường đại, hắn quả thật nên lắng động, chứ không phải đi khắp nơi tuyên dương sự cường đại của mình. Ngông nghênh quá độ, ngược lại lộ ra hắn có chút tự ti. Sau khi nghĩ thông, ánh mắt hàng hoang biến thành kiên định. Phụ thân, ta muốn mở hồng mông, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, nếu mở hồng mông ở hỗn độn, nhất định có nguy hiểm lớn. Hàng hoang mở miệng nói, ngữ khí biến thành cung kính. Hàng tuyệt nói, vậy tới lĩnh vực trống đi, với tu vi của ngươi đủ để sinh tồn ở bên đó, có điều một khi mở hồng mông, cũng sẽ bị hỗn độn hấp dẫn, tụ tập cùng một chỗ, hoặc bị hỗn độn cắn nuốt, hoặc bị phản vệ hỗn độn, từ trước mắt cho thấy hỗn độn có thể dễ dàng cắn nuốt đại đạo giới khác hàng hoang nhíu mày hỏi phụ thân vậy ta nên làm gì chờ vô tận thời đại sắp tới khi đó rất nhiều đại đạo giới có thể cùng tồn tại vô tận thời đại ta có nghe chí phạt thần tôn nhắc tới rồi cần ta làm giấy lên đại đạo lượng kiếp nhưng ta nên làm thế nào không thể tàn sát chúng sinh được mặc dù ta rất mạnh nhưng không ngốc làm như vậy ta chắc chắn sẽ phải chết. Mày hàng hoang nhíu chặt lại. Hàng tuyệt nói, vậy đợi thêm đi, đại đạo lượng kiếp vẫn còn một đoạn thời gian nữa, ngươi cũng nên lơi lỏng bước chân, bất tranh đấu thôi, cho người khác cơ hội, đợi đại đạo lượng kiếp đại đạo lượng kiếp, thiên kiêu khác sẽ giúp ngươi chia sẻ cừu hận. Hàng hoang cảm thấy có lý, không khỏi gật đầu, sau đó hắn nói ra chuyện mình bỗng dưng có được lực lượng thần bí. Hàng tuyệt chỉ cười không nói gì hàng hoang trợn tròn mắt, rụt rè hỏi, phụ thân, chẳng lẽ? Không cần nhiều lời, việc này ngươi biết ta biết, bằng không cũng khó ăn nói với các tỷ muội huynh đệ khác của ngươi, cũng sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Hàng tuyệt mắt la mày lém nói, hàng hoang nghe mà tâm tình càng trở nên phức tạp hơn. Thì ra tất cả của mình đều là dựa vào phụ thân. Nghĩ xong, hàng hoang ngược lại bình tĩnh lại. Như vậy cũng tốt, nếu cổ lực lượng đó đến từ tồn tại không biết khác, ngược lại có thể sẽ khả năng nguy hiểm tìm tại. Hàng tuyệt dặn dò, Hoan nhi, ta cho ngươi sủng ái lớn nhất, mặc dù ngươi không phải trưởng tử, nhưng trách nhiệm ngươi phải gánh vác là nhiều nhất, sau này huynh đệ tỉ muội và con cháu gặp nạn, nếu ngươi bắt gặp, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hiểu chưa? Hàng hoang trịnh trọng gật đầu nói, phụ thân, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài. Hai cha con lại hàng huyên mấy canh giờ, Hàng Hoang cung kính trời đi, sau khi nói lời từ biệt với Hình Hồng Tuyền, hắn liền nhanh chóng rời đi. Hắn nói với Hàng Tuyệt, hắn quyết định đi phụ tá Hàng Linh, thuận tiện ở Tạo Hóa Đế Đình tu luyện thật tốt. Hắn biết phụ thân sủng ái Hàng Linh nhất, dẫu sao thời gian Hàng Linh bầu bạn phụ thân là dài nhất. Đối với điều này, Hàng Tuyệt không có ý kiến. Sau đó, Hàng Tuyệt nhìn về phía Hàng Thanh Nhi, Hàng Thác, Hàng Vân Cẩn. Hàng Thác và các thần phạt đi cùng với nhau. Chinh chiến khắp nơi, Hàng Thanh Nhi và Khương Tuyệt Thế vẫn ở thiên đình, về phần Hàng Vân Cẩn, đã là một trong những thánh nhân có địa vị cao nhất ở thiên đạo, may mà có huyền đô thánh tôn chiếu cố. Con cháu đều có phúc của con cháu, chỉ cần bọn họ bình an là tốt rồi. Thiện ác đi vào đạo quán, mặc dù trong lòng đầy tò mò, nhưng cũng không dám hỏi hang việc của tổ tiên. Nhìn thấy thiện ác tiến vào trạng thái tu luyện, hàng tuyệt bắt đầu lựa chọn thăng cấp công năng khi một ức tuổi sẽ đạt được cơ hội thăng cấp công năng, nhưng nhưng vẫn có chút lắc lư bất định. Trải qua chuyện của hàng hoang, hắn bỗng nhiên có quyết định. Ta muốn thăng cấp hồng mông thiên lao. Hồng mông thiên lao bắt đầu thăng cấp. Nhìn thấy dòng nhắc nhở này, hàng tuyệt nheo mắt lại. Thứ này còn có thể thăng cấp. Xem ra tiếp theo sẽ là trung nguyên thiên lao, chỉ không biết quy lực của nó thế nào. Hàng tuyệt nghĩ như vậy. Hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, lại một hàng nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra được tiên thiên đại khí vận giả, có kiểm tra lai lịch không? Nhắc nhở lâu ngày không thấy. Không còn là tiên thiên khí vận, mà là tiên thiên đại khí vận, thêm chữ, ý nghĩa khác nhau. Hàng tuyệt lập tức lựa chọn có. Dư Uyên, Thái Ức Kim Tiên cảnh hậu kỳ, nhân tộc ở hỗn độn, thiên bá thể, thái sơ hỗn độn mệnh cách, vì hỗn độn hấp thu khí của siêu thoát, vô thức, thích thiên, dẫn tới nhân quả mệnh số hỗn loạn, sinh ra tạo hóa và khí vận mới, tam thiên bá thể chính là một trong số đó, trời sinh ẩn chứa lực lượng của tam thiên đại đạo, kế thừa chí của đệ nhất hỗn độn. Tam thiên bá thể Thái sơ hỗn độn mệnh cách Ý chí của đệ nhất hỗn độn Những cái mắt này nhìn thì rất trâu bò Hàng tuyệt thầm cảnh giác Chẳng lẽ đệ cửu hỗn độn chuẩn bị phục sinh tám vị hỗn độn trước Triệu song toàn chính là đệ bác hỗn độn chuyển thế hiện giờ lại thò ra một vị dư uyên kế thừa đệ nhất hỗn độn, chờ chính huynh đệ liên thủ, vậy sẽ mạnh tới mức nào? Xem ra đệ cửu hỗn độn cũng nhận thấy không thích hợp, hắc ám cấm chủ kéo dài tiến độ đột phá sáng tạo chúa tể của hắn, khiến hắn cảm nhận được cảm giác được nguy hiểm, cho nên bắt đầu bồi dưỡng các huynh trưởng của mình. Hàng tuyệt bắt đầu tỏa định vị trí của dư uyên. Không ở vũ trụ tinh thần, chỉ là cách vũ trụ tinh thần không xa. Ở bên cạnh Dư Uyên còn có một người, cửu duệ thần linh. Chuyển thế lại một ức năm, cửu duệ thần linh đã quay trở lại thành đại đạo chí thượng, hiện tại hắn đang dạy dư uyên. Hàng tuyệt hỏi thầm trong lòng, nếu ta đi tiếp xúc với dư uyên, đệ cửu hỗn độn có sinh ra địch ý với ta không? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có, hơn nữa là sát ý. Hàng tuyệt mắng thầm một tiếng, chẳng lẽ đây là cạm bẫy? Không đúng, đại năng bình thường căn bản không nhìn thấu dư uyên, từ khí tức của dư uyên khí tức, chỉ có thể tính là thiên kiêu, không thể bằng được hàng hoang. Dưới tình huống như vậy, nếu hắn tiếp xúc với dư uyên, rõ ràng là có tính kế, sao đệ cửu hỗn độn lại không đề phòng. Hiện tại đi tiếp xúc với dư uyên, 89 phần 10 sẽ bị cho rằng là hắc ám cấm chủ. Hàng tuyệt thầm hỏi, đệ cửu hỗn độn chuẩn bị phục sinh 8 vị hỗn độn khác à? Cần khấu trừ 10 ức tức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng. Hàng tuyệt nheo mắt. Có điều dư uyên vẫn rất yếu, muốn tu luyện đến sáng tạo đạo giả, có quỷ mới biết phải mất bao lâu, càng đừng nói là có phục sinh hỗn độn khác không. Có chút thú vị. Đệ cửu hỗn độn là muốn vào kiếp. Trước kia đệ cửu hỗn độn siêu phàm thoát tục, cũng sẽ không bố cục như vậy. Có điều như vậy cũng chứng tỏ trong lòng đệ cửu hỗn độn có chút hoảng rồi. Hàng tuyệt thu hồi ánh mắt, không nhìn Dư Uyên nữa. Chờ khi Dư Uyên sắp uy hiếp đến hắn, lại nguyền rủa chết là được. Nếu trước đó, hắn có thể siêu việt đệ cửu hỗn độn trước, chứng sáng tạo chúa tể, vậy ném cả đệ cửu hỗn độn, cửu duệ thần linh vào hồng mông thiên lao. Nghĩ đến dịu dụng, nụ cười hàng tuyệt càng sâu hơn. Hàng tuyệt bắt đầu quan trắc hỗn độn, nhìn đám con cháu của mình, xem trong các đệ tử có người xuất chúng. Ngàn năm sau hồng mông thiên lao thăng cấp thành công thuế biến thành trung nguyên thiên lao trung nguyên thiên lao chỉ có thể ở trong đàn tràng bất kỳ tồn tại nào nếu bị nhốt vào đó căn cứ vào độ mạnh yếu của tu vi thời gian nhốt khác nhau cho đến khi chuyển biến thành nô lệ đàn tràng sinh tử do người đứng đầu đàn tràng nắm giữ không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ tạo hóa khí vận nhân quả nào trung nguyên thiên lao nhiều nhất chỉ có thể nhốt một vị sinh linh cũng chuyển hóa thành sinh linh trung nguyên bá đạo không chịu tất cả ảnh hưởng. Còn có thể chuyển biến thành sinh linh trung nguyên. Nói cách khác, hàng phục sáng tạo đạo giả trở thành sinh linh trung nguyên, sẽ khiến khí vận của trung nguyên giới tăng vọt, từ đó khiến cho tu vi của hàng tuyệt tăng trưởng. Trong phút chốc, hàng tuyệt đột nhiên muốn đi ra bắt người. Không được. Một lần chỉ có thể một người, như vậy chu kỳ phải làm quá dài, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác. Tuy hàng tuyệt không sợ đệ cửu hỗn độn tập kích đàn tràng, nhưng tất cả ở ngoài đàn tràng đối với đệ cửu hỗn độn mà nói, chính là không chịu nổi một kích, hắn hoàn toàn có thể nhìn chầm chầm vào hàng tuyệt, không ngừng phá hủy đại đạo giới, dẫn tới hàng tuyệt cũng không thể tiến tới. Đại đạo giới đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị cưỡng chế dẫn đi, cho nên hàng tuyệt muốn co đầu rụt cổ cũng không thể. Trừ khi hắn hy vọng Tu Vi chỉ dừng ở đây, vĩnh viễn không có tiến bộ. Hàng tuyệt không nghĩ nữa, vẫn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Sáng tạo chúa tể, phải cố đạt tới trước. Phù đảo bao quanh, giống như tinh thần tô điểm trời xanh. Trên một tòa lầu các bằng gỗ giống như bảo tháp, một thanh niên đã tọa 10 ngày, hấp thu thiên địa linh khí, trên ghế dài ở bên cạnh là một lão đầu đang nằm. Người thanh niên này chính là Dư Uyên, dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, lão nhân kia thì là cửu duệ thần linh biến thành, nhìn cực kỳ bình thường, không hề có tiên khí tiền bối công pháp ngươi truyền cho ta có chút cổ quái dư uyên bỗng nhiên mở mắt nói cửu duệ thần linh cười hì hì nói bác đại tinh thâm quá à không phải linh khí mỗi một tầng cảnh giới cần là gấp mấy chục lần công pháp tầm thường thậm chí là nhiều hơn hơn nửa loại số lượng này còn có thể theo cảnh giới đề thăng mà gia tăng chẳng phải là có nghĩa là sau này ta sẽ phải bỏ ra tinh lực nhiều hơn người khác à dư uyên nhíu mày nói ngươi là thiên tài mà thế không phải vừa hay à công pháp càng khó tu luyện càng lợi hại chắc ngươi cũng hiểu nhưng đừng nghĩ tới hỗn độn thịnh hội gì đó nữa ngươi tới kịp nhưng sau hỗn độn thịnh hội thì sao mục tiêu mà ngươi phải xung kích không phải là vạn cổ tuyệt đỉnh cửu duệ thần linh xua tay nói vẻ mặt bực mình dư uyên thở dài một hơi sau đó tiếp tục tu luyện cửu duệ thần linh thì nhìn về phía chân trời trong lòng kinh ngạc. Sao thần uy thiên thánh đó vẫn chưa tới? Chẳng lẽ hắn thật sự không thích tranh đấu, chỉ thích khổ tu? Cửu duệ thần linh còn tưởng rằng hàng tuyệt sẽ đến thu nhận dư uyên, biến dư uyên thành quân cờ của mình. Nhưng mà, hắn đã tới mấy trăm năm, hàng tuyệt vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ là hắn quá nóng vội? Đúng vậy. Chờ một chút. Chờ tư chất của dư uyên được thể hiện ra, lại thêm có ta ở bên cạnh, nếu thần uy thiên thánh tới đối phó dư uyên vừa hay bị phụ thần tru sát nụ cười của cửu duệ thần linh càng lúc càng sáng lạn tồn tại có thể tru sát hàng tuyệt chỉ có phụ thần của hắn cho nên hắn một mực đang chờ mong hàng tuyệt tới thân phận của dư uyên chính là bí mật phụ thần đã dặn dò ngay cả tồn tại siêu nhiên khác cũng không thể nói cứ như vậy ngàn năm nối tiếp ngàn năm trôi qua nháy mắt trăm vạn năm trôi qua Hàng tuyệt vẫn chưa tới, cửu duệ thần linh có chút tuyệt vọng. Mà lúc này, Dư Uyên chuẩn bị ra ngoài lang bạc, nghe nói tạo hóa đế đình ở lĩnh vực phụ cận đang tuyển nhận tiên thần, hắn liền muốn đi thử. Thế gian mà hắn sinh ra đã tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở hỗn độn thì căn bản là không đáng nhắc tới, muốn sống yên ở hỗn độn phải dựa vào một phương thế lực lớn, mà hắn thì rất thích tác phong của đế. Cửu duệ thần linh không ngăn cản, bởi vì hắn biết Dư Uyên muốn trưởng thành phải độc lập chứ không phải một mực được hắn chiếu cố hắn không sợ dư uyên chết phụ thần từng nói chỉ cần dạy dư uyên tu luyện là tốt rồi cái khác không cần quan tâm điều này chứng tỏ cái gì với sự che chở của phụ thần dư uyên không thể chết đáng tiếc thần uy thiên thánh vẫn chưa tới cửu duệ thần linh thầm nghĩ sau đó hắn và dư uyên mỗi người đi một ngã dư uyên tới hư không hỗn độn nhìn hư không cuồn cuộn vô biên, cảm xúc cuồn cuộn. Hỗn độn, ta tới rồi. Tạo hóa đế đình, ta cũng muốn nhìn xem thiên kiêu bên trong mạnh hơn ta bao nhiêu. Dư uyên thầm nghĩ. Mấy ngàn năm sau, hắn thành công tiến vào tạo hóa đế đình, tư chất của hắn trác tuyệt, được đế thần ưu ái, nhưng vẫn chưa có tư cách tiếp xúc với đế, đừng nói là đế, ở trong tạo hóa đế đình, cấp bậc địa vị của hắn vẫn kém xa, ngay cả hàng nghiệp, hàng giao, hàng bá thần đối với hắn mà nói cũng là truyền thuyết xa không thể với. Hiện giờ tạo hóa đế đình đã là quái vật lớn, đệ tử bên dưới dùng ức vạn để tính toán, tiên thần nhiều không đếm xuể, cấp bậc xâm nghiêm. Hỗn độn chi lữ của Dư Uyên chính thức bước vào quỹ đạo, cùng lúc đó, lần hỗn độn thịnh hội thứ ba lại tạo thế, mấy ngàn vạn năm trôi qua, lại có lứa thiên kiêu mới xuất hiện, ngấp nghé thần tọa tối cao đại biểu cho thiên tài đó thiên kiêu trong vạn cường ở hai lần hỗn độn thịnh hội trước đều đã chứng minh bản thân trở thành đại năng cự đầu tiến tâm lừng lẫy trong ngàn vạn lĩnh vực của hỗn độn mà thập tuyệt thiên kiêu lại là tồn tại vang dội của kim dưới tình huống như vậy địa vị của hỗn độn thịnh hội tất nhiên trở nên cao thượng theo hỗn độn thịnh hội được thuận lợi triển khai hàng tuyệt quyết định lần này không tự mình tới trong ba đàn tràng đều có phân thân của hắn nếu có đệ tử nguyện ý rời đi tùy thời tìm phân thân của hắn là được. Mấy trăm vạn năm sau, số tuổi của hàng tuyệt đã đạt tới một một ngàn vạn, nhưng mà, hắn không kích phát một chọn phần thưởng, nhưng có thêm một lần tạo hóa thiên tuyển. Điều này cũng có nghĩa là sau này mỗi một ức tuổi mới có thể kích phát một lần lựa chọn phần thưởng, tuy chu kỳ dài ra, nhưng phần thưởng cũng có thể biến thành cao cấp hơn. Xem ra sau này chu kỳ bế quan phải đề thăng một ngàn vạn năm một lần, nếu không quá khó khăn. Hơn nữa gần đây hắn cũng cảm thấy 500 vạn năm đúng là quá ngắn. Hàng tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Trong 500 vạn năm gần đây, các đệ tử, con cháu của hắn đều ổn định, so sánh với mấy ngàn vạn năm trước, quả thật là quạng cua ẻ hơn không ít. Sau khi hàng tuyệt xem xong bưu kiện, mở miệng hỏi, thiện ác, hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, ngươi có muốn đi không? Nghe vậy, thiện ác mở mắt, trục trè hỏi, ta có thể đi sao? Hàng Tuyệt cười nói, đó là tất nhiên, xem xong trở về tiếp tục tu luyện. Thiện ác kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàng Tuyệt. Đến lúc đó ngươi đi cùng các thủy tổ mẫu, bảo vệ tốt bọn họ. Đó là tất nhiên. Hàng Tuyệt đứng dậy ra khỏi đạo quán, nhìn các đạo lữ. Hình Hồng Tuyền, Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, Khi Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi cũng rất chờ mong với hỗn độn thịnh hội, đều chuẩn bị đến xem náo nhiệt, Hàng Tuyệt cũng không ngăn cản. Đến lúc đó trước tiên đưa bọn họ đến đàn tràng thứ hai, đi theo đám ma thần lệ giao, ngộ đạo kiếm. Lệ giao trong những năm này một mực rất bận rộn, nhưng mỗi lần hàng tuyệt nhìn thấy nàng, phát hiện tu vi của nàng ta một mực lớn mạnh vượt bậc, sớm đạt tới đại đạo chí thượng viên mãn, vẫn đang khổ tu. Có một đám hỗn độn ma thần lệ giao ở đó, tung hoành hỗn độn cũng không phải việc khó. Mấy ngày sau, hàng tuyệt tới đàn tràng thứ hai. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Ngộ đạo kiếm rất kinh hỷ, lập tức nhào tới. Lệ giao cũng mở mắt, lặng lặng nhìn hắn. Hàng tuyệt ngồi xuống, nói chuyện phím với bọn họ, tán gẫu tất nhiên là về tu vi. Sau một tiếng đồng hồ, ba người tiến vào thí luyện mô phỏng, hàng tuyệt đối chiến với lệ giao, ngộ đạo kiếm, thử thực lực của bọn họ. Hai nàng đều là hỗn độn ma thần, trên lệch tư chất tất nhiên không lớn, chỉ là lệ giao kiên định hơn, khi tu luyện tâm vô bàn vụ ngộ đạo kiếm thì thỉnh thoảng sẽ có lười biến, cho nên năm tháng tu hành tích lũy lại không bằng lệ giao. Chiến đấu bắt đầu, hàng tuyệt không tấn công, mà là trước tiên mặt cho hai nàng thi triển mọi thần thông. Hàng tuyệt phát hiện đạo của lệ giao đã thay đổi, trước kia là kiếm đạo, hiện tại vẫn là binh khí chi đạo, nhưng có thêm binh khí hình thức khác, dùng đại đạo chi lực hóa binh khí, cũng có phong mang. Về phần ngộ đạo kiếm, vẫn là kiếm đạo. Sau thời gian một nén hương, thí luyện mô phỏng kết thúc với phần thua thuộc về hai nàng từ đầu đến cuối hàng tuyệt đều không xuất thủ lệ giao cảm khái nói bất kể chúng ta khổ tu thế nào vẫn không thể rút ngắn được chênh lệch với ngài ngộ đạo kiếm gật đầu ánh mắt nhìn về phía hàng tuyệt tràn ngập sùng bái hàng tuyệt bắt đầu thảo luận với lệ giao về đạo của nàng ta ta dùng trăm loại binh khí đúc đạo thực ra là ngự đạo ta muốn điều khiển tất cả lực lượng đạo của ta chính là ngự đạo ngài cảm thấy thế nào? Lệ Giao nghiêm túc hỏi. Hàng Tuyệt nói, cũng có thể làm được, nếu là ngự đạo, có thể dùng gậy ông đập lưng ông, dùng trăm loại thần binh làm trận, đấu chuyển tinh di, điên đảo càng khôn. Hai người bắt đầu luận đạo, ngộ đạo kiếm thì ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Luận đạo ngàn, sau khi ở chung mấy chục năm, Hàng Tuyệt mới trở lại đàn tràng thứ ba. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu quan vọng hỗn độn đầu tiên là chú ý tới dư uyên hiện giờ dư uyên đã triệt để dung nhập trong tạo hóa đế đình đánh ra một phen uy danh địa vị tăng lại rất nhanh mà thanh danh của tạo hóa đế đình cũng nên đón bùng nổ có để nhất cường giả hỗn độn như hàng hoang gia nhập sao có thể không khiến bá chủ các phương kiên kỵ từ trước mắt cho thấy thế của tạo hóa đế đình là không thể đỡ đợi vô tận thời đại tới nhất định có thể tranh thủ được một phương đại khí vận ánh mắt hàng tuyệt lại dừng ở thế lực mệnh. Thế lực mệnh đã chuyển tới bên rìa hỗn độn, không ngừng khuếch tán, gần đây cũng không có phiền phức lớn, lộ ra rất âm thầm. Hàng tuyệt phát hiện Hoàng Tôn Thiên mất tích. Toàn bộ hỗn độn đều không tìm thấy khí tức của Hoàng Tôn Thiên, nhưng hắn điều ra danh sách ra để kiểm tra, ảnh chân dung của Hoàng Tôn Thiên vẫn còn. Hàng tuyệt cũng không quá lo lắng, lòng tin của hắn đối với Hoàng Tôn Thiên còn lớn hơn hàng hoang, năng lực giữ mạng của thằng ôn này rớ lớn, ánh mắt hắn dừng ở trên người lý đạo không. Hiện giờ lý đạo không chính là định kiếp mệnh giả cường đại nhất trong thế lực mệnh, cũng là người kiên đỉnh ở bên ngoài, hắn và lão tử đã quyết đấu mấy lần, hai bên đều có thắng bại, hắn độc lãm kiếm, trở thành tồn tại đỉnh phong của vô số kiếm tu. Thạch độc đạo, cảnh thiên công vẫn ở trong thế lực mệnh, thân là tín đồ của hắc ám cấm chủ, bọn họ rất cẩn thận, có lẽ là vì hắc ám tấm chủ đã rất lâu rồi không hiện thế khiến bọn họ không tự tin lại nhìn thiên đạo đã tiến vào thời kỳ bình cảnh an cư ở lĩnh vực dưới trướng thần bào đạo nhân được coi là bá chủ một vực nhưng lĩnh vực chung quanh đều là thế lực siêu nhiên dẫn tới thiên đạo không dám khuếch trương nữa thần bào đạo nhân từng dặn dò nếu thiên đạo phát triển quá một vực sẽ bị đại đạo thần linh vây quét huyền đô thánh tôn không thể không ngừng tay chân đối với thiên đạo Hàng tuyệt cảm thấy như vậy là đủ rồi, nếu không có hắn, nào có thiên đạo hôm nay, thiên đạo nên biết đủ, thiên đạo cũng không phải đại đạo giới của hắn, hắn tất nhiên sẽ không gánh áp lực nâng đỡ thiên đạo nữa. Đến bây giờ, hàng tuyệt cũng không rõ thiên đạo này rốt cuộc là đại đạo giới của bàn cổ hay là của đạo tổ. Bàn cổ đã phục sinh, rời xa thiên đạo, dường như đã đoạn tuyệt quan hệ với thiên đạo, không có chút qua lại, càng là như vậy, hàng tuyệt càng cảm thấy có điều mờ ám quan trắc hỗn độn, thiên đạo xong, ánh mắt hàng tuyệt dừng ở trung nguyên giới trong lĩnh vực trống. Lúc này, trong trung nguyên giới đang bùng nổ một hồi đại chiến, mấy trăm vị hỗn độn ma thần tham dự, trong đó cũng có thân ảnh của trung nguyên thần tộc, u tộc, dường như đang tranh đoạt quyền lên tiếng của trung nguyên giới. Hàng tuyệt bắt đầu quan chiến, không có ý định nhúng tay. Sinh chi ma thần sinh ra đầu tiên sớm đã thành lập liên hệ với u tộc, còn là hàng tuyệt giật dây, trận chiến này cuối cùng chỉ có thể là bọn họ giành thắng lợi nếu không đánh một trận chỉ sợ ma thần khác sẽ không phục cho nên hàng tuyệt du lịch bọn họ khai chiến cho dù hỗn độn ma thần vẫn lạc hàng tuyệt cũng có thể dùng ý chí sáng tạo hỗn độn ma thần mới hỗn độn ma thần trong chung nguyên giới đã có biến hóa rất lớn rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ thuế biến không còn là hỗn độn ma thần mà là chung nguyên ma thần đương nhiên những trung nguyên ma thần đó so sánh với vị cực đạo trung nguyên thể hàng tuyệt này thì vẫn kém xa, chỉ tương đương với hậu đại của cực đạo trung nguyên thể. Thủy tổ, lúc trước ta nhìn thấy đạo thân ảnh thần bí đó lại xuất hiện, lần này hắn nói chuyện với ta. Thiện ác bỗng nhiên mở mắt nói, ngữ khí ngưng trọng, đổi lại là người bình thường có thế nào cũng bị hắn khiến cho giật mình tới nhảy dựng, đúng là quá đột nhiên. Hàng tuyệt đang quan trắc trung nguyên giới nhíu mày hỏi, vậy hắn nói gì? Thiện ác trả lời, hắn nói, hắn sắp tới. Còn gì nữa không? Không. Cái này. Hàng tuyệt nghe không hiểu, hắn nhìn chầm chầm thiện ác. Thiện ác cười khổ nói, những lời này, ta cũng không cân nhắc ra được. Ngươi cân nhắc không ra thì vì sao phải cả kinh? Cố ý trêu đùa ta à? Hàng tuyệt trầm giọng nói, một tia uy áp bùng nổ, khiến thiện ác sợ tới mức quỳ xuống, vội vàng dập đầu nhận sai. Hắn mang theo vẻ nước nở nói, ta thật sự không biết, nhưng khi hắn nói những lời này ta rất bất an, luôn cảm thấy không thể kinh thường, càng không thể xem nhẹ. Hàng tuyệt cảm thấy có lý, hỏi thầm trong lòng, đạo thân ảnh mà thiện ác nhìn thấy vì sao lại nói những lời đó. Không thể diễn hóa nhân quả này, đối phương có thể thân mang cực trí đạo bảo. Hàng tuyệt không thể không chuyển hóa một dòng suy nghĩ, trong một ức năm gần đây, trừ đệ cửu hỗn độn, có xuất hiện tồn tại uy hiếp đến tính mạng của ta không? Cần khấu trừ 900.000 ước năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể. Lúc này Hàn Tuyệt mới yên tâm. Hắn dặn dò, ngươi làm đúng, có tình huống gì thì phải nói cho ta biết, nhưng chú ý thái độ một chút, đừng có đột nhiên xuất hiện, hiểu chưa? Thiện Ác vội vàng nói, con cháu biết sai rồi. Sau đó, Hàn Tuyệt cũng không chú ý tới tin tức của Trung Nguyên giới nữa bắt đầu bế quan. Hắn tính dựa theo chu kỳ bế quan ngàn vạn năm, cho nên dặn dò thiện ác, nếu muốn tới hỗn độn thịnh hội, trực tiếp ra khỏi đàn tràng tìm phân thân của hắn. Hàng tuyệt đắm chìm vào trong tu hành. Ý chí của hắn vượt trên trung nguyên giới, cuối nhìn chúng sinh, sự chém giết, tranh đấu của chúng sinh ở trong mắt hắn chỉ là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử, tam thiên đại đạo hình thành mạch lạc của đại đạo giới, quy tắc tối cao là xà nhà, toàn bộ thế giới không ngừng khuếch trương, không ngừng hoàn thiện lực lượng quy tắc, tu vi của hắn cũng đang không ngừng đề thăng. Trong minh minh, hàng tuyệt nhìn thấy quy tắc siêu nhiên của mình. Đối với sáng tạo đạo giả mà nói, quy tắc siêu nhiên chính là linh hồn của hắn, quy tắc siêu nhiên đang hấp thu khí vận của chung nguyên giới, khiến cho bản thân không ngừng lớn mạnh. Quy tắc siêu nhiên đang trong quá trình lớn mạnh, chúng sinh bách thái trong chung nguyên giới ánh vào trong ý chí của hắn, vô số hình ảnh bùng nổ, cuồn cuộn tuyệt luân. Quá trình này có thể nói là nhanh, cũng có thể nói là chậm. Đợi khi hàng tuyệt tỉnh lại, một ngàn vạn năm trôi qua, hỗn độn thịnh hội sớm đã kết thúc, mà thiện ác đã trở lại bên cạnh hắn. Ngàn vạn năm trôi qua, tu vi của hàng tuyệt tăng cường không ít, cách sáng tạo đạo giả hậu kỳ càng lúc càng gần. Hắn lại có thêm một lần tạo hóa thiên tuyển. Hàng tuyệt nhìn về phía thiện ác ở bên cạnh, hỏi, hỗn độn thịnh hội có vui không? Thiện ác mở mắt, ngẩn người, sau đó hân phấn nói, vui lắm, rất náo nhiệt. Thủy tổ, không ngờ thân phận của ngài cao như vậy, những đại năng khiến chúng sinh kính để đó không ngờ là đệ tử, con cái của ngài. Lần này, ta xem như đã đại khai nhãn giới, hỗn độn thật sự rất lớn, cho dù ta tham gia hỗn độn thịnh hội, cũng rất khó dết ra được thành tựu gì. Thiện ác cực kỳ phấn khởi, bắt đầu kể lại những gì mà mình nhìn thấy nghe thấy, hàng tuyệt nghe say sưa. Không có hắn. Chí phạt thần tôn cũng có thể thuận lợi khai triển hỗn độn thịnh hội. Chí phạt thần tôn từ sau khi có được sự tán thành của đệ cửu hỗn độn, thực lực và quyền lực đều đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất, trừ hàng hoang, dưới sáng tạo đạo giả, đúng là không ai dám chọc giận hắn. Thập tuyệt thiên kiêu lần này cũng không xuất hiện tình huống ẩn môn chiếm nửa giang sơn, thiên đạo chỉ có một vị con cháu hàng gia giết vào thập tuyệt thiên kiêu, ẩn môn lại một người cũng không có, dù vậy, uy danh của ẩn môn vẫn không bị làm nhục, thiện ác đi theo đám người hình hồng tuyền, có thể nói là có được các loại hậu đãi bất kể cự đầu mạnh thế nào nhìn thấy bọn họ đều phải tươi cười đối đãi vô cùng nhiệt tình. Hàng tuyệt hỏi, vì sao ngươi không tham gia? Thiện ác gãi gãi đầu, nói, năng lực của ta ta biết, chơi nguyền rủa là được rồi, nếu thực sự chém giết, ta không được. Hàng tuyệt cười cười, cũng không hỏi nhiều. Thiện ác nói, thủy tổ, trong lần hỗn độn thịnh hội này ta nhìn thấy một đạo thân ảnh, cảm giác rất giống với thân ảnh thần bí mà lúc trước ta gặp, ta là nói là thân hình, về phần khí tức, ta không cảm nhận được. Ồ, là ai, nói nghe chút đi. Hình như tên là Hoàng Tôn Thiên, đúng, chính là Hoàng Tôn Thiên. Thiện ác nhớ mày nói, cái tên thốt ra cũng khiến trong lòng hàng tuyệt cảm thấy kinh ngạc. Hàng tuyệt không thể hiện ra, để tránh khiến người ta cảm thấy hắn có quan hệ với Hoàng Tôn Thiên thật à? Thật, chính là mệnh chủ hoàng tôn thiên, hắn cũng tới hỗn độn thịnh hội, có điều là dùng thân phận cự đầu hỗn độn, khi ta nhìn thấy hắn đứng lên, lúc ấy cũng hoảng hốt. Thiện ác như có chuyện lạ nói, hàng tuyệt không khỏi nhìn về phía hắn với vẻ bất ngờ, tiểu tử này có thiên phú kể cố sự, nói chuyện còn đầy nhịp điệu. Hoàng Tôn Thiên bắt đầu dính dáng tới nhân quả chi đạo rồi à. Hàng Tuyệt nghĩ đến Thủy Nguyên Hồng Mông trong cơ thể Hoàng Tôn Thiên, có lẽ là có liên quan tới hắn. Nếu không có hàng tuyệt, Thủy Nguyên Hồng Mông vốn nên tiến hóa thành Hồng Mông Ma Thần, nói không chừng còn mở ra đại đạo lượng kiếp của vô tận thời đại, hiện giờ Thủy Nguyên Hồng Mông nửa đường vẫn lạc, chỉ có thể ký sinh ở trên người Hoàng Tôn Thiên. Hàng tuyệt mở miệng nói, ta hiểu rồi, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thiện ác vốn vẫn muốn tiếp tục kể, nhưng hàng tuyệt đã nói như vậy, hắn chỉ có thể ngậm miệng. Sau khi thấy thiện ác nhắm mắt, Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, hỗn độn lại dâng lên sóng gió. Hàng Tuyệt chú ý thấy không ít bạn tốt đều mở ra thế giới thuộc về mình, đại đạo giới sơ hình. Trước khi đại đạo giới thành công, những thế giới này chỉ có thể xem như là trí thượng đại thế giới. Càng lúc càng nhiều trí thượng đại thế giới xuất hiện, khiến hàng tuyệt cảm nhận được nước lũ của vô tận thời đại đã là thế không thể đỡ. Nếu đệ cửu hỗn độn không thể chứng sáng tạo chúa tể, vô tận thời đại còn có thể tới sao? Trong lòng hàng tuyệt cảm thấy tò mò. Sau khi xem xong bưu kiện, hắn mới bắt đầu báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên. Mộng cảnh là Ngọc Thanh Thánh Tông, Hoàng Tôn Thiên trước sau như một, trước tiên hỏi cơ duyên. Sau khi xác định thân phận của Hàng Tuyệt mới hành lễ Hàng Tuyệt cười hỏi Gần đây ổn không? Hoàng Tôn Thiên nói Tất cả đều ổn Trước mắt ta đang ở trong hồng mông giới thượng cổ Hồng mông giới thượng cổ Đúng vậy Ta cũng không ngờ truyền thuyết lại là thật Thủy Nguyên hồng mông dẫn ta tiến vào giới này Ta cũng không rõ là vào thế nào Ngoài ra Ta cảm thấy Thủy Nguyên hồng mông có chút không thích hợp Hắn đã rời khỏi thân thể của ta Ta có thể cảm nhận được hắn đang hấp thu một cổ lực lượng thần bí Nói đến đây Hoàng Tôn Thiên nhíu mày Hàng Tuyệt nói Thỉnh thần thuật mà ta truyền cho ngươi có thể kêu gọi ta, nếu gặp phải phiền phức, không cần đắn do. Hoàng Tôn Thiên nói, đa tạ chủ nhân, chỉ là ta không thể kêu gọi bất kỳ ai, chắc ngài cũng không tính được ta ở đâu. Trong hồng mông giới thượng cổ khắp nơi đều là thi hài khủng bố, ta chưa từng nhìn thấy luyện ngục như vậy. Ta lo lắng Thủy Nguyên Hồng Mông có thể sẽ mất phương hướng, chủ nhân, hàng hoang đúng là hồng mông ma thần sao? Thủy Nguyên Hồng Mông nói hắn mới là hồng mông ma thần. Hồng Mông Ma Thần duy nhất. Hàng Hoang có phải Hồng Mông Ma Thần hay không, ta cũng không rõ, nói chung ta cũng không phải Hồng Mông Ma Thần, nhưng từ tư chất của hắn cho thấy, quả thật rất phù hợp với Hồng Mông Ma Thần, có lẽ Hồng Mông Ma Thần không phải dựng dục tiên thiên, mà là dựa vào đại khí vận để trở thành. Hàng Tuyệt trầm ngâm nói, Hoàng Tôn Thiên nghe mà gật đầu. Hồng Mông Ma Thần trung quy vẫn là truyền thuyết, nếu cũng biết vậy chẳng phải là đại biểu cho lai lịch của hàng tuyệt còn sâu hơn toàn bộ hỗn độn sao? Kỳ thật Hoàng Tôn Thiên cảm thấy Thủy Nguyên Hồng Mông là mê muội rồi, nằm mơ cũng muốn trở thành Hồng Mông ma thần. Chủ nhân, hay là cứ lấy cẩn thận làm đầu, nếu ta không nắm giữ được Thủy Nguyên Hồng Mông, hắn nhất định sẽ trả thù hỗn độn, đến lúc đó đứng mũi chịu sào chính là hàng hoang. Hoàng Tôn Thiên nhắc nhở. Hàng Tuyệt gật đầu nói, ngươi cũng phải cẩn thận, bất kể là như thế nào, không thể để mất tính mạng, nếu không áp chế được, vậy thì đừng ấp chế, hỗn độn không yếu như ngươi nghĩ đâu. Trong lòng Hoàng Tôn Thiên rất cảm động, chắp tay nói, ta sẽ nghe theo ý của chủ nhân. Hai người lại hàng huyên một lúc, báo mộng kết thúc. Hàng tuyệt thì tại hỏi thầm trong lòng, thủy nguyên hồng môn ở trong hồng môn giới thượng cổ có thể thuế biến thành hồng môn ma thần không? Cần khấu trừ 500 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Có thể tâm hàn tuyệt trầm xuống hắn bắt đầu suy tính hồng mông giới thượng cổ lại lại không thể tính hắn không thể không lại sử dụng công năng diễn hóa của hệ thống để hỏi không thể diễn hóa được vị trí của hồng mông giới thượng cổ Hàng tuyệt thấy vậy lại truyền tống đến trong đạo quán ở đàn tràng chủ lấy ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa thủy nguyên hồng mông nhưng mà ách vận thư căn bản không thể bắt giữ được thủy nguyên hồng mông nói cách khác hồng mông giới thượng cổ căn bản không ở trong hỗn độn hoặc là lĩnh vực trống, mà là ở trong một không gian khó có thể tưởng tượng. Xem ra chỉ có thể tạm thời buông bỏ thủy nguyên hồng mông. Hàng tuyệt đang do dự có nên dùng thỉnh thần đạo kêu gọi Hoàng Tôn Thiên trở về hay không, với tu vi hiện giờ của hắn chỉ có thể làm được kêu gọi một vị, chứ không thể kêu gọi tất cả tồn tại nắm giữ thỉnh thần thuộc về. Hắn lập tức thử kêu gọi Hoàng Tôn Thiên, Tốt xấu gì Hoàng Tôn Thiên cũng vô cùng trung thành và tận tâm với hắn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bất kể hắn kêu gọi thế nào, cũng không cảm ứng được khí tức của Hoàng Tôn Thiên. Thôi, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Hàng tuyệt nghĩ như vậy, cũng cảm thấy quái, có thể báo mộng, lại không thể kêu gọi, hồng môn giới thượng cổ rốt cuộc là ở đâu. Dưới tình huống không nghĩ ra, Hàng Tuyệt chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Trước tiên đột phá sáng tạo đạo giả hậu kỳ đã rồi tính. Hàng Tuyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lĩnh vực trống, đệ cửu hỗn độn, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn gặp nhau ở đây. Đệ cửu hỗn độn vẫn là hắc ảnh, hình thể không khổng lồ bằng Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, nhưng Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn lại quỳ lạy ở trước mặt hắn. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn giống như mây đen ngưng tụ, cũng không nhìn rõ hình dáng tư thái không giống người, đều tỏa ra khí phách của thần linh. Tình huống thế nào? Đệ Cửu Hỗn Độn mở miệng hỏi. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn trả lời, không tìm được, nhưng mệnh số của Đại Đạo Lượng Kiếp càng lúc càng gần, chúng ta cần chuẩn bị, khi nào ngài mở ra vô tận thời đại. Đệ Cửu Hỗn Độn nói, ta vốn muốn mượn Đại Đạo Lượng Kiếp để mở ra vô tận thời đại, nhưng muốn mở ra vô tận thời đại cần lực lượng vượt trên sáng tạo đạo giả, ta còn thiếu một chút hiện giờ đại đạo lượng kiếp đột kích, đây là đại thế, không thể ngăn cản. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn trầm mặt. Đệ cửu hỗn độn nói, vô tận thời đại tới, ta sẽ thoái ẩn, mà ngươi sẽ tiếp nhận quyền lực của ta, nhưng muốn tiếp quản quyền này, ngươi phải có lực lượng siêu việt tất cả sáng tạo đạo giả khác, lần đại đạo lượng kiếp này chính là cơ hội tốt, nếu có thể đoạt được khí vận của toàn bộ đại đạo lượng kiếp, ngươi sẽ bỏ xa sáng tạo đạo giả khác. Nghe vậy, Thích thiên vô lượng đại diệt tôn nói, ta hiểu rồi, giờ ta đi chuẩn bị. Đệ cử hỗn độn sau đó liền biến mất. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn đứng tại chỗ một lúc mới tan thành mây khói. Hư không màu tím, huyết khí và hồng mông tử khí đang vào nhau, thi hài nhiều vô tận trải rộng ở đây, giống như luyện ngục tuyệt cảnh, trong lặng lẽ đường có vô số oán ma đang gào khóc, khiến không gian vạn vẹo. Hoàng tôn thiên đã tọa trên đỉnh đầu một hài cốt to lớn, ánh mắt nhìn một cự đảng, Quả trứng khổng lồ ở cuối Hồng Mông, ngoài mặt trứng này có vô số mạch lạc bám vào, sâu trong trứng phát ra ánh sáng, giống như có một trái tim to lớn đang đập ở bên trong. Tên này càng lúc càng nguy hiểm. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày nghĩ, một đường đi tới, may mà được Thủy Nguyên Hồng Mông tương trợ hắn mới có thể có được hôm nay, nhưng hắn biết rõ, Thủy Nguyên Hồng Mông cũng có mục đích của mình. Nếu không có nhục thân của hắn, Thủy Nguyên Hồng Mông không thể khôi phục tu vi, hai bên không ai nợ ai. Nhưng hiện giờ thủy nguyên Hồng Mông cừu thị Hàng Hoang, cừu thị hỗn độn, muốn mang tới tai nạn cho hỗn độn, muốn giết Hàng Hoang, hắn không thể ngồi yên mặc kệ. Nếu hỗn độn bị phá diệt, các định kiếp mệnh giả cũng khó thoát khỏi cái chết, mà Hàng Hoang lại là con trai của chủ nhân, bất kể là suy nghĩ từ một mặt nào, hắn đều không thể ngồi yên mặc kệ. Có nên xuất thủ không? Hoàng Tôn Thiên có chút do dự. Hắn không cân nhắc ra được thực lực hiện giờ của thủy nguyên Hồng Mông hắn thậm chí không dám đảm bảo thủy nguyên hồng mông còn cần hắn hay không đúng lúc này một thanh âm mỏi mệt bay tới hoàng tôn thiên phần lực lượng hồng mông này ta không thể thừa nhận một mình ngươi có muốn cùng ta thừa nhận không ít nhất cũng có thể bớt được cho ngươi trăm ức năm khổ tu thanh âm của thủy nguyên hồng mông hoàng tôn thiên cảm thấy đây là tính kế chứ thế này thì cũng khéo quá hắn vừa muốn ra tay thủy nguyên hồng mông liền đề nghị như vậy còn giả vờ mỏi mệt. Không được. Sát cơ đã lộ. Hoàng Tôn Thiên đứng dậy, bay về phía cự đảng đó, hắn khắc chế sát ý trong lòng. Tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, hắn hiểu mình chỉ có một lần cơ hội, hoặc sống, hoặc chết. Một ngàn vạn năm sau. Hàng tuyệt mở mắt, lần bế quan này khiến hắn cách sáng tạo đạo giả hậu kỳ đã rất gần, hắn cuối cùng lại ngửi được khế cơ đột phá. Cách lần trước đột phá đã trôi qua gần 700.000 năm, tương đương với từ trung kỳ đột phá tới hậu kỳ, tương đương với từ phàm nhân đạt tới sáng tạo đạo giả trung kỳ, đủ để thấy được sáng tạo đạo giả là khó tu luyện thế nào. Hàng tuyệt dự đoán một chút, nhiều nhất là trăm vạn năm nữa mới có thể đột phá. Hắn điều ra bưu kiện để kiểm tra, chủ yếu là muốn xem tình huống của Hoàng Tôn Thiên. Rất nhanh, mày hắn nhăn lại. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi bị đại năng thần bí đoạt xá. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi chỉ còn lại một tia tàn hồn, bị lực lượng thần bí phong ấn, mất đi ý chí. Thảm như vậy à. Hàng tuyệt điều ra nhân tế quan hệ để kiểm tra ảnh chân dung của hoàng tôn thiên, phát hiện khuôn mặt hoàng tôn thiên đã thay đổi, biến thành tà tính, bướng bỉnh hơn. Ai? Đáng thương. Hàng tuyệt suy tính hoàng tôn thiên, vẫn không tính được, chắc vẫn đang ở trong hồng môn giới thượng cổ. Một khi đã như vậy, đột phá trước đã. Đến lúc đó chờ thủy nguyên hồng môn tìm tới cửa. Hàng tuyệt mở miệng nói, thiện ác, ngươi ra ngoài một chút, ta chuẩn bị tu luyện thần thông, sợ ngộ thương đến ngươi. Thiện ác đang tu luyện mở mắt, cung kính gật đầu, sau đó rời đi. Hàng tuyệt không còn băn khoăn nữa, chuẩn bị toàn lực đột phá. Tu vi của hắn là bí mật, không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có như vậy mới có thể giấu giếm, đuổi kịp và vượt qua đệ cửu hỗn độn. 300 vạn năm sau, hàng tuyệt bắt đầu đột phá, tu vi của hắn đã áp chế tới cực điểm, sắp phun trào giống như núi lửa, không thể ngăn cản. Ước chừng qua trăm vạn năm, hắn mới đột phá thành công. Sáng tạo đạo giả hậu kỳ. Trung nguyên chi lực của hắn bắt đầu tăng vọt, ngay cả trung nguyên giới cũng bắt đầu cấp tốc khuếch trương, thôn tính lĩnh vực chống phụ cận.

thánh nhân hoàng mỹ công pháp hồng mông luân hồi đại đạo cấp đại đạo chu thiên thối thể pháp đại đạo sinh tử đại đạo nhân quả đại đạo cực nguyên đại đạo thể chất cực đạo trung nguyên thể thích thế một chuỗi thọ mệnh bản nguyên này khiến hàng tuyệt thấy mà như say như mê mấu chốt nhất là đạt tới hậu kỳ có thể hy vọng đi đến sáng tạo đạo giả viên mãn lên trên nữa chính là sáng tạo chúa tể cổ kim chưa ai đạt tới chỉ là nghĩ đến sáng tạo chúa tể, tim hàng tuyệt đã đập mạnh. Hắn cách vô địch đã rất gần. Bỏ ra thêm gần 80 vạn năm, tu vi của hàng tuyệt cuối cùng cũng được củng cố. Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi mở mắt chính là lấy ra ách vận thư, thiện ác vẫn đang ở ngoài đạo quán, lúc này hắn nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, sẽ không bị phát hiện. Hắn lập tức bắt đầu. Năm ngày sau, thọ mệnh của hắn giảm xuống, một giây chính là vạn thế của phàm nhân. Lần này, hàng tuyệt chỉ tốn 20 ức ức năm thọ mệnh, đã khiến đạo tâm của đệ cửu hỗn độn bị hao tổn, tu vi giảm xuống. Về phần giảm xuống bao nhiêu, hắn không rõ, có điều hỗn độn lại xuất hiện dấu hiệu bị hủy hoại, khiến hắn không dám tiếp tục nữa. Kéo chậm tiến độ của đệ cửu hỗn độn là được rồi, đợi hàng tuyệt đạt tới sáng tạo chúa tể, cũng không ngại thả cho đệ cửu hỗn độn hoặc là người khác bước vào chúa tể cảnh. Vị trí mạnh nhất giữ trong tay mình mới an toàn, hàng tuyệt không tin được người khác, hắn có thể cho chúng sinh thái bình, nhưng khi hắn là chúng sinh, không tin người vô địch có thể bảo vệ hắn bình an cả đời. Sau khi nguyền rủa xong, hàng tuyệt cất ách vận thư đi, bảo thiện ác tiến vào. Thiện ác đã sớm không chờ được nữa, nhanh chóng vào quán, quỳ lạy hành lễ với hàng tuyệt. Thủy tổ, ngài tu hành thành công rồi à? Thiện ác ruột rè hỏi, đuổi hắn ra lâu như vậy, tất nhiên là thần thông không tồi. Hàng tuyệt cười cười gật đầu, nói, tâm tình của ta không tồi, giảng đạo và truyền thần thông cho ngươi, thế nào? Vâng. Thiện ác kinh hỷ đáp ứng. Hàng tuyệt bắt đầu giảng đạo, trong quá trình giảng đạo, hắn cũng sửa sang lại đạo pháp của mình. Dần dần, đại đạo chi âm của hắn bao phủ toàn bộ đàn tràng thứ ba, khiến tất cả đệ tử tất cả đệ tử trong đó. Sinh linh trong đàn tràng thứ ba đều được hàng tuyệt điểm hóa mà sinh, tư chất không tính là quá tốt, nhưng dưới sự trợ giúp của linh khí ở đàn tràng và thỉnh thoảng được hàng tuyệt giảng đạo, tu vi của bọn họ đều rất mạnh, đã là tự tại thánh nhân, nhưng bởi vì không ra ngoài, chưa hiện uy danh ở vũ trụ tinh thần. Vạn năm nháy mắt đã trôi qua. Thấy thiện ác vẫn đắm chìm trong ngộ đạo, hàng tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng. Khiêu chiến 20 vạn thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Rất nhẹ nhàng. Không hổ là sáng tạo đạo giả hậu kỳ, mỗi một cảnh giới nhỏ đều cách biệt một trời một vực. Hàng tuyệt tiếp tục đề thăng số lượng đối địch. 30 vạn. Một hơi đề thăng 10 vạn. Tru sát dễ dàng. Đến cảnh giới này, muốn miễu sát là rất khó, nhưng hàng tuyệt không cảm thấy áp lực. 40 vạn. Vẫn thoải mái. 50 vạn. Hàng tuyệt bắt đầu có chút cực lực, 50 vạn thích thiên dung hợp cùng một chỗ, đó cảm giác áp bức đó đúng là quá mạnh hắn dừng lại, có lẽ đây không phải cực hạn của hắn, nhưng chỉ cần là cố sức, hắn vẫn phải cẩn thận, chỉ có như vậy mới sẽ không dưỡng thành tâm lý lơ là, khinh thị. Hàng tuyệt rất hài lòng với tiến bộ của mình, hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, thuận tiện kiểm tra bưu kiện. Nữ nhi hàng linh của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi nắm giữ vận rủi tối cao. Hàng hoang con ngươi được bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi báo mộng tập kích, thần hồn bị hao tổn bạn tốt triệu song toàn của ngươi bị bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi báo mộng tập kích thân chịu trọng thương đồ đệ kỹ tiên thần của ngươi lọt vào khe nứt của lĩnh vực trống rơi vào lĩnh vực không biết bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi hấp thu khí vận của hồng môn giới thượng cổ tu vi tăng vọt đồ đệ đạo trí tôn của ngươi bị tà ma thích thiên tập kích đồ đệ của ngươi bạn tốt tà thiên đế của ngươi được tồn tại siêu nhiên chỉ điểm đạo hạnh tăng trưởng con cháu hàng nghiệp của ngươi được tồn tại siêu nhiên báo mộng, tu tập đại đạo thần thông. Quá náo nhiệt. Hoàng Tôn Thiên quá sôi nổi, nói một cách chính xác là Thủy Nguyên Hồng Mông quá sôi nổi, cũng không biết Thủy Nguyên Hồng Mông có cướp lấy ký ức của Hoàng Tôn Thiên không, trước mắt độ hảo cảm của Hoàng Tôn Thiên đối với hàng tuyệt vẫn không giảm xuống. Ngoài ra, tồn tại siêu nhiên lại xuất hiện, xem ra hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã được thả ra rồi. Chật chật, sáng tạo đạo giả cầm cờ, tiếp theo sẽ vui rồi. Thân là sáng tạo đạo giả, động chút là bị trấn áp, đổi lại là hàng tuyệt, trong lòng khẳng định cũng tức. Chỉ có điều đệ cửu hỗn độn quá mạnh, bọn họ giận mà không dám nói gì, nếu biết đệ cửu hỗn độn bị thương, hoặc là hắc ám cấm chủ có thể uy hiếp đến đệ cửu hỗn độn, trong lòng bọn họ nhất định có tính kế, nhất là hỗn độn vô thức, phản tâm của hắn rất nặng. Hàng tuyệt một đường xem xuống, Tin tức trong bưu kiện vô cùng phong phú, nhưng cũng may mà người hắn để ý không gặp bất ngờ. Hiện tại hắn chỉ chờ Hoàng Tôn Thiên hiện thân. Chỉ cần Hoàng Tôn Thiên xuất hiện ở hỗn độn, hắn sẽ ra tay. Hoàng Tôn Thiên trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, hàng tuyệt há có thể để hắn bị thụ hại. Có điều hắn tính một chút, vẫn không tính được tung tích của Hoàng Tôn Thiên, hoặc hoặc chí bảo có thể trốn tránh, hoặc là vẫn đang ở hồng môn giới thượng cổ. Hoàng Tôn Thiên Thế Tất sẽ tìm tới Hàng Hoang, một khi khai chiến, Hàng Hoang mượn Trung Nguyên chi lực, hắn có thể tìm thấy Hoàng Tôn Thiên. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Tạo hóa đế đình, trong một tòa cung điện u ám. Hàng Hoang đang đã tọa tu luyện, sắc mặt hắn âm tình biến ảo, cổ còn hơi co rúng, trạng thái rất không thích hợp. Qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt toàn là sát cơ. Muốn cướp danh đầu hồng môn ma thần với ta à? Ngươi cũng xứng sao? Hàng hoang lẩm bẩm, vẻ mặt lắm sát khí. Sau đó hắn đứng dậy, di chuyển tới trước mặt hàng linh. Tứ ngụy, ta phải rời khỏi một đoạn thời gian. Hàng hoang mở miệng nói. Hàng linh nhíu mày hỏi, vì sao? Hàng hoang không giấu giếm, nói ra chuyện mệnh chủ khiêu khích mình. Hàng linh nói, nhị ca tất nhiên phải cẩn thận, đối phương rõ ràng là dùng phép khích tướng chứng tỏ rất tự tin hàng hoang xua tay nói ta biết rồi cho nên ta phải rời khỏi để tránh thằng ôm đó đột kích làm ảnh hưởng tới tạo hóa đế đình Hàng linh cảm thấy có lý hỏi cần ta đi cùng ngươi không ha 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 tứ muội ngươi quả thật rất mạnh nhưng nhị ca ngươi cũng không yếu tốt xấu gì cũng là mạnh nhất hỗn độn được chúng sinh tán thành há có thể sợ đơn đấu hàng hoang cười to rời đi không cho Hàng Linh cơ hội giữ mình lại. Nhìn phương hướng hắn rời đi, đôi mi thanh tú của Hàng Linh nhíu lại càng chặt hơn. Sau khi Hàng Hoang rời đi, Hàng Linh liền báo mộng cho Hàng Tuyệt, đối với chuyện của Hàng Hoang, Hàng Linh luôn cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, dẫu sao Hàng Hoang đã giết ra cái danh vô địch, dưới tình huống như vậy, đối phương vẫn dám khiêu khích hắn, tất nhiên là nắm chắc 10 phần. Mệnh chủ không phải là hạng người vô danh. Hàng Tuyệt tỏ vẻ đã biết rồi, bảo Hàng Linh đừng lo lắng. Sau đó hắn tiếp tục tu luyện. Đạt tới sáng tạo đạo giả hậu kỳ, vẫn không thể lơi lỏng, hắn phải tận hết khả năng nhanh trở nên mạnh hơn, như vậy mới mới có thể đuổi kịp và vượt qua đệ cửu hỗn độn. Khi Hàng Tuyệt đang chờ đợi Thủy Nguyên Hồng Mông kêu chiến hàng hoang, hỗn độn lại dâng lên phong vân. Trong ba phương đại đạo giới thích thiên, vô thức, siêu thoát đều xuất hiện vạn cổ cự bá tồn tại trong truyền thuyết thần thoại, bọn họ nhanh chóng tụ tập thế lực, càng quét các phương đại đạo giới, hình thành cự vô bá siêu việt các phương thế lực trong hỗn độn. Tuy hỗn độn mạnh, nhưng các phương thế lực đều thủy hỏa bất dung, phạm vi của thế lực cường đại nhất ngay cả một phần mười lĩnh vực hỗn độn cũng không bằng. Thế lực chỉnh hợp của ba phương thế lực đại đạo giới cũng khiến các phương hỗn độn bất an, trong nhất thời, các đại đạo thần linh nhau nhau tìm tới chí phạt thần tôn. Chí phạt thần tôn thống ngự đại đạo thần linh, mà đại đạo thần linh giám thị các phương lĩnh vực, đại đạo thần linh luôn có chế ước đối với các phương thế lực chỉ là bình thường sẽ không tùy tiện nhúng tay dưới bầu trời trên đài tròn chư thần tụ tập trừ đại đạo thần linh ra thần phạt cũng tới tất cả đại năng đều đang chờ đợi chí phạt thần tôn hiện thân bọn họ đều thảo luận trước trao đổi ý kiến với nhau đều cảm thấy bất an trước tình thế của ba phương đại đạo giới bọn họ không rõ bàn cờ của sáng tạo đạo giả cho nên luôn coi thích thiên siêu thoát vô thức là đại địch. Hàng thác yên lặng lắng nghe, không nói gì. Di Thiên cười nói, đúng là thời buổi rối loạn, chẳng lẽ đại đạo lượng kiếp thật sự sắp tiến đến. Xích phạt cười nói, đến thì đến, ta cũng tò mò ai là lượng kiếp chi tử, ai có thể nắm lấy phong vân. Quan bất bại đi tới, nói, hàng hoang đâu? Sao không tới? Thập tuyệt thiên kiêu đều trở thành thần phạt, ngay cả đám người hàng giao, đạo chí tôn, cương ma thần, mộ dung khởi, hàng nghiệp cũng tới. Hàng thác lắc đầu nói, làm sao ta biết được tiểu tử đó, hỏi bọn hàng nghiệp đi. Quan bất bại nhìn về phía hàng nghiệp cách đó không xa. Hàng nghiệp trả lời, hàng hoang tổ tiên chắc là đi bế quan, chúng ta cũng không thấy bóng dáng của hắn. Bế quan. Các thần phạt không khỏi kinh hãi, sự cường đại của hàng hoang bọn họ đều được lĩnh giáo qua rồi, mạnh như vậy vẫn còn bế quan, tư chất này quả thật là đáng sợ xem ra hắn đúng là hồng môn ma thần. Di Thiên cảm khái nói, hàng hoang tự xưng là hồng môn ma thần, chúng sinh một mực cho rằng hắn chỉ lấy hồng môn ma thần làm danh hào mạnh nhất, dẫu sao cũng chưa ai từng được thấy hồng môn ma thần chân chính, mà hàng hoang lại là con của hỗn độn ma thần. Rất nhanh, chí phạt thần tôn hiện thân, tất cả đại đạo thần linh đồng loạt hành lễ với hắn. Một ước năm trôi qua, chí phạt thần tôn đã trở thành thần linh chi thủ uy nghiêm cao thượng, về phần thần linh chi thủ tiền nhiệm đã sớm bị lãng quên quy phong của chí phạt thần tôn cực lớn nhìn quét tất cả người ở đây chậm rãi mở miệng nói chuyện các ngươi làm ta đã biết rồi đúng vậy đây chính là dấu hiệu báo trước của đại đạo lượng kiếp quy tắc siêu nhiên của các phương đại đạo giới đã bắt đầu thôi động trật tự thánh mẫu hỏi vậy hỗn độn có cần noi theo không chí phạt thần tôn lắc đầu nói các ngươi không cần lo lắng hỗn độn chính là trung tâm của tất cả cho dù đại đạo giới khác thống nhất, cũng không thể phản vệ hỗn độn, việc các ngươi cần phải làm là tranh đoạt khí vận, nên đón đại đạo lượng kiếp, đại đạo lượng kiếp sẽ nên đón vô tận thời đại, một thời đại vô tận, vô hạn chân chính, bất kỳ tồn tại nào cũng đều có thể là tồn tại vô hạn, bao gồm cả cảnh giới tu vi. Các đại đạo thần linh nghe mà máu nóng cuồn cuộn. Nếu tranh đoạt khí vận, liệu có thành tựu giết lẫn nhau, cho đại đạo giới khác cơ hội không? một đại đạo thần linh hỏi, quy tắc như vậy đúng là quỷ dị, nếu thế lực hỗn độn tử thương quá nữa, hỗn độn thật sự vẫn không sao ư? Chí phạt thần Tôn nói, chắc các ngươi có thể cảm nhận được, gần một ức năm qua, hỗn độn trừ số lượng sinh linh tăng vọt, còn có thiên kiêu càng lúc càng nhiều, ngay cả độ cao của tư chất cũng đang không ngừng lên cao, sinh linh của tất cả đại đạo giới khác cộng lại cũng không nhiều bằng hỗn độn, cho nên hỗn độn không cần thiết phải thống nhất. Thống nhất không phải là quan điểm chính của hỗn độn, đây là thời đại đại tranh, vĩnh viễn không thiếu sinh linh, hiểu chưa? Nghe vậy, các đại đạo thần linh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nghĩ kỹ lại, quả đúng là như vậy, nếu không phải có hỗn độn thịnh hội, bọn họ vẫn không biết hỗn độn có cất chứa nhiều thiên kiêu như vậy, hơn nữa đại đạo thánh nhân xuất hiện trong một ức năm gần đây đã vượt xa bất kỳ một thời đại nào, đây tuyệt đối là thịnh thế chưa từng có. Ngoài ra, về Hồng Mông Ma Thần, Hồng Mông Ma Thần không phải tai tinh tiêu diệt hỗn độn, Hồng Mông Ma Thần sẽ mở ra vô tận thời đại cho hỗn độn, bất kể ai trở thành Hồng Mông Ma Thần, phá hỗn độn, nghênh đón vô tận, đều sẽ có được đại cơ duyên chưa từng có, ít nhất cũng sánh ngang với ta, thậm chí siêu việt ta, siêu việt đại đạo chí thượng, đạt tới cảnh giới tối cao chưa biết mà thần bí đó. Chí phạt thần tôn ý vị Thâm Trường nói. Mắt tất cả đại đạo thần linh lập tức sáng lên kỳ ngộ này to lớn như vậy cơ à. Đám người mộ dung khởi, hàng thác, quan bất bại cũng động lòng. Cho dù là tư chất hỗn độn ma thần, tu vi của bọn họ cũng đã đi tới giới hạn, không thể tăng lên nữa, cơ duyên như vậy, bọn họ tất nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Chí phạt thần tôn vung tay áo nói, các ngươi truyền lại lời vừa rồi của ta cho chúng sinh, đây là cơ duyên của chúng sinh, không thể độc đoán tin tức. Dứt lời, chí phạt thần tôn tiêu tán. Lời này có nghĩa là hỗn độn sẽ càng loạn hơn, nói một cách chuẩn xác thì sẽ đặc sắc hơn. Đối với cường giả, thiên kiêu mà nói, đây chính là một hồi cuồng hoang chưa từng có. Lĩnh vực trung tâm của hỗn độn, vô số thiên thạch bồng bềnh trong hư không, sương đen thỉnh thoảng lại thỉnh thoảng, bên trong có không biết bao nhiêu tai họa điềm xấu đang lặng lẽ rít gào. Hàng hoang mặc một thân thần giáp đã tọa trên một khối thiên thạch lớn nhất, hắn giống như bức tượng, không nhúc nhích. Lúc này, từ phương xa một đạo thân ảnh bay tới đây là một tiên tử trên quần áo mang theo ánh sáng bảy màu khuynh quốc khuynh thành tiếu dung nhu nhược tự mang tướng khiến người ta thương xót nàng đi tới trước mặt hàng hoang nói n công thứ ngài cần ta đã tìm được cho ngài rồi tay phải nàng nâng lên hòn đá tinh tinh gân lại đủ các màu xuất hiện giống như vòng của hàng tinh xoay quanh người hàng hoang hàng hoang mở mắt giơ tay bắt đầu thi pháp đồng thời mở miệng nói đa tạ ngươi có thể rời đi rồi không ta nguyện vĩnh viễn hầu hạ ngươi ngươi biết ta là ai không ngươi cảm thấy ta cần hầu hạ à ta biết ngài là thần phạt mạnh nhất đệ nhất đại năng hỗn độn hàng hoang lại là hồng mông ma thần ngài ta có ơn cứu mạng đối với ta ta muốn làm người bầu bạn bên cạnh ngài nữ tử váy tiên rụt rè nói hàng hoang nhíu mày nói ta sắp nên đón một hồi đại chiến với tu vi tự tại cảnh của ngươi sẽ chỉ tan thành mây khói trở về đi ở đại thế giới của ngươi ngươi chính là thánh nhân vượt trên chúng sinh nhưng đi theo bên cạnh ta ngươi sẽ không là gì cả không đáng đâu nữ tử váy tiên nghiêm túc nói cho dù tan thành mây khói ta cũng nguyện đi theo ngài lời nói của nữ tử váy tiên khiến hàng hoang cho mày trên mặt lộ ra vẻ bực mình vậy ta sẽ mặc kệ ngươi đến lúc đó chết cũng đáng một khi ta khai chiến với túc địch là không thể chiếu cố ngươi hàng hoang hậm hực nói sau đó chuyên tâm với tài liệu trước mắt hắn không ngừng thi pháp những tài liệu này bắt đầu dung hợp hắn dùng pháp lực làm lò không biết đang luyện chế gì nữ tử váy tiên không nhiều lời mà là bay đến thiên thạch ở bên cạnh đã tọa tu luyện phiến hư không này lại khôi phục yên tĩnh hàng hoang chuyên chú vào việc trong tay mà nữ tử váy tiên thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn phương tâm nảy mầm năm tháng như thoi đưa trăm vạn năm trôi qua hai người cứ ngồi ở đó, hàng hoang không luyện chế pháp bảo nữa, đang đã tọa tu luyện. Cho tới một ngày, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt xuất hiện hung quang. Hắn đứng dậy, lộ ra nụ cười dữ tợn, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng tới rồi, ngươi đúng là khiến ta chờ quá lâu. Nữ tử váy tiên ở phương xa mở mắt, cũng đứng dậy, khẩn trương hỏi, ngài muốn rời khỏi à? Hàng hoang liếc nàng một cái, nói, đúng vậy, muốn đi quyết chiến với một đối thủ rất mạnh, ngươi muốn đi chịu chết à, ta thanh toàn cho ngươi, đến lúc đó dư ba cũng có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Nữ tử váy tiên cắn môi, cuối cùng vẫn không theo hàng hoang rời đi. Nàng nhìn bóng lưng của hàng hoang, thần sắc buồn bã, thở dài một hơi, vì sao ngươi lại ghét bỏ ta như vậy, thực sự sợ ta liên lụy tới ngươi sao? Hàng tuyệt mở mắt, một tia sắc bén hiện lên trong mắt. Mấy trăm vạn năm trôi qua, hắn nên đón một ức 400.000 tuổi, trừ đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển ra, tu vi của hắn không ngừng tiến bộ, khiến hắn rất hài lòng. Chuyện thứ nhất hàng tuyệt làm sau khi tỉnh lại chính là kiểm tra bưu kiện. Hàng hoang con ngươi bị bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi nguyền rủa. Hàng hoang con ngươi bị người tu hành hỗn độn tập kích ít 76332110 Hàng thác con ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Hàng hoang con ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích x64390418. Con cháu hàng nghiệp của ngươi bị người tu hành hỗn độn tập kích. Con cháu hàng nghiệp của ngươi bị tai họa điềm xấu tập kích x tám. Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi bị đại năng thần bí phản vệ, thần hồn hao tổn. Bạn tốt triệu song toàn của ngươi bị người tu hành thích thiên tập kích x hai. Rất nhiều con số. Đây là đại đạo lượng kiếp tới rồi à. Hàng tuyệt không cảm nhận được hàng hoang sử dụng chung nguyên chi lực, cho nên không tu luyện trước, không ngờ hàng hoang lại bị vây công. Hắn bắt đầu suy tính, thì ra hoàng công thiên vẫn chưa hiện thân, hiện tại hàng hoang là bị toàn bộ hỗn độn vây công, hàng nghiệp vì giúp hắn, cũng theo góc hắn. Chính là vì cái danh hồng mông ma thần, ai cũng muốn trở thành hồng mông ma thần, đều muốn làm nhân vật chính của đại đạo lượng kiếp. Mặc dù hàng hoang trở thành kẻ địch của chúng sinh, nhưng biểu hiện rất ổn, không sử dụng chung nguyên chi lực, hoàn toàn dựa vào chính mình, không ngờ là không bị thương. Trong lúc này thậm chí có không ít đệ tử thân truyền của ẩn môn đều bại dưới tay hắn. Từng trận chiến tích của hắn được truyền bá rộng rãi ở hỗn độn, siêu thoát, vô thức, thích thiên, vang dội cổ kim. Chúng sinh đều nhìn thấy một người vô địch được sinh ra, đang lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ. Hàng tuyệt cảm thấy vui mừng, không uổng công hắn tài bồi tiểu tử này, cuối cùng cũng giết ra rồi. Hồng mông ma thần cộng thêm tạo hóa thiên tuyển, trong cùng cảnh giới, hàng tuyệt yêu cầu hàng hoang có thể càng quét tất cả kẻ địch. Thủy tổ, ngài tỉnh rồi à, hàng hoang tổ tiên đang bị vây công, ngài có biết không? Thiện ác rụt rè hỏi. Hắn cũng là đại đạo thánh nhân, tất nhiên có thể cảm nhận được, thấy hỗn độn xảy ra đại hỗn chiến, những năm này, hắn đều không rảnh tu luyện, chỉ mãi xem diễn. Không chỉ là hắn, đám người hình hồng tuyền cũng đang quan chiến, đều thầm toát mồ hôi cho hàng hoang, nhưng hiện tại lại tràn ngập lòng tin với hàng hoang. Hàng hoang quá mạnh. Không hổ là hồng mông ma thần. Hàng tuyệt cười nói, tất nhiên là biết. Dứt lời, hắn biến mất, tới trong đạo quán của hình hồng tuyền, lúc này thanh loan nhi, tuyên tình quân, khi tuyền tiên tử, thường nguyệt nhi đều tụ tập ở đây, trước mặt các nàng là một đạo quan mạc bồng bềnh, hiện ra thân ảnh của hàng hoang hư không tràn ngập huyết khí thi hài vô số đại năng từ các hỗn độn lao ra dết tới hàng hoang người trước hy sinh người sau tiếp bước giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hàng hoang giống như sáng thế cự thần thể hiện ra chân thân của hồng mông ma thần thân thể cao ức vạn trượng tóc trắng tùy ý phất phới cơ nhục nửa người trên rất khủng bố áo giáp ống quần nửa thân dưới đã bị nhuộm đỏ hai mắt hắn phát ra huyết quang càng quét hỗn độn hồng mông tử khí biến thành vô số tử long bay quanh người hắn, chống đỡ vô số cường địch cho hắn. Một màn này thật sự giống như bàn cổ tại thế, thậm chí là còn hơn. Ở phía sau hàng hoang, hàng nghiệp tay cầm phá giới thần nguyên cung, nhất tinh vạn xạ, cũng cường thế, hai tổ tôn đối mặt với chúng sinh hỗn độn, giết tới bất diệt nhạc hồ. Nhục thân của hàng nghiệp không ngừng hấp thu huyết khí, nghiệp lực, khiến cho khí thế của hắn liên tiếp tăng lên, cho dù ở trước mặt hàng hoang, cũng không thể coi thường, đều là mặt trời, chỉ là một lớn một nhỏ mà thôi. Hàng tuyệt xuất hiện ở bên cạnh hình hồng tuyền, khiến năm nàng giật mình nhìn về phía hắn. Sao ngươi lại ra ra? Hình hồng tuyền tò mò hỏi. Hàng tuyệt cười nói, đương nhiên là đến xem con trai của chúng ta. Thường Nguyệt Nhi hưng phấn nói, hàng sư đệ, hoa nhi quá mạnh, còn cả hàng nghiệp nữa. Lúc trước khi ta ở hỗn độn thịnh hội nhìn thấy hắn còn rất không thích hắn, quá kiêu ngạo, không ngờ hắn dám đứng ra giúp đỡ Hoang Nhi. Người tu hành tập kích hàng Hoang kém nhất cũng là Hổ Nguyên Thánh Nhân, đại la kim tiên tầm thường, chỉ dám quan chiến từ rất xa, hoặc là thi triển đại trận, khiến hàng Hoang phân tâm mà phân tâm. Cách hàng Hoang gần nhất là đại đạo chí thượng, không ít tồn tại thi triển ra đại đạo giới, dùng lực lượng của đại đạo giới để chống lại, lại vẫn bị hàng Hoang đè đánh. Hàng Tuyệt cười nói, "Tất nhiên, ngươi nhìn thấy cây cung trong tay hắn không?" đó chính là chí bảo siêu việt hỗn độn chí bảo, ta ban cho hắn đó, ta chưa bao giờ nhìn nhầm cả. Cực trí sát tinh đi theo hồng mông ma thần chém giết, đúng là hình ảnh rất đẹp, ít nhất đối với hàng tuyệt mà nói là rất đẹp. Tuyên tình quân hỏi, trên hỗn độn chí bảo là cấp bậc gì? Cực trí đạo bảo, ẩn chứa nguy nan khó có thể tưởng tượng, cây cung này của hàng nghiệp có thể phá diệt đại đạo giới, chỉ cần hắn đủ mạnh, thậm chí có thể một tên bắn hỗn độn vỡ vụn. Hàng tuyệt trả lời, chúng nữ nghe mà đều hít một hơi lạnh. Chí bảo cường đại tới thế cơ à. Thanh Loan Nhi cảm khái nói, hắn quả thật rất xứng, con cháu của hàng gia chúng ta chưa chắc đã kém hơn con cái của phu quân. Hình hồng tuyền, khi tuyền tiên tử, tuyên tình quân, thường Nguyệt Nhi không khỏi gật đầu. Trong trận chiến này, hàng nghiệp xem như đã chứng minh bản thân, danh đầu sát thần đã được truyền ra ở hỗn độn. Bọn họ đã chiến hơn trăm vạn năm, giống như vĩnh viễn không biết mệt, ở trong giết chóc không ngừng trở nên mạnh hơn, sát khí khủng bố đó ngay cả bên vũ trụ tinh thần cũng có thể cũng có thể, khiến người ta bất an, sợ hãi. Phu quân, Hoang Nhi và Nghiệp Nhi có thể thắng được không? Hình Hồng Tuyền khẩn trương hỏi, tuy hai người rất cường thế, nhưng kẻ địch tới tham chiến ngược lại càng lúc càng nhiều, thậm chí có cả người tu hành của đại đạo giới khác. Cứ tiếp tục như vậy, tình thế không quá lạc quan. Có mạnh tới mấy, cũng có thể đánh mãi được à? Hàng Tuyệt trả lời, phải xem ý chí lực của bọn họ. Khi Hàng Tuyệt và các đạo lữ của mình đang nghị luận về đại chiến hỗn độn, Hàng Hoang và Hàng Nghiệp lại nên đón cường địch. Lần này đột kích là thế lực mệnh, do lý đạo không cầm đầu, 10 vị đại đạo chí thượng, hơn trăm đại đạo thánh nhân đồng loạt giết tới, khí thế hội tụ cùng một chỗ đó khiến hư không khiến không ngừng sụp đổ, tầng tầng dị không gian giống như trăm hoa đua nở, khiến chiến trường biến thành rất rỡ đẹp mắt. Hàng tuyệt thấy một màn này, trong lòng cảm khái vạn phần. Trong một ước năm này hỗn độn phát triển quá nhanh, không biết là do đệ cửu hỗn độn sắp đột phá, hay là vì ảnh hưởng hắn mang đến. Bất kể là đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân, số lượng đều vượt xa thời đại trước kia. Nghĩ kỹ lại, trong đây có cả công lao của chí phạt thần tôn, lực độ bảo hộ của chí phạt thần tôn đối với thiên kiêu là cực lớn, tuyên bố không thể chém tận giết tuyệt đối với thiên kiêu, chém giết bình thường, cho dù chết, các đại năng cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình, sống lại được, chỉ sợ tử địch dây dưa không buông mà quy định này của chí phạt thần tôn khiến cho thiên kiêu dù chết cũng có thể phục sinh. Tỷ lệ sống sót của thiên kiêu cao hơn, cho thêm thời gian, đại đạo thánh nhân và đại đạo chí thượng tất nhiên là nhiều lên. Đổi lại là trước kia, đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng không phải tuyệt đỉnh chi tư, mà đều là hạng người thủ đoạn cao minh có đại cơ duyên tựa như chứng đại đạo thánh nhân cần vượt qua đại đạo chi môn trước kia còn có đại năng cố ý cản trở khổng tức thần quân đã từng đã bị quấy nhiễu rồi khi đó thiên tư có mạnh tới mấy nếu bị đại năng làm khó cũng không thể đột phá lý đạo không hiện tại đúng là lợi hại trước kia cảm thấy hắn rất mạnh hiện giờ cuối cùng cũng trưởng thành rồi chỉ đáng tiếc hắn đã không thuộc về ẩn môn Hình Hồng Tuyền cảm khái nói. Thường Nguyệt Nhi đang nghe truyện trên TV audio CV cười nói, vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói lý đạo không từng giết vô số sinh linh, chỉ độc chưa từng động tới đệ tử ẩn môn, toàn bộ thế lực mệnh đều như vậy, chắc hẳn có công lao của hắn. Chúng nữ nhìn về phía hàng tuyệt. Hàng tuyệt cười nói, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn ẩn môn, có điều chỉ có bản thân hắn biết thôi. Nhìn hắn nụ cười và ngữ khí này của hắn, Chúng nữ liền đoán được hắn và lý đạo không vẫn có liên hệ, chỉ là không nói rõ với bọn họ. Bọn họ đã không phải phàm nhân lúc trước, tu vi càng cao, thứ sợ hãi lại càng nhiều, có đôi khi chỉ cần nói chuyện, cho dù phụ cận không có ai, cũng có khả năng bị tính được. Lý đạo không không địch lại hàng hoang, sau khi thi triển ra kiếm giới, một đại đạo giới từ kiếm đủ loại hình thức tạo thành, kiếm uy mênh mông cuồn cuộn, khiến kiếm của chư thiên hỗn độn trung vang, giống như đang triều bái tổ của kiếm hàng lâm. Lý đạo không, kiếm của ngươi mạnh hơn lão tử. Hàng hoang cười to nói, nhìn thấy lý đạo không cực kỳ vui vẻ, trước kia khi hắn lan bạc hỗn độn cũng từng giúp lý đạo không mấy lần, tràn ngập hảo cảm đối với người này. Lý đạo không chân đạp kiếm quang ức dặm, nhìn thân ảnh hồng mông ma thần ngông cùng tự đại ở xa xa, cảm khái cười nói, hàng hoang, ngươi thật sự rất mạnh, không hổ là con trai của tồn tại đó, nhưng tranh đấu hôm nay ta và các định kiếp mệnh giả sẽ không bỏ qua. Ta hiểu mà, đến đây đi, ta nguyện nhận sự khiêu chiến của chúng sinh, nếu ta chiến bại, vậy ta cũng không có tư cách trở thành hồng mông ma thần, hồng mông ma thần thì nên là tồn tại trấn áp tất cả. Tiếng cười của hàng hoang vô cùng càng rỡ, vang vọng hư không hỗn độn, truyền ra cực. Người quan chiến ở phương xa đều bị thuyết phục. Quả thật, nếu hắn không phải hồng mông ma thần, phóng mắt khắp tứ phương đại đạo giới, hỗn độn, siêu thoát, vô thức, thích thiên, có ai xứng làm hồng mông ma thần? Tuy thằng ôm này càng rỡ, nhưng thực lực của hắn quả thật cực kỳ cường đại. Hồng Mông Ma Thần thật sự có chênh lệch rất xa với chúng sinh sao? Hàng Hoang thì cũng thôi, nhưng sao ta cảm thấy hàng nghiệp đó cũng rất mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành hàng hoang kế tiếp. Đều là họ Hàng, chẳng lẽ hàng nghiệp là con của Hàng Hoang? Hậu bối, ngươi đoán sai rồi, tuy bọn họ đồng nguyên nhưng không phải cha con, Hàng Hoang cũng không phải người Hàng gia mở ra, Hàng Hoang có mạnh tới mấy, cũng không phải là đối thủ của Thần Uy Thiên Thánh hư vô mờ mịt. Hàng Hoang chính là con của Thần Uy Thiên Thánh, sao Thần Uy Thiên Thánh lại ngăn cản hắn chứng đạo? Huống hồ, Thần Uy Thiên Thánh không thể để ý tới hư danh Hồng Mông Ma thần. Chúng sinh nghị luận, đánh tới lúc này, đã có vô số kẻ sinh linh trở thành tín đồ của Hàng Hoang, vô cùng cuồng nhiệt đối với hắn. Hàng tuyệt xem một lúc liền rời đi, để lại chư nữ tiếp tục hưng phấn quan chiến. Trở lại trong đạo quán, thiện ác cũng đang quan chiến say sưa, còn thiếu mỗi nước trong tay cầm hạt dưa. Thấy hàng tuyệt trở về, thiện ác muốn hành lễ, lại bị hàng tuyệt xua tay cắt ngang. Ngươi cứ tiếp tục xem đi. Hàng tuyệt bỏ lại những lời này, liền ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ trong lòng. Hiện giờ hắn đã tích lũy được 8 lần tạo hóa thiên tuyển, có nên sử dụng không? Thôi, đợi thêm một ngàn vạn năm nữa, đến lúc đó rút liền 9 cái, chính chính là số cực, số đại đạo, tất nhiên là may mắn. Hàng tuyệt thầm nghĩ, đến lúc đó chính vị tạo hóa thiên tuyển có thể tổ đội, giống như ngũ đại thần phạt ngày xưa, bồi dưỡng thành chính thần thánh đại biểu cho thần uy thiên thánh. Chỉ nghĩ một chút thôi, hàng tuyệt đã có chút chờ mong rồi trong năm tháng tu hành cũng nên tăng thêm chút lạc thú, hàng linh đi rồi, hàng tuyệt thì có chút nhàm chán, về phần thiện ác, không đủ thú vị, thằng ôn này quá khẩn trương đối với hắn, thường ngày lại thích ngược đãi người khác trong thí luyện mô phỏng, không giống hàng linh, cho dù chiến bại, cũng dám tiếp tục khiêu chiến hắn. Thiên đình, trong lăng tiêu bảo điện, tà thiên đế ngồi trên đế tọa, nghe các tiên thần trên điện nghị luận về uy danh của hàng hoang, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Trung Nguyên Ma Thần cũng đang ở trên điện, hắn được Hàng Linh đưa tới đã có một đoạn thời gian rất dài, dựa vào tư chất Trung Nguyên Linh căng nhanh chóng đứng vững ở thiên đình, hiện giờ đã là đệ nhất thiên kiêu của thiên đình. Nghe truyền thuyết về Hàng Hoang, Trung Nguyên Ma Thần không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc trước nhìn thấy Hàng Hoang, cũng không biết hiện giờ hắn cách Hàng Hoang còn bao xa. Một lão tiên đứng ra, cắt ngang nghị luận của các tiên thần, chắp tay nói với tà thiên đế, bệ hạ, đây là đại tranh chi thế, nếu thiên đình tiếp tục an dưỡng một phương, không tranh không chiến, tất nhiên sẽ bị tụt lại, truyền thuyết về vô tận thời đại đã được lưu truyền, đợi vô tận thời đại tới, hỗn độn phân liệt thành vô số khối, khi đó, mỗi một khối đều muốn độc lập, không giống hiện tại, sinh linh các lĩnh vực vẫn có thể qua lại, liên hệ giao dịch. Khi đó thế lực khác nhau, khí vận khác nhau, sinh linh tầm thường muốn tùy tiện tiến vào, căn bản là không được. Tà Thiên Đế gật đầu, nói: người nói có lý chỉ là thiên đình nên tranh thế nào là tranh hồng mông ma thần hay là tranh địa bàn lão tiên trả lời tranh địa bàn thiên đình không ai có tư cách tranh đoạt hồng mông ma thần mà hàng hoang lại giao hảo với thiên đình không cần thiết phải đánh mất giao tình tranh địa bàn mới là có lợi nhất tốt nhất là lĩnh vực phụ cận như vậy khi hỗn độn vỡ vụn các nơi của thiên đình ở gần nhau cũng dễ nắm giữ trung nguyên ma thần vừa nghe vậy lập tức khó chịu nói ai nói thiên đình không thể tranh hồng mông ma thần lão tiên lường hắn một cái cười ha ha cũng không tranh cãi điều này khiến chung nguyên ma thần càng căm tức hơn tà thiên đế nhìn quét thần sắc các tiên thần chậm rãi nói trẫm ở siêu thoát có quan hệ có thể nhập trú siêu thoái đến lúc đó có thể có được lĩnh vực lớn gấp trăm lần hiện tại chư vị cảm thấy thế nào lời này vừa được nói ra tiên thần xôn xao tới siêu thoát đó không phải là phản bội hỗn độn sao? Gia nhập siêu thoát chẳng phải là sẽ thành sĩ nhục của hỗn độn à? Đúng vậy, một khi tuyên bố, nhất định sẽ bị vây quét. Siêu thoát cách Thiên Đình quá xa. Bệ hạ, ngài hãy suy xét cho kỹ. Đúng vậy, một khi tới siêu thoát, quan hệ mà Thiên Đình thành lập ở hỗn độn sẽ mất hết. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, các tiên thần tình cảm quần chúng kích động, tranh nhau khuyên can tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế nói, vị tồn tại mà trẫm tương giao có thể trực tiếp dịch chuyển thiên đình vào siêu thoát, về phần quan hệ, có vị tồn tại đó, còn hơn tất cả quan hệ của thiên đình ở hỗn độn hiện tại. Hắc Thiên Tướng hỏi, vậy thần uy thiên thánh thì sao? Thần uy thiên thánh, mặc dù đã hơn một ước năm không hoạt động, nhưng đối với tồn tại thế hệ trước mà nói, đây là một cái tên đại biểu cho tối cao, sự cường đại của hắn năm đó còn khoa trương hơn hàng hoang hiện giờ. Trung Nguyên Ma Thần nghe thấy cái tên thần uy thiên thánh này, trong lòng cũng đầy hướng tới, hắn chưa từng nhìn thấy vị tồn tại tối cao đó, đã sớm tâm trí hướng về. Tà Thiên Đế nói, thần uy thiên thánh không thuộc về hỗn độn, cái hắn che chở là thiên đạo, hiện giờ hắn thậm chí không hiện thân ở thiên đạo, các ngươi không rõ điều này có nghĩa là gì sao? Mạnh như đạo chí tôn, lý đạo không, lão tử cũng đã mở đại đạo giới, các ngươi cảm thấy thần uy thiên thánh không có sao? Thời đại thay đổi, sau này sẽ có nhiều hỗn độn hơn xuất hiện, nếu thiên đình không thể nắm chắc, chỉ có thể bị phai mờ trong bụi bậm lịch sử, mà chúng ta cũng sẽ trở thành xương trắng trong đại đạo lượng kiếp, trải đường cho những vạn cổ cự đầu tranh đoạt đại khí vận đó. Nghe vậy, các tiên thần đều trầm mặt. Từ lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên kết thúc, bí mật của đại đạo giới đã được lưu truyền ở hỗn độn. Hỗn độn chính là đại đạo giới lớn nhất đã không phải là bí mật, điều này cũng dẫn phát suy đoán của chúng sinh chẳng lẽ hỗn độn chính là một vị tồn tại siêu nhiên nào đó mở ra? Lão tiên lúc trước đề xuất ý kiến mở miệng nói, một khi đã như vậy, xin nghe theo an bài của bệ hạ, thiên đình trên dưới thề sống chết đi theo bệ hạ. Có người đi đầu, tất nhiên phải bắt đầu đứng thành hàng, các tiên thần sợ mình chậm chân, khiến tà thiên đế không vui. Vậy tới siêu thoát. Vừa hay, mang hoang chi địa của siêu thoát cần tiên thần chúng ta dẫn dắt. Đúng vậy, bệ hạ nói có lý sau này là vô tận thời đại, hỗn độn sẽ trở thành quá khứ. Chúng ta hàng lâm siêu thoát, cũng nên thống nhất siêu thoát chứ. Tốc độ chuyển hướng của các tiên thần cực nhanh, không ngờ bắt đầu thảo luận xưng bá siêu thoát thế nào. Trung Nguyên ma thần thầm kinh thường, đúng là dối trá. Hắn nhìn về phía tà thiên đế, muốn nói gì đó, lại sợ không thích hợp. Nếu thiên đình tới siêu thoát, hắn sẽ thế nào? Hắn chỉ tạm thời ở lại thiên đình, trong lòng hắn một mực trong nháy mắt mình là người của tạo hóa đế đình. Tà thiên đế nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, tạo hóa đế đình là minh hữu với thiên đình cũng sẽ tới siêu thoát, cùng thiên đình giúp đỡ lẫn nhau. Lời này vừa được nói ra, chúng thần xôn xao, càng phấn khởi hơn. Tạo hóa đế đình có thể nói là thế lực lớn nhất trong mấy ngàn vạn năm gần đây, hàng nghiệp đó còn đang đi theo hàng hoang chém giết, thực lực của hắn đã chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn, có thế lực như vậy bầu bạn với bọn họ, sao bọn họ có thể không an tâm? Trung Nguyên ma thần ngẩn người, trong lòng càng kinh ngạc hơn. Sao đế lại gia nhập siêu thoát? Không phải nàng muốn mở đại đạo giới sao? Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn vạn năm đối với hàng tuyệt mà nói là trôi qua rất nhanh. Ngươi đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Nhìn thấy hàng nhắc nhở này, hàng tuyệt chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên nhìn nhìn hỗn độn, chiến tranh đã kết thúc, đặt dấu chấm tròn với thắng lợi thuộc về hàng hoang, hàng nghiệp, bất kể bao nhiêu thế lực tới tham chiến, đều không phải là đối thủ của hai người hàng hoang. Có điều mặc dù trận chiến này kết thúc, nhưng các phương thế lực vẫn đang ấp ủ thế công ấp ủ. Hàng tuyệt có thể tính được bốn phương đại đạo giới bắt đầu liên hệ, muốn liên hợp lại đối phó hàng hoang. Mà Thủy Nguyên Hồng Mông và Hoàng Tôn Thiên một mực không hiện thân, cũng khiến hàng tuyệt cảm thấy tiếc nuối. Hàng tuyệt nghĩ nghĩ một chút, vẫn báo mộng cho Hoàng Tôn Thiên, hỏi thăm một phen. Mặc dù không tính được Hoàng Tôn Thiên ở đâu, nhưng báo mộng thì vẫn có thể làm được. Trong mộng cảnh, Hoàng Tôn Thiên lộ ra vô cùng tiều tụy, nhưng đối mặt với Hàng Tuyệt vẫn hỏi một câu, thì ra là ngươi, đã lâu không gặp, ta đang ở một nơi thần bí truy tìm đại cơ duyên, ngươi có muốn nghe không? Hàng Tuyệt nói, không muốn. Bái kiến chủ nhân. Hoàng Tôn Thiên quỳ xuống, ông quyền hành lễ. Hàng Tuyệt nói, nhìn khí sắc của ngươi không tốt, làm sao vậy? Hoàng Tôn Thiên giận dữ nói, tên gia hỏa đó quả nhiên có ý đồ xấu đối với ta, hắn đã đoạt xá thân thể của ta, có điều chủ nhân yên tâm, ta đã biết biện pháp phản vệ hắn, không dám triệt để cắn nuốt ta, bởi vì thần hồn của ta có mệnh số của định kiếp mệnh giả, nếu không có hồn của ta, hắn không thể điều khiển nhục thân của ta. Định kiếp mệnh giả còn có hiệu quả như vậy à? không hổ là đại đạo khí vận thần quyền. Hàng tuyệt nói, không hổ là người ta xem trọng nhất, có lẽ tư chất của ngươi không bằng hàng hoang, nhưng việc tu hành chưa bao giờ chỉ nhìn tư chất. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên lập tức kích động, vội vàng bái tạ sự coi trọng của hàng tuyệt. Một câu tán thưởng của hàng tuyệt đối với hắn mà nói là quan trọng nhất, còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng hàng hoang. Hiện tại ta giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi tăng trưởng nhân quả chi đạo, để dùng cho về sau, thế nào? Hàng Tuyệt hỏi. Vậy tất nhiên là rất tốt, đa tạ chủ nhân. Hàng Tuyệt cũng không nhiều lời, lập tức bắt đầu giảng đạo. Ngày đó, Hàng Tuyệt liền kết thúc báo mộng. Hắn ở trong mộng cảnh sử dụng quy tắc thời gian, nhìn thì là một ngày, kỳ thực đã trăm vạn năm, đạo pháp tích lũy trăm vạn năm là vô cùng khổng lồ, nhưng đối với đại đạo chí thượng mà nói thì không tính là gì, có thể thừa nhận thoải mái. Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Nữ Nhi Hàng Linh của Ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới, đạt được siêu thoát khí vận. Con cháu Hàng Giao của Ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới, đạt được siêu thoát khí vận. Hàng Hoang con Ngươi tiến vào siêu thoát đại đạo giới, đạt được siêu thoát khí vận. Đồ đệ Đạo Chí Tôn của Ngươi bị lượng kiếp tà ma tập kích X5920572. Đồ đệ Triệu Hiên Viên của Ngươi. Đồ đệ Mộ Dung Khởi của Ngươi bị lượng kiếp tà ma tập kích X285777. Đồ đệ kỹ tiên thần của ngươi xuyên qua đến tương lai hỗn độn, khí vận thuế biến. Nữ nhi hàng thanh nhi của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương. Rất nhiều người tới siêu thoát. Đây là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh muốn đào góc tường của ta à. Hàng tuyệt nhíu mày, có điều không thích hợp, hàng linh, hàng hoang đều đi, có lẽ bọn họ đạt thành hiệp nghị nào đó. Hắn thầm suy tính, lại không thể tính rõ được hắn không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết vì sao hàng linh tới siêu thoát đại đạo giới. Cần khấu trừ 10 vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Hàng tuyệt theo đó tiến vào ảo tượng diễn hóa. Hắn mở mắt, nơi này là lĩnh vực trống. Hàng linh, hàng hoang, tà thiên đế đứng trước một thân ảnh vĩ đại, thân ảnh này tỏa ra cường quan chói mắt, giống như mặt trời, thần thánh cuồn cuồn. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Nếu các ngươi nguyện tới siêu thoát, trong siêu thoát nguyện mở ra không gian, để các ngươi sáng tạo đại đạo giới, nếu là ở bên ngoài, đại đạo giới của các ngươi sẽ bị dẫn tới hỗn độn, cuối cùng bị hỗn độn cắn nuốt, ở trong siêu thoát, ít nhất còn có siêu thoát chống đỡ. Ngữ khí của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh rất hờ hững, giống như đang nói một chuyện không liên quan tới hắn. Ha ha. Thế này không phải tương đương với tặng đại đạo giới của chúng ta cho ngươi à? Để ngươi bắt ba ba trong rõ. Hàng hoang tự cười mà như không phải cười nói, trong lời nói tràn ngập vẻ trào phúng. Tà thiên đế không mở miệng, loại chuyện này hắn không định nói chen vào, để tự hàng hoang, hàng linh phán đoán. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời, mỗi một đại đạo giới đều có quy tắc siêu nhiên của mình, quy tắc siêu nhiên của ta chính là bao dung, hơn nữa đại đạo giới trước mắt đã thành hình sắp dung hợp với hỗn độn, sau đó cùng nhau phá diệt, hóa thành vô tận thời đại, đổi lại mà nói, sau này siêu thoát không còn tồn tại, hiện tại ta giúp các ngươi, chỉ là muốn cho siêu thoát một cơ hội, cho chúng sinh một đường sống. Hàng hoang nhíu mày. Hàng linh hỏi, đại đạo giới dung hợp, sinh linh sẽ chết à? Sinh linh đại đạo giới khác hoặc trở thành sinh linh hỗn độn, hoặc sẽ bị lực lượng của vô tận thời đại hấp thu, dùng để chống đỡ vô tận thời đại tiến hành mở rộng vô hạn câu trả lời của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh khiến hàn linh cũng nhíu mày nếu như vậy trước mắt không phải thời cơ tốt để mở đại đạo giới các ngươi không cần lo lắng đại đạo giới của các ngươi chỉ là sơ hình căn bản không được tính là đại đạo giới trừ sẽ bị hỗn độn hấp thu không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với các ngươi nếu có thể vào siêu thoát đến lúc đó siêu thoát sẽ ban cho các ngươi lực lượng chống đỡ vô tận thời đại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tiếp tục nói. Hàng hoang, hàng linh tiếp tục hỏi, sự kiên nhẫn của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã đánh tan nổi băn khoăn của bọn họ. Tổng kết lại thì ý tứ chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chuẩn bị hy sinh bản thân, giúp bọn họ một tay, chỉ cầu bọn họ ngày sau giúp chúng sinh của siêu thoát. Cuối cùng, huynh muội vẫn quyết định cân nhắc một đoạn thời gian, ảo tượng diễn hóa cứ vậy vỡ vụn. Ý thức của hàng tuyệt trở lại thực tại. Hắn hỏi thầm, lời nói của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh có thật lòng không? Tiếp tục. Chân tâm thực ý. Lúc này hàng tuyệt giảng mày ra. Không ngờ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh lại có phần tâm ý này. Xem ra đệ cửu hỗn độn đúng là muốn bức hắn đến tuyệt lộ. Một khi vô tận thời đại mở ra, những sáng tạo đạo giả bị hấp thu đại đạo giới chắc sẽ trở thành nô bột của đệ cửu hỗn độn, trước kia chỉ là chèn ép, sau này sợ rằng sẽ trở thành thật. Kỳ thật chung nguyên giới của hàng tuyệt cũng có thể nhận lấy đại đạo giới của các con, nhưng hắn sẽ không để đại đạo giới của mình vỡ vụn. Một khi làm như vậy, đại đạo giới của các con sẽ bị chung nguyên giới đồng hóa, vĩnh viễn không thể chứng sáng tạo đạo giả. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh thì khác, siêu thoát sắp chôn vùi hắn là muốn trước khi siêu thoát đại đạo giới vỡ vụn cống hiến một phần lực lượng cho chúng sinh của mình. Vị sáng tạo đạo giả siêu thoát tất cả, không chịu ảnh hưởng của nhân quả này cũng là có thiện ý của nhân tính. Vô tận thời đại tới, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đại đạo giới sẽ triệt để tiêu vong à. Bảo hiểm một chút, hỏi thêm một câu. Cần khấu trừ một ngàn vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Đúng. Ai, đáng thương. Dây không phải là một tướng công thành vạn cốt khô, đệ cửu hỗn độn thành công, lại hy sinh tiền đồ của sáng tạo đạo giả khác. Một khi đã như vậy, hàng tuyệt không ngăn cản nữa. Hàng Tuyệt nhìn về phía Thiện Ác, Thiện Ác vẫn đang tu luyện. Nên đến kịch chính rồi. Chính tạo hóa thiên tuyển. Hàng Tuyệt lắc mình đi tới trong đạo quán ở đàn tràng chủ, hắn xoa xoa tay, sau đó đứng dậy hoạt động gân cốt. Hắn chính là sáng tạo đạo giả thân thể tất nhiên sẽ không mục rửa, hắn chỉ muốn có cảm giác nghi thức. Tâm thành thì linh. Sau một phen hoạt động, hắn lại ngồi xuống. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con cháu của ngươi sắp xuất hiện đại tạo hóa giả trời sinh tùy cơ. Con cháu hàng thiên giác tỉnh của ngươi đại tạo hóa trời sinh, quỷ mưu tà tinh. Con cháu hàng tâm ngữ của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, trầm nịch huyển tinh. Con cháu mạc tán của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, Thiên hữu phúc tinh con cháu hàng phàm của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, bất tử duyên tinh. Con cháu long minh cốt của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, thịnh khí ngạo tinh. Con cháu hàng huyền cơ của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, cực trí ngộ tinh. Con cháu hàng tông đạo của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, thiên tốc thần tinh. Con cháu hàng phong của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh, thâm nguyên ám tinh. Con cháu hàng vô hối của ngươi giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh vô lượng tuyệt tinh. Hàng tuyệt nhìn tin tức liên tiếp xuất hiện trước mắt, nhìn thì đều không tệ lắm. Hắn bắt đầu kiểm tra nhất nhất, những lực lượng đại tạo hóa này rất đúng với tên, đại đa số đều là con cháu của hàng gia thiên đạo, cũng có huyết mạch hàng gia lưu lạc ở bên ngoài như thiện ác. Trong đó mặt tán còn có liên quan tới cùng một cố nhân. Mạc trúc, đồng môn với hàng tuyệt lúc trước ở Ngọc Thanh Thánh Tông, hai người còn từng có một phen tình duyên. Mạc Trúc đã thành tựu thiên đạo thánh nhân, dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Mạc Tán, tính được huyết mạch của hắn, thấy hắn cơ khổ, liền thu làm đồ đệ. Đối với điều này, Hàng Tuyệt cũng không quá cảm khái, từ sau khi Mạc Gia sụp đổ, Mạc Trúc một mực dốc lòng tu luyện, lúc ở chuẩn thánh cảnh đã có được sự tương trợ của Hàng Ngọc, thành công chứng đạo. Sở dĩ Hàng Ngọc nhận Mạc Trúc, vẫn là vì Chu Phàm, Chu Phàm thì là được Mạc Phục cừu nhờ vả, không thể không rời khỏi thiên đạo thánh nhân tất cả đều bị mạc chút biết nàng không bởi vậy mà cậy thế ngược lại rất nhún mình giống như biến thành hàng tuyệt trong năm tháng vô tận một mực yên lặng tu luyện trước đó không lâu tâm huyết dân trào liền đi du lịch phàm giới gặp mạc tán có lẽ đây chính là mệnh số của nàng đồ đệ thu nhận vừa hay va phải tạo hóa thiên tuyển của hàng tuyệt hàng tuyệt phân ra chính đạo phân thân trước tiên đi tìm chính vị đệ tử đạt được tạo hóa thiên tuyển thiên đạo tam thập tam tầng thiên ngoại ở một đàn tràng lặng lẽ tọa lạc trong góc vắng, trước cửa chỉ có hai tượng đá nữ tử, không có đệ tử thủ vệ. Trong đàn tràng, mặt trúc một thân đạo bào trắng phao ngồi trên bồ đoàn từ vô số cánh hoa chất lại mà thành, vẻ mặt nàng lạnh lùng, khí chất xuất trần, tóc đen hơi bồng bềnh, quanh người dường như có một cổ gió nhẹ đang xoay quanh. Phương xa, phía trước một cột đá, đang có một thiếu niên áo lam đang tu luyện thần thông, nhìn khoảng 15-16 tuổi, vẻ mặt tuấn lãng, da còn trắng hơn nam tử tầm thường, không hề có chút màu máu. Thiếu niên áo lam bỗng nhiên động dung, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có lực lượng cuồn cuộn không ngừng đang tuôn ra, cải tạo nhục thân của hắn, loại cảm giác này đúng là quá mỹ diệu, giống như đột phá đại cảnh giới. Hàng tuyệt xuất hiện bên cạnh thiếu niên áo lam, cười nói, thần thông này của ngươi tu luyện rất giống với phàm nhân luyện võ, không xứng với thiên phú của ngươi. Thiếu niên áo lam bị hắn dọa cho nhảy dựng, vội vàng nhảy về phía sau, khẩn trương hỏi, ngươi là ai? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mặt trúc hô, sư phụ, có kẻ địch. Mặt trúc mở mắt, nhìn thấy là hàng tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàng tuyệt không quay đầu, mà là nhìn chầm chầm mặt tán cười nói, ta dạy cho ngươi thần thông nhé. Mặt tán cắn răng nói, không cần, ta có sư phụ rồi. Sắc mặt hàng tuyệt bỗng nhiên biến thành âm lãnh, đằng đằng sát khí nói, vậy ta trực tiếp giết sư phụ ngươi ngươi có thể ngăn cản ta sao sát khí khủng bố tỏa định mạc tán khiến mạc tán sợ tới mức lập tức ngã xuống đất mồ hôi đầy người sợ hãi nhìn về phía hàng tuyệt hắn chưa bao giờ cảm nhận được sát khí như vậy đối mặt với hàng tuyệt đằng đằng sát khí mạc tán sợ hãi nhất thời không biết nên làm gì hàng tuyệt lạnh giọng nói hiện tại ta sẽ giết sư phụ ngươi ánh mắt hắn nghiêm lại Mạc Tán liền nhìn thấy Hàng Tuyệt xoay người muốn ra tay với Mạc Trúc, Mạc Trúc cao thâm mặt Trắc ở trong mắt hắn trực tiếp bị đánh cho hồn phi phách tán. Không. Mạc Tán hét lên thê lương, không biết hắn lấy đâu ra lực lượng, bỗng nhiên đứng dậy, lao về phía Hàng Tuyệt. Hắn vừa đứng dậy đã bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Hai mắt Mạc Tán sung huyết nhìn về phía Hàng Tuyệt, trong mắt toàn là hận ý, sát ý. Đừng treo hắn nữa, hắn mới bao tuổi thanh âm của mặt trúc bỗng nhiên vang lên mặt tán theo bản năng liếc sang mặt trúc vừa rồi đã vừa rồi không ngờ lại xuất hiện đang bước về phía bọn họ lại nhìn về phía hàng tuyệt vẻ lạnh lùng trên mặt hắn đã biến mất thay vào đó là nụ cười khiến người ta cảm giác giống như tắm trong gió xuân phối với dung nhan cực kỳ tuấn mỹ đó của hắn dù là mạc tán cũng có chút thất thần chuyện gì vậy cảm nhận được lực lượng cường đại đang trói buộc mình biến mất mạc tán không nhịn được hỏi ngữ khí hoang mang. Hắn có ngốc tới mấy cũng nhìn ra được hàng tuyệt không phải kẻ địch, vừa rồi là đang treo đùa hắn. Mạc Trúc đi đến bên cạnh hàng tuyệt, hỏi, lần này tới là vì hắn à? Hàng tuyệt cười cười gật đầu. Mạc Trúc nhìn về phía Mạc Tán, nói, còn không quỳ lạy tổ tông của ngươi. Tổ tông. Mạc Tán sửng sốt, hắn tất nhiên là tin lời sư phụ nói, thế là liền quỳ xuống, dập đầu với hàng tuyệt. Hàng tuyệt nhìn về phía Mạc Trúc, nói, những năm qua sống ổn không? Ánh mắt mặt trúc đầy phức tạp nhìn về phía hắn, nói, rất ổn, đa tạ sự chiếu cố của ngươi. Hai người nhìn nhau không nói gì, các kỷ niệm quá khứ hiện lên trước mắt. Hàng tuyệt sớm đã không để ý tới quá khứ của hai người, nhưng đối với mặt trúc mà nói, cũng rất khắc khổ minh tâm, một đường đi tới. Nàng có thể nói là nghe từng sự tích truyền kỳ của hàng tuyệt mà tu hành, từng hối hận, từng bất đắc dĩ, cũng từng kiên định. Đối với lúc trước mặt Trúc lựa chọn gia tộc, Hàng Tuyệt cũng không có ý kiến quá lớn, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn cũng chưa từng nghĩ tới khiến tất cả mọi người đều phải chuyển đoán xung quanh mình. Hàng Tuyệt nhìn về phía Mạc Tán, hỏi, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể không? Mạc Tán kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cổ lực lượng này là ngài? Hắn nhìn ra được quan hệ của vị tổ tông này và sư phụ không phải bình thường, chẳng lẽ chính bởi vì tầng quan hệ này, sư phụ mới nhận hắn? Nghĩ tới đây, tâm tình mạc tán cũng có chút phức tạp. Hàng tuyệt cười nói, ngươi hiểu là tốt rồi, không cần nói ra. Mạc tán trầm mặt. Hàng tuyệt cười nói, ta sẽ ở lại nơi này, dạy ngươi một đoạn thời gian. Hắn nhìn về phía mạc trúc. Mạc trúc vội vàng nói, ngươi ở thì ở. Nàng hiếm thấy trở nên khẩn trương, loại cảm xúc này đã hơn một ức năm rồi chưa từng xuất hiện, lâu đến nàng cũng sắp quên mình cũng một con người cứ như vậy phân thân của hàng tuyệt ở lại tám phân thân khác cũng như vậy không trực tiếp cứu đi tám con cháu có tạo hóa thiên tuyển khác mà là cho họ một quá trình tiếp nhận bản tôn của hàng tuyệt trở lại trong đạo quán ở đàn tràng thứ ba qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ dẫn chính con cháu về coi như là hậu bối của ngươi đến lúc đó ngươi chiếu cố bọn họ một chút hàng tuyệt mở miệng phân phó thiện ác đang tu luyện liền mở mắt hắn rụt rè hỏi chẳng lẽ bọn họ cũng được ngài? Ừm. Hàng tuyệt cực đầu, thiện ác càng khẩn trương hơn. Chính người cạnh tranh hữu lực sắp tới, chẳng lẽ thủy tổ bất mãn với tiến độ tu hành của hắn? Hàng tuyệt nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, sau này còn có thể có nhiều hơn, ta không thể chỉ tài bồi một mình ngươi, cứ cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ làm như vậy, nếu ngươi có thể dạy bọn họ, chiếu cố bọn họ, cũng quản kết thiện duyên. Thiện ác vừa nghe liền cảm thấy có lý, lập tức đáp ứng. Trăm năm sau, chính đạo phân thân của hàng tuyệt dẫn theo chính con cháu trở về, không chỉ là bọn họ, ngay cả Mạc Trúc cũng được đưa về, ở tại đàn tràng thứ ba. Nhìn thấy Mạc Trúc, hình hồng tuyền, khi tuyền tiên tử, thường Nguyệt Nhi đều vui sướng, năm tháng dài lâu, còn có thể gặp được một vị cố nhân chính là hy tuyền tiên tử gì. Trong đạo quán, chính con cháu hàng gia đã tọa song song, đều nhìn về phía hàng tuyệt với vẻ sùng bái trong những năm này phân thân của hàng tuyệt đã quen thuộc với bọn họ thành lập quan hệ sau khi tới đàn tràng thứ ba bọn họ lại được nghe nói tới ngoại hiệu của thủy tổ thần uy thiên thánh danh hào này ở thiên đạo chính là thần thoại tối cao bọn họ không biết đạo tổ và bàn cổ cho rằng thần uy thiên thánh chính là thần hộ mệnh của thiên đạo không ngờ thủy tổ của bọn họ lại có lai lịch lớn như vậy thiện ác nhìn chính khuôn mặt mới, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn giống như nhìn thấy chính đại năng cái thế sắp cuộc khởi, tuy đám gia hỏa này nhìn thì non nớt, nhưng hắn có thể cảm nhận được lực lượng thần bí, tiềm lực vô hạn chất chứa trong cơ thể bọn họ. Ta ban cho các ngươi đại tạo hóa, giúp các ngươi thoát thai hoán cốt, việc các ngươi phải làm chính là tu luyện cho tốt ở đây, không có sự cho phép của ta, không thể rời khỏi, tiếp theo các ngươi có thể sẽ phải sống ở đây mấy ức năm, thậm chí lâu hơn. Hàng tuyệt nghiêm túc nói, không ai phản bác, bởi vì trước khi đến phân thân của hàng tuyệt đã nói với rồi. Sau khi nói vài câu đơn giản, hàng tuyệt bắt đầu giảng đạo. Giảng đạo ngàn năm, tu vi của chính vị đại tạo hóa đều thế như trẻ tre. Cuối cùng, hàng tuyệt khâm điểm hàng tông đạo tu hành nhanh nhất cầm đầu, ban thưởng danh cửu thần tinh, sau này ra sức cho hắn. Hàng tuyệt bắt đầu bế quan tu luyện, thiện ác dẫn theo cửu tử rời khỏi đạo quán bắt đầu làm quen với nhau cửu thần tinh đều muốn biết sự tích của hàng tuyệt thiện ác cũng không giấu dếm thậm chí còn nhắc tới đại năng khác của hàng gia thiện ác càng kể càng hưng phấn cửu thần tinh nghe mà cũng máu nóng cuồn cuộn đều lấy hàng hoang làm mục tiêu đều muốn vô địch ở hỗn độn bên kia theo càng lúc càng nhiều thế lực hỗn độn gia nhập siêu thoát đại đạo giới vô thức đại đạo giới thích thiên cũng bắt đầu noi theo trong nhất thời toàn bộ hỗn độn trở nên bấp bênh, chúng sinh đều lo lắng hỗn độn sẽ bị phân thực. Đúng lúc này, một vị vạn cổ tuyệt đỉnh hoành không xuất thế, muốn nhất thống hỗn độn. Chính là vạn cổ tuyệt đỉnh ở kỳ hỗn độn thịnh hội thứ hai, Triệu Song Toàn. Triệu Song Toàn rời khỏi thiên đạo, một mình sáng lập cửu cực đạo thống, đầu tiên là hấp thu vô số thiên kiêu, lại bắt đầu khuếch trương lĩnh vực, hắn dùng chống cự ba phương đại đạo giới làm vì cớ để nhất thống, dẫn tới vô số cường giả tới nương tựa. Chí phạt thần tôn không ngăn cản, dẫn tới các đại đạo thần linh thầm suy đoán, lúc trước thần linh chi thủ nói không cần nhất thống, hành vi này của triệu song toàn là tương đương với tác vào mặt hắn. Có điều chí phạt thần tôn cũng không nói gì, các đại đạo thần linh đều không dám sàn bậy, triệu song toàn đã trưởng thành, bản thân cũng là thần phạt, địa vị vượt trên tuyệt đại đa số đại đạo thần linh. Ngàn vạn năm nhanh chóng trôi qua. Hàng tuyệt tròn một ức sáu ngàn vạn tuổi, đạt được một lần tạo hóa thiên tuyển. Hỗn độn thịnh hội sắp bắt đầu, hỗn độn lại biến thành gió nổi mây phun. Lần hỗn độn thịnh hội này sẽ có thiên kiêu của đại đạo giới khác tới tham dự, được coi là hỗn độn thịnh hội chưa từng có, nội tình và gian nan hơn xa các kỳ trước. Hàng tuyệt nhìn về phía cửu thần tinh đang đã tọa trước mặt, đều đã là đại đạo thánh nhân, ngàn vạn năm chứng đại đạo thánh nhân, ở hỗn độn hiện giờ cũng được tính là tuyệt đỉnh chi tư coi như được thông qua đi. Hàng tuyệt nhìn cửu thần tinh, nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện, phát hiện trong ngàn vạn năm sinh động nhất không phải hàng hoang, không phải hoàng tôn thiên, mà là triệu song toàn. Rất nhiều bạn tốt đều đang vây công hắn, số lần hắn bị tập kích lấp đầy bưu kiện. Chật chật, đây là đang đi lại con đường xưa của hàng hoang à. Xem ra đối địch với chúng sinh đã trở thành mục tiêu tối cao của thiên kiêu. Hàng tuyệt chú ý tới cửu cực đạo thống mà triệu song toàn sáng lập, chẳng lẽ đây là ý cửu tôn hỗn độn? Thú vị! Sau này cửu thần tinh chiến cửu cực đạo thống, chẳng phải là càng sôi động hơn à? Ừm! Cứ vậy đi! Mục tiêu của hàng tuyệt đối với cửu thần tinh trực tiếp đề thăng tới cửu đại hỗn độn. Như vậy mới có ý nghĩa. Hàng tuyệt cười cười. Hắn bắt đầu kiểm tra tin tức của Hoàng Tôn Thiên, mặc dù thỉnh thoảng bị tập kích, phong ấn, phản vệ, nhưng Hoàng Tôn Thiên vẫn một mực sống sót. Vì sao Thủy Nguyên Hồng Mông không đến? Chẳng lẽ là bởi vì biểu hiện của hàng hoang lúc trước? Hàng tuyệt thầm cân nhắc, cái này ngược lại không phải chuyện tốt, Thủy Nguyên Hồng Mông kéo dài càng lâu, Hoàng Tôn Thiên lại phải chịu khổ càng nhiều. Hắn lặng lẽ truyền tống đến đàn tràng chủ, lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thủy Nguyên Hồng Mông. Nhưng mà, nguyền rủa của nguyền rủa trực tiếp thất bại, không thể nguyền rủa tuy ách vận thư là cực trí chí bảo lại chưa từng tới hồng mông giới thượng cổ nhân quả của nó càng không thể liên quan tới hồng mông giới thượng cổ đúng là một nơi tốt thích hợp cho một mực khổ tu Hàng tuyệt thở dài trong lòng có điều ách vận thư đã lấy ra không có lý nào lại trực tiếp cất đi tội nghiệp của thủy nguyên hồng mông để cho đệ cửu hỗn độn thừa nhận đi Hàng tuyệt bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn năm ngày sau thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm xuống. Gần đây hỗn độn khí vận tăng trưởng rất nhanh, lần này, hàng tuyệt phải dùng nhiều thọ mệnh một chút, để tránh đệ cửu hỗn độn lại đột phá. Một ức năm thọ mệnh. Một trăm ức năm thọ mệnh. Một vạn ức năm thọ mệnh. Một trăm vạn ức năm. Một ngàn vạn ức năm. Một ức ức năm. Mười ức ức năm. Hàng tuyệt nhìn thấy bưu kiện đệ cửu hỗn độn bị thương, nhưng không xuất hiện thương thế mới, hắn quyết định tiếp tục nguyền rủa. Sau khi tiêu hao ước trùng 130 ức ức năm thọ mệnh, hàng tuyệt thu tay lại, trước mắt hắn hiện lên một bưu kiện thế này. Bạn tốt đệ cửu hỗn độn của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ tan, sinh ra tâm ma. Mạnh như sáng tạo đạo giả cũng sinh ra tâm ma. Hàng tuyệt không dám tiếp tục, sợ đệ cửu hỗn độn hóa ma, làm sát kẻ vô tội. Hắn cất ách vận thư đi, nhìn về phía hỗn độn. Quả nhiên, hỗn độn trật tự xuất hiện sụp đổ, khu vực bên rìa hấp thu vô số oán khí, đảng sinh ra tà ma, chính là tâm ma của đệ cửu hỗn độn biến thành, vô cùng hung tàn đáng sợ. Có điều cường giả hỗn độn đông, những tà ma này vẫn chưa uy hiếp được tới căn cơ của hỗn độn. Hàng tuyệt trở lại đàn tràng thứ ba, đến vấn an mạc trúc. Bên kia, trong một mảng không gian hắc ám thần bí, hai thân ảnh tỏa ra thần quan gặp nhau, một vị trong đó là một cái đầu to lớn mọc tám con mắt lạnh lẽo đáng sợ một người khác nhìn thì hình người lại không rõ hình dáng hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh phát giác rồi rồi à hỗn độn vô thức mở miệng hỏi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời ừm hỗn độn quy tắc lại hỗn loạn xem ra việc tu hành của hắn gặp phải phiền phức muốn siêu việc sáng tạo đạo giả không đơn giản hỗn độn vô thức nói hỗn độn tà ma càng lúc càng nhiều không thể tính được lai lịch của nó e là có liên quan tới hắn thế không hay vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm mặc mặc dù hắn bá đạo nhưng thái độ của hắn đối với chúng ta hiện tại cũng tính là nhu hòa đổi lại là chúng ta đều không thể rộng rãi được như hắn nếu hắn nhập tà vậy thì không đơn giản hỗn độn vô thức tiếp tục nói ngữ khí có chút phức tạp vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh hỏi nhưng nếu hắn nhập tà là do nguyên nhân nào mang tới hỗn độn vô thức nói có lẽ thích thiên vô lượng đại diệt tôn biết dứt lời một đạo thân ảnh xuất hiện chính là thích thiên vô lượng đại diệt tôn thân hình của hắn còn lớn hơn cả vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh giống như thái sơn so với núi nhỏ thích thiên vô lượng đại diệt tôn nói ta biết là nguyên nhân gì vì gì hắc ám cấm chủ gì cơ? Hắc ám cấm chủ. Hỗn độn vô thức có chút giật mình, hắn là sáng tạo đạo giả chú ý tới hắc ám cấm chủ sớm nhất. Trừ rất lâu trước kia, hắn cảm thấy hắc ám cấm chủ rất nguy hiểm, nhưng trong hỗn độn có quá nhiều sinh linh giả mạo hắc ám cấm chủ, cũng có quá nhiều sinh linh có khả năng là hắc ám cấm chủ, hỗn độn dẫu sao cũng không thuộc về hắn, hắn không dám giết bừa. Đúng vậy, hắn bảo ta và thần uy thiên thánh điều tra hắc ám cấm chủ thích thiên vô lượng đại diệt tôn trả lời. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh nói, kể ra hắc ám cấm chủ và thần uy thiên thánh là cùng cuộc khởi, nhưng chuyện lúc trước đã chứng minh hắc ám cấm chủ có một thân phận khác, không thể hoài nghi đến trên người hắn. Hỗn độn vô thức nói, thần uy thiên thánh cũng từng bị nguyền rủa, hai bên chắc là kẻ địch, sự cuộc khởi của thần uy thiên thánh rất bất khả tư nghị, có lẽ hắn là lợi dụng tạo hóa nào đó, loại tạo hóa này tương ứng với có thể sẽ sinh ra một phản diện. Hai vị sáng tạo đạo giả trầm mặt, đều suy tư. Vô cấu đâu, khi nào hắn mới đến? Hỗn độn vô thức hỏi. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn trả lời, không thể liên hệ, chắc vẫn đang bế quan. Hỗn độn vô thức đột nhiên hỏi, liệu hắc ám cấm chủ có phải là hắn không? Thần uy thiên thánh có thể có liên quan tới hắn không? Hai vị sáng tạo đạo giả lại trầm mặt sáng tạo đạo giả không thể tính được sáng tạo đạo giả cho nên bọn họ rất kiên kỵ nhau vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói được rồi muốn suy đoán thì cứ mặc hắn chúng ta chỉ là sáng tạo đạo giả sắp bị trấn áp so với suy nghĩ những chuyện này không bằng nghĩ xem ứng đối thế nào vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta suy đoán thì nên làm gì thích thiên vô lượng đại diệt tôn nói liên hợp sáng tạo đạo giả nhưng làm như vậy rất dễ bị phát hiện hỗn độn vô thức nói cứ đây đi, lôi kéo cả hai vị sáng tạo đạo giả còn lại, xem như mở rộng cửa lòng, chỉ có cực một ván. Hai vị sáng tạo đạo giả do dự một lát, lập tức gật đầu. Đàn tràng thứ ba, trong đạo quán. Hàng tuyệt đang tu luyện, trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ. Hỗn độn vô thức báo mộng cho ngươi, có nhận không? Hàng tuyệt trực tiếp không đếm xỉa, chu kỳ bế quan của hắn vẫn chưa tới, há có thể bị phá rối mấy ngàn năm sau. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn báo mộng cho ngươi, có nhận không? Không đếm xỉa. Thật phiền. Trong lòng hàng tuyệt đã cảm thấy khó chịu. Lại mấy chục vạn năm trôi qua, lại có người báo mộng. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh báo mộng cho ngươi, có nhận không? Nhiều thế, chẳng lẽ hỗn độn xảy ra chuyện à? Hàng tuyệt mở mắt, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, tất cả đều ổn, các bạn tốt của hắn đều còn sống. Chắc là tính kế. Hắn lại nhắm mắt. Sau khi tới chu kỳ ngàn vạn năm, hắn mới lại mở mắt. Hàng tuyệt đã một ức bảy trăm ngàn tuổi nghỉ nghỉ một chút, liền báo mộng cho thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Mộng cảnh là lĩnh vực trống. Hàng tuyệt nhìn thấy thích thiên vô lượng đại diệt tôn hỏi, chuyện gì thế, vì sao lại báo mộng? Thích thiên vô lượng đại diệt tôn trầm mặt một lát, nói, vì sao không nhận? ta đang tu luyện, không chỉ là ngươi, còn có cả hai vị khác, các ngươi có chuyện gì? Hàng tuyệt hoang mang hỏi, biểu hiện của hắn đã xóa tan nghi kỵ của thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Đến lĩnh vực trống, ta dẫn ngươi tới một chỗ. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn nhìn hàng tuyệt một lúc, mở miệng nói. Hàng tuyệt cảnh giác hỏi, đi đâu? Đi rồi biết. Bỏ lại những lời này, thích thiên vô lượng đại diệt tôn liền cường hành phá mộng cảnh. Hàng tuyệt mở mắt, hỏi thầm trong lòng, chuyến này đi tìm thích thiên vô lượng đại diệt tôn, có nguy hiểm không? Cần khấu trừ hai ngàn vạn ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục? Không. Hàng tuyệt thầm thở vào nhẹ nhõm, không phải tính kế là tốt rồi. Kỳ thật hắn cũng không sợ, cho dù bị nhốt, hắn cũng có phương pháp chạy trốn, quy tắc siêu nhiên của hắn sớm đã phân tán thành vô số phần, cho dù chết, cũng có thể tùy thời phục sinh từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, sáng tạo đạo giả là không chết được. Hàng tuyệt lập tức lên đường tới lĩnh vực trống. Rất nhanh, hắn liền bị lực lượng của thích thiên vô lượng đại diệt tôn bao bọc, hắn không kháng cự, để mặc cho thích thiên vô lượng đại diệt tôn mang đi. Trước mắt hàng tuyệt hoa lên, liền đi tới một mảng không gian thần bí tâm tối. Ý chí của hắn quét ra, phát hiện vùng không gian này là vô biên vô hạn, không ngờ còn lớn hơn hơn toàn bộ hỗn độn, không có bất kỳ sinh khí nào, chỉ là hư vô tuyệt đối. Từng đạo khí thế cuồn cuộn hàng lâm, chính là thích thiên vô lượng đại diệt tôn, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Đây là hàng tuyệt thầm tò mò, chắc không phải phải vây công hắn, dẫu sao cứ như vậy mà giết hắn, căn bản cũng không giết được, sáng tạo đạo giả sẽ không ngu xuẩn như vậy. Hỗn độn vô thức mở miệng nói, hàng đạo hữu, ngươi đúng là khổ tu chi sĩ, chúng ta báo mộng cho ngươi, ngươi cũng không thèm để ý. Hàng tuyệt nói, bởi vì ta nghĩ rằng không đắc tội với chư vị, cho nên không không lo lắng, chỉ chuyên tâm tu luyện. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở miệng nói, gần đây hỗn độn nổi sóng gió, càng có tà ma liên tục xuất hiện, chúng ta tụ tập chính là vì chuyện này, hiện giờ các phương đại đạo giới đã dung hợp với hỗn độn, nếu hỗn độn sinh biến, chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thì ra là việc này. Hàng Tuyệt nhíu mày nói, lúc trước ta cũng đã nhận ra, tưởng là dấu hiệu báo trước của đại đạo lượng kiếp, cho nên không để ý, chẳng lẽ là có nguyên nhân khác. Hỗn Độn Vô Thức nói ra suy đoán của bọn họ, sắc mặt Hàng Tuyệt lại biến thành khó coi. Giờ phải làm thế nào cho phải đây? Hàng Tuyệt khó xử, giống như nghĩ đến tuyệt cảnh nào đó, sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh nói, hiện giờ, chúng ta phải liên thủ, sớm làm ra chuẩn bị chỉ để che chở cho đại đạo giới của chúng ta. Thích Thiên vô lượng đại diệt Tôn nhìn về phía hàng Tuyệt, nói, mặc dù đại đạo giới của ngươi vẫn chưa tới gần hỗn độn, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, cho nên chúng ta liên thủ đi, Thương Thảo ở đây sẽ không bị vị tồn tại đó phát hiện. Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, đệ cửu hỗn độn có biết giới này không? Cần khấu trừ 10 ức tức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không biết. Vậy thì tốt. Hàng tuyệt nhìn về phía ba vị sáng tạo đạo giả, hỏi, vậy nên chuẩn bị thế nào? Hỗn độn vô thức nói, chúng ta sáng tạo phân thân, lan truyền đạo Pháp, đề thăng thực lực của các đại đạo giới, chống đỡ hỗn độn tà ma. Cái này, hàng tuyệt nhíu mày. Chúng ta không thể trực tiếp can thiệp vào hỗn độn, nếu làm vậy sẽ kinh động tới hắn, số lượng hỗn độn tà ma càng lúc càng nhiều, bảo vệ tốt chúng sinh của chúng ta, mới có thể có chuẩn bị bước tiếp theo hỗn độn vô thức nói. Hàng tuyệt đành phải gật đầu đồng ý. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn nói, sau này có việc, tự ngươi tới, vùng không gian này đã khai thông cho ngươi, không thể truyền ra ngoài. Hàng tuyệt nói, ta biết chừng mực. Các sáng tạo đạo giả lại hàng huyên vài câu rồi tự rời đi. Hàng tuyệt trở lại đàn tràng thứ ba, bắt đầu suy tư. Vừa rồi các sáng tạo đạo giả nhắc tới hắc ám cấm chủ, đều chỉ đầu mâu về phía M Dương vô cấu tịch diệt thần, vị sáng tạo đạo giả thần bí nhất kia. Hàng Tuyệt đang suy nghĩ tiếp theo nên dùng hắc ám cấm chủ để làm việc như thế nào. Mục tiêu của hắn chỉ có một, kéo dài tiến độ của đệ cử hỗn độn, để mình chứng sáng tạo đạo giả đầu tiên. Hắn sẽ không giúp các sáng tạo đạo giả lật đổ đệ cử hỗn độn, bởi vì hắn cũng không có hảo cảm với các sáng tạo đạo giả. Làm việc phải suy nghĩ tới cân bằng. Lúc này, Hàng Tông Đạo đứng đầu cửu thần tinh tỉnh lại, hắn nhẹ giọng hỏi, "Thủy tổ, có việc gì đang lo lắng à, chúng ta nguyện phân ưu giải nạn cho thủy tổ." Lời này vừa được nói ra, con cháu khác nhau nhau tỉnh lại, thiện ác cũng vậy. Hàng Tuyệt mỉm cười, nói, "Không có gì, chỉ là hỗn độn xuất hiện càng lúc càng nhiều tà ma, không tính được lai lịch của chúng, có điều tạm thời không thể tạo thành uy hiếp đối với hỗn độn, các ngươi cứ tu luyện cho tốt, muốn ra sức cho ta." ít nhất cũng phải đặt tới đại đạo chí thượng viên mãn đại đạo chí thượng viên mãn cửu thần tinh biến sắc thiện ác cũng vậy đại đạo chí thượng viên mãn tương đương với đỉnh của tu hành không ngờ phải tu luyện đến cuối mới có thể làm việc cho thủy tổ thế này cũng quá khủng bố rồi bọn họ trước khi đến đều là phàm nhân vừa nghĩ tới sau này không biết phải bế quan bao lâu bọn họ đều cảm thấy hốt hoảng hàng tuyệt nhìn thấu lên tiếng của bọn họ lại không an ủi, loại chuyện này phải cố nhịn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm, sư phụ, đồ nhi tới bái kiến. Tô Kỳ Hắn trước tiên tiến vào bách nhạc tiên xuyên, tìm thấy phân thân của hàng tuyệt, lại được truyền tống đến đàn tràng thứ ba. Đối với Tô Kỳ, hàng tuyệt là cực kỳ yêu thương, cho nên phân thân của hắn cũng rất cưng chiều, không hỏi hắn có chuyện gì, trực tiếp liền cho hắn tới. Đương nhiên, trước khi truyền tống, phân thân đã kiểm tra Tô Kỳ, trên người không có dấu vết và lực lượng khác. Hàng Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Cửa đạo quán mở ra, Tô Kỳ lập tức bước vào. Tạo Bả Tinh trước kia hiện giờ đã là một trong các thánh nhân có địa vị cao thượng nhất, khí độ bất phàm, đã không còn chút bộ dạng tai tinh năm xưa. Cửu thần tinh, thiện ác nhìn về phía Tô Kỳ, trong mắt toàn là vẻ tò mò. Tô Kỳ nhìn thấy bọn họ cũng sửng sốt, không ngờ trong đạo quán lại có nhiều người như vậy. Tô Kỳ đi tới trước mặt Hàng Tuyệt quỳ lạy hành lễ, tư thái cung kính. Hàng Tuyệt cười hỏi, chuyện gì? Tô Kỳ nhìn nhìn chung quanh. Cứ nói đừng ngại, bọn họ đều là con cháu của ta, không có mấy ước năm thì không được ra, không cần lo lắng bị bọn họ biết. Hàng tuyệt cười nói. Cửu thần tinh lộ ra nụ cười chua chát, Tô Kỳ cũng dở khóc dở cười, mấy ước năm, vậy sẽ buồn tẻ tới mức nào? Tô Kỳ hít sâu một hơi, nói, sư phụ, ta không muốn ở thiên đạo nữa, ta muốn trở về tu hành, ra sức cho ngài, nếu ngài có nhiệm vụ cư giao cho ta, ngày tháng ở thiên đạo quá an nhàn, an nhàn đến mức ta đã bị rất nhiều hậu bối vượt qua rồi. Mạnh nhất thiên đạo cũng đều là đại đạo thánh nhân, những thiên kiêu đạt tới đại đạo chí thượng như triệu song toàn, thanh thiên huyền cơ, tần lành đều rời khỏi thiên đạo, một mình mở thế lực ở bên ngoài. Hiện giờ thiên đạo đã đạt đến cực hạn, bất kể là thực lực hay là thế lực, đều không thể tăng trưởng. Hàng tuyệt nhìn về phía Tô Kỳ, nói, vậy ngươi trước tiên cứ ở lại đi, tu luyện ở đây. Dứt lời, không gian trong đạo quán bỗng nhiên biến to, đủ cho 12 người bọn họ, còn lộ ra vô cùng trống trải. Tô Kỳ vội vàng bái tạ. Hàng tuyệt bắt đầu giảng đạo cho bọn họ, thuận tiện thăm dò lý giải của Tô Kỳ hiện giờ đối với đạo Pháp, xem ngộ tính có cứng ngắc không. Ngàn năm sau, hàng tuyệt kết thúc giảng đạo, hắn nhìn về phía Tô Kỳ, phát hiện tuy tu vi của Tô Kỳ có tiến bộ, nhưng rất chậm. Xem ra thiên đạo thật sự khiến Tô Kỳ lơi lỏng rồi. Nên làm thế nào để lay tỉnh Tô Kỳ đây? Hàng tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Để Tô Kỳ đến gia nhập vào tạo hóa đế đình, lại bởi vì vận rủi không khống chế được, không thể không lưu lạc siêu thoát, giống như năm đó ở thế gian vậy. Nghĩ đến đây, hàng tuyệt lộ ra một nụ cười thần bí, đám con cháu vẫn đắm chìm rồi ngộ đạo, chưa tỉnh lại. Hàng tuyệt dẫn theo Tô Kỳ tới trong đạo quán ở đàn tràng chủ, đợi Tô Kỳ tỉnh lại, hắn liền giao phó nhiệm vụ này cho Tô Kỳ. Thấy ngươi không quá nguyện ý khổ tu, ta phái ngươi tới tạo hóa đế đình, tranh đoạt cơ duyên, sau này này sẽ báo mộng truyền đạo cho ngươi. Hàng tuyệt mở miệng nói, Nghe vậy, Tô Kỳ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, nói ra thật xấu hổ, Đồ Nhi cũng nghĩ như vậy, nếu khổ tu, luận tư chất, vĩnh viễn không đuổi kịp người khác, chỉ có truy tìm cơ duyên, mới có cơ hội. Hàng tuyệt ý vị thâm trường nói, vô tận thời đại sắp tới, quả thật có cơ duyên nhiều vô số kể sắp tới, nhưng ngươi đừng để bị người ta lợi dụng, tính kế giống như trong vô lượng đại kiếp, gặp bất kỳ tình huống gì cũng phải nhớ báo mộng cho ta. Tô Kỳ xấu hổ, vội vàng nói, đồ nhi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ, ta gặp phải phiền phức không thể giải quyết, nhất định sẽ tìm ngài, sẽ không cậy mạnh nữa. Hàng tuyệt nói, ta chuẩn bị xóa đi sức nắm giữ đại đạo chi lực của tử vong ma thần trong ngươi, như vậy ngươi có thể chế hành siêu thoát một cách vô ý thức, mà đoạn ký ức này, ta cũng sẽ xóa đi, đợi sau khi ngươi thành công sẽ trả lại cho ngươi. Tô Kỳ ngẩn người, lập tức hiểu được ý đồ của hàng tuyệt, nói, không thành vấn đề, vừa hay để đồ nhi chịu khổ một chút, dắt tỉnh tâm tính trước kia, khiến ta trở nên căng thẳng. Nhìn bộ dạng tràn ngập ý chí chiến đấu đó của Tô Kỳ, hàng tuyệt rất vui mừng. Không tồi không tồi. Ngươi tạm thời cứ tu hành một đoạn thời gian, ta sẽ chuyên môn phái một phân thân tới chỉ đạo ngươi, vạn năm sau lại xuất phát. Hàng tuyệt trầm ngâm nói, Tô Kỳ tất nhiên không có ý kiến, vạn năm đối với hắn mà nói thì không hề dài. Cứ như vậy, Hàng Tuyệt lưu lại một phân thân bầu bạn với Tô Kỳ, dùng trung nguyên chi lực của bản thân kích thích đại đạo chi lực của tử vong ma thần, muốn lay tỉnh tai tinh trước kia. Sau khi bản tôn trở lại đàn tràng thứ ba, Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Vẫn hỗn loạn trước sau như một, sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, không dẫn tới gợn sóng quá lớn, chúng sinh vẫn chú ý tới đại đạo lượng kiếp. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.